hồi 81, vội báo thù, Trương Phi bị hại, mong rửa hận, tiên chủ cất quân, tiên chủ muốn khởi quân sang đánh Đông Ngô, Triệu Vân can rằng quốc tặc là Tào Tháo chứ không phải là tôn quyền, này Tào Phi cướp ngôi, thần và người cùng oán, bệ hạ nên lấy quan trung trước, đóng quân mé trên sông Vi Hà, để đánh kẻ hung nghịch, thì bọn nghĩa sĩ bên quan đông, át mang lương, tế ngựa đến đón quân bệ hạ. Nếu bỏ ngụy mà đánh ngô, việc chiến tranh đã gây ra dễ mà thôi ngay được, xin bệ hạ xét kỹ mà xem. Tiên chủ nói, tôn quyền hại mất em chấm, và lại chấm còn đang căm tức bọn phó sĩ nhân, mi phương, phan trương, mã trung, có xé được xác chúng và giết cả họ chúng, chấm mới hả lòng, người cản trở chấm sao. Vân thưa, thù giặc nước mới là thù chung, còn thù anh em là thù riêng, xin bệ hạ coi thiên hạ trọng hơn mới được. Tiên chủ đã chấm không báo thù được cho em, tuy có giang sơn muôn rằm cũng chẳng quý gì, rồi không nghe lời triệu vân, một mặt truyền ngay lệnh khởi quân sang đánh Ngô, và sai sứ ra Ngụ Khê mượn năm vạn quân dự để tiếp ứng, một mặt sai sứ sang lãng Trung thăng cho trương phi làm sa kỵ tướng quân, lãnh chức tư lễ hiệu úy, phong làm hầu tây lương, kiêm chức mục ở lãng Trung. trương phi giữ lãng Trung, từ khi nghe tin quan công bị Đông Ngô hại, ngày nào cũng gào khóc cả ngày, nước mắt chảy ra, huyết đầm bìa vạt áo các tướng đem rượu khuyên dài rượu say vào phi lại càng hung hăng lắm đầy tớ trên dưới hơi có điều gì là đánh lắm người bị đòn mà chết mỗi ngày trông về phía nam phi nghiến răng trợn mắt hằn học khóc lóc thảm thiết chợt có sứ giả đến phi vội vàng ra tiếp vào mở đọc chiếu phi chịu tước mảnh về bắc lại tạ rồi mở tiệc thết đãi sứ giả phi hỏi rằng anh ta bị hại thù sâu như bể những bầy tôi miếu đường sao không tâu lên để cất quân đi đánh cho sớm sứ giả nói lắm người khuyên hoàng thượng đánh ngụy trước rồi sau sẽ đánh ngô phi giận nói rằng thế là nghĩa lý gì khi xưa ba anh em ta kết nghĩa vườn đào thề cùng nhau sống chết nay bất hạnh anh thứ hai nửa đường mất sớm ta ngồi hưởng phú quý một mình sao cho đánh ta phải đến ra mắt thiên tử xin làm tiền bộ tiên phong mặc đồ trở sang đánh ngô bắt sống quân nghịch tặc đem về tế anh ta để chọn lời thề xưa mới được. Nói đoạn đi ngay với sứ giả sang thành đô, tiền chủ bấy giờ ngày nào cũng xuống giáo trường, luyện tập quân mã, sắp sửa ngự giá thân trinh. Các quan công khanh đến phủ thừa tướng nói với khổng minh rằng thiên tử mới lên ngôi lớn, đã muốn thân cầm quân đi đánh giặc, không phải là trọng việc xã tắc, thừa tướng cầm cân nhà nước, sao không can ngăn đi? Khổng minh nói ta cố sức can ngăn mấy lần nhưng vẫn không nghe hôm nay cả các ông cùng đi với ta vào giáo trường mà can nhân thể. Khi ấy khổng minh dẫn các quan vào can rằng bệ hạ mới lên ngôi báo. nếu muốn sang mặt bắc đánh giặc tàu, để tỏ nghĩa lớn ra thiên hạ, thì hãy nên thân trinh. Nhược bằng muốn đánh ngô, thì chỉ nên sai một thượng tướng cầm quân đi cũng xong, không cần phải khó nhọc đến thanh giá. Tiên chủ thấy khổng minh can mãi, bụng đã hơi nguôi nguôi, chợt có trương phi đến, tiên chủ vội vàng triệu vào phi đến nhà diễn võ, lại phục xuống đất, rồi ôm lấy chân tiên chủ mà khóc. Phi nói, bệ hạ nay làm vua, quên mất lời thề vườn đào rồi à. Thù anh hai tôi làm sao không báo, tiên chủ nói, lắm người can ngăn nên chưa dám kinh động. Phi nói, người ta biết đâu lời thề khi xưa, nếu bệ hạ không đi, tôi xin liều một thân tôi, đánh báo thù cho anh hai. Nếu không báo được, tôi thà rằng chết, chớ không mặt nào trông thấy bệ hạ nữa tiên chủ nói, trẫm với ngươi cùng cất quân đi, ngươi đem quân bản bộ từ Lãng Trung kéo sang, chấm dẫn tinh binh hội nhau ở Giang Châu, để cùng đánh đông ngô báo cái thù này. Khi phi sắp ra về, tiên chủ lại dặn rằng, chấm vẫn biết ngươi trong khi say rượu, thường hay hung hăng đánh đập quân sĩ, mà lại cho nó hầu cận tả hữu đó là con đường gây vạ. Từ giày phải khoan hòa, chớ như trước nữa nhé, phi lại từ trở ra, hôm sau, tiên chủ chỉnh binh sắp đi quan học sĩ là tần bật tâu rằng bệ hạ đem cái thân quý trọng muôn cỗ xe mà theo là một điều nghĩa nhỏ, không ai khen gì việc ấy, xin bệ hạ xét cho. Tiên chủ nói, chấm với vân trường, đã thể cùng sống chết coi nhau, nghĩa lớn còn đó, bỏ làm sao cho được. Bật cứ cúi rạp xuống đất không đứng dậy và nói rằng bệ hạ khắc nghe lời tôi, tôi chỉ sợ đi thì bất lợi. Tiên chủ nổi giận nói rằng chấm sắp cất quân đi, sao ngươi dám gở mồm thế? liền quát võ sĩ lôi ra chém, bật bị võ sĩ điệu ra, mặt vẫn ung dung như không, ngoảnh cổ lại cười mà nói rằng tôi chết cũng chẳng hề chi, nhưng chỉ tiếc cơ đồ mới gây dựng lên lại sắp đổ mất thôi. Các quan súng cả vào kêu van cho tần bật, tiên chủ mới nói rằng hãy đem giam cổ nó xuống dưới kia, khi nào chậm báo thủ xong rồi, về sẽ trị tội. Khổng Minh nghe tin, lập tức dâng biểu cứu tần bật. Trong biểu nói rằng thần là lượng, thiết nghĩ rằng giặc ngô dùng mẹo quỷ quyệt, đến nỗi kinh châu đổ mất, sao tướng tinh xa ở phận ngu đầu, cột chống trời gãy ở xứ ngô sở. Xem cái tình hình đau đớn ấy, thực không bao giờ quên. Nhưng lại nghĩ rằng, đời ngô nhà Hán, là tội tại Tào Tháo, chớ không phải lỗi tại Tôn Quyền. Phòng thử ta trừ xong ngụy thì ngô tự nhiên phải hàng. Xin bệ hạ nghe lời vàng đá của tần bật để dưỡng. Sức sĩ tốt, tìm kế hay hơn mà làm thì xã tắc, thiên hạ may lắm. Tiên chủ xem xong bài biểu, quẳng xuống đất, nói rằng, y chẫm đã quyết, không ai được can nữa. Bèn sai thừa tướng là ra cát lượng trông non thái tử ở nhà giữ hai xuyên. Sai phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu và em là Mã Đại Hiệp trợ với Trần Bắc tướng quân ngụy Diên giữ Hán Trung để địch quân ngụy Sai hồ oai tướng quân Triệu Vân làm hậu ứng và đốc thúc Lương Thảo, Hoàng Quyền, Trình Kỳ làm tham mưu, Mã Lương, Trần Trấn coi việc văn thư. Hoàng Trung làm tiền bộ tiên phong, Phùng Tập Trương Nam làm phó tướng, phó đỗng, Trương Dực làm trung quân hiệu úy, Triệu Dông, Trương Thuần làm đoạn hầu. Tướng ở xuyên vài trăm viên, cùng với tướng tốt ở dợ ngũ khê, cả thảy 75 vạn quân, kén ngày bính dần tháng 7, năm Trương Vũ thứ nhất, ra quân. Trương Phi từ khi trở về Lãng Trung, hạ lệnh trong quân, hẹn trong ba ngày, phải may cờ trắng, áo giáp trắng, để ba quân mặc đồ tang sang đánh ngô hôm sau có hai tướng dưới trướng là phạm cương trương đạt vào kêu rằng cờ trắng giáp trắng một lúc may sao cho kịp xin gia hạn cho mới được phi nổi giận nói ta muốn báo thù đáng tức mình không đến ngay được cõi giặc chúng bay sao dám trái tướng lệnh của ta liền quát võ sĩ sai trói hai người vào gốc cây đánh mỗi người năm chục roi đánh xong lại trỏ tay bảo họ rằng ngày mai phải may cho đủ nếu sai hẹn thì ta chặt đầu chúng mày đi để làm gương cho kẻ khác hai người phải đòn đau quá, hộp cả máu ra đằng miệng. Họ trở về dinh bàn chuyện với nhau. Phạm Cương nói, hôm nay ta phải đòn thế này, còn ngày mai nữa thì biện làm sao cho kịp. Người ấy tính nóng như lửa, nếu ngày mai không xong, chúng ta cũng khó toàn mạng. Trương Đạt nói, để cho hắn giết ta, chẳng thà ta giết hắn trước đi cho rành. Cương nói, làm thế nào đến gần hắn được mà giết. Đạt nói, nếu số hai chúng ta chưa đáng chết, thì hôm nay hắn say rượu ngủ trên giường nếu số chúng ta đáng chết thì hắn còn tình khi ấy trương phi ngồi trong trướng tinh thần hoảng hốt đứng ngồi không yên mới hỏi bộ tướng rằng ta hôm nay nghe nóng ruột đứng ngồi không yên không biết tại làm sao bộ tướng bẩm đó là vì tướng quân tưởng nhớ quan công cho nên sinh ra thế trương phi sai mang rượu ra uống với bộ tướng cho giải phiền không ngờ uống say quá nằm ngủ trong trướng hai tên giặc phạm Trương Giò biết được là Phi say rượu rồi. Đến canh đầu, mỗi tên dắt một con dao găm cực sắc, đi lẻn vào trong chướng, nói dối là vào bẩm một việc cơ mật, rồi đến thẳng đầu giường Phi. Xưa nay Phi ngủ, không nhắm mắt bao giờ. Hôm ấy, Phi nằm trong chướng, hai tên trông thấy mắt Phi vẫn mở, dâu vảnh ngược, không dám động đến. Sau vì nghe thấy tiếng Phi ngáy như sấm, hai đứa mới dám bước lại gần, dơ dao đâm một nhát vào giữa bụng Trương Phi. Phi kêu to được một tiếng thì chết. Bấy giờ mới có 55 tuổi, người sau có thơ rằng An hỉ xưa từng đánh đốc biêu, khăn vàng quét sạch giúp viêm lưu, hố lào ái nọ lừng quay giữ, chàng bản cầu kia nổi tiếng reo, nghĩa thả nghiêm nhan, yên cõi thuộc trí lừa trương cáp, định trung châu, thủ ngô chưa báo, thân đà thác đất lãng nghìn thu nội cỏ sầu, hai thằng giặc cắt ngay đầu trương phi, dẫn vài mươi tên đầy tớ đi suốt đêm sang hàng đông ngô. Hôm sau, trong quân nghe chuyện làm vậy, liền cất quân đuổi theo thì đã muộn rồi. Bấy giờ có bộ tướng Trương Phi là Ngô Ban, nguyên khi trước ở Kinh Châu lại ra mắt Tiên chủ, Tiên chủ cho làm nha môn tướng sai ra giúp Trương Phi giữ ở Lãng Trung, Ngô Ban liền dâng biểu tâu với Thiên tử, rồi sai con cả Trương Phi là Trương Bào sắm sửa quan quách khâm liệm. Trương Bào để em là Trương Thiệu ở lại giữa Lãng Trung còn mình về báo với Tiên chủ. Tiên chủ bấy giờ đã kén này ra quân, quan viên lớn nhỏ theo cả khổng minh đi tiễn khỏi mười dặm đường mới trở về. Khổng minh về đến thành đô, sắc mặt buồn rầu, bảo với các quan rằng giá mà Pháp Hiếu Trực còn sống, chắc hẳn ngăn được Chúa Thượng không sang mặt đông. Đêm hôm ấy, tiên chủ tự nhiên thấy dùng mình nóng ruột, trần chọc không ngủ được, mới ra sân ngẩng mặt lên trời xem thiên văn, thì thấy mé Tây Bắc có một ngôi sao to bằng cái đấu xa xuống đất. Tiên chủ nghi lắm, sai người đi ngay đến triệu khổng minh để hỏi khổng minh tâu rằng điểm này tất là mất một đại tướng trong ba ngày thì biết tin tiền chủ nhân thể đóng quân lại chưa dám đi vội hôm sau sự có quan hầu cận vào tâu rằng bộ tướng của quan xa kỵ tướng quân trương phi là ngô ban sai người mang biểu đến dâng tiền chủ dẫm chân xuống đất than rằng trời ơi em ba ta hỏng mất rồi khi xem đến biểu quả nhiên là tin dữ về trương phi tiền chủ khóc ầm lên ngất lăn xuống đất các quan cứu tỉnh dậy khuyên giải một hồi lâu mới nguôi hôm sau có một đội quân mã kéo đến đi nhanh như bay tiên chủ ra cửa trại đứng xem một lát thấy một tướng trẻ tuổi áo trắng giáp bạc vùng nhảy ngay xuống ngựa lại dập xuống đất mà khóc tiên chủ trông ra thì là trương bào bào thưa phạm cương trương đạt giết mất cha tôi đem đầu sang hàng ngô rồi tiên chủ đau đớn khóc lóc bỏ cả ăn uống quần thần can rằng bệ hạ vốn báo thù cho hai em sao lại vật vã long thì làm vậy tiền chủ bấy giờ mới chịu ăn cơm rồi bảo với trương bảo rằng mày có dám dẫn quân bản bộ, cùng với ngô ban làm tiên phong để đánh báo thù cho cha mày không bảo tâu vì nước vì cha muôn chết cũng không dám từ tiền chủ vừa định sai trương bảo đi thì lại thấy một toán quân sổng sộc kéo đến tiền chủ sai người ra xem quân nào thì thấy thị thần dẫn một tướng trẻ tuổi cũng mặc áo trắng giáp bạc vào dinh ra mắt tiên chủ tương ấy vào đến nơi phục xuống đất mà khóc, té ra là quan hưng. Tiên chủ trông thấy quan hưng, nhớ đến quan công lại khóc. Các quan cố sức can gián, tiên chủ nói, chấm từ thừa hàn vi, kết nghĩa với quan, trương thể cùng sống chết. Này chấm làm thiên tử, vừa được đến ngày cùng với hai em hưởng phú quý, chẳng may đều chết không được toàn mạng, nay trông thấy hai cháu ở đây, ai chẳng đứt ruột, nói rồi lại khóc lóc sâu thảm. Các quan nói: "Hai tướng hãy ra ngoài kia, để thánh thượng nghỉ ngơi." Thị thần Tâu rằng: "Bệ hạ ngoài 60 tuổi rồi, không nên thương xót vật vã lắm." Tiên chủ khóc mà nói rằng: "Hai em chết cả rồi, chẫm sống một mình làm gì?" Các quan bàn với nhau rằng: "Thiên tử sầu não như vậy, làm thế nào cho khuây giải được?" Mã Lương nói: "Thiên tử thân cầm quân sang đánh mô, mà cả ngày cứ khóc lóc thế này, tôi e rằng mang quân đi không được lợi." Trần Trấn nói, tôi nghe ở phía tây núi Thanh Thành, thuộc về Thành Đô, có một người ẩn giật, họ lý tên Ý, sống lâu 300 tuổi, biết được số người ta sống chết lành dữ, cũng là một ông tiên thời nay. Ta nên tâu với thiên tử, mời ông cụ ấy lại hỏi xem việc hay giờ ra làm sao, còn hơn chúng ta can ngăn. Bèn vào tâu với tiên chủ, tiên chủ nghe lời, sai Trần Trấn mang chiếu thư đến núi với ông cụ ấy. Trần Trấn phụng mệnh đi triệu, sai người sư ấy đưa đường, đi cùng kiệt mãi vào trái núi trong rừng sâu, trông mé xa có một tòa nhà. Trần trấn ngắm nhìn chung quanh, mây thanh khí mát, phong cảnh lạ lùng, quả là một nơi tiên cảnh. Khi gần đến cửa ngõ, thì một tiểu đồng chạy ra đón, bảo rằng ông có phải là Trần Hiếu khởi đó không? Trần Trấn giật mình hỏi, tiểu đồng sao lại biết cả họ tên ta thế? Tiểu đồng nói, thầy tôi hôm qua nói hôm nay tất có chiếu mệnh thiên tử đến đây, sứ giả là Trần Hiếu Khởi. Trần nói thế mới thực là tiên, lời đồn không hoa chút nào, mới cùng với tiểu đồng vào nhà trong ra mắt lý ý, Trần đưa chiếu trình lên, ý từ chối vì giả yếu, không sao đi được. Trần nói thiên tử muốn được tiếp tiên ông lắm, xin tiên ông chở quản công xe hạc, đi cho một chút. Lý ý nhất định không đi, Trần khẩn khoản hai ba lần, ý mới chịu, khi đến ngự doanh, lý ý vào ý kiến tiên chủ. Tiên chủ trông thấy người ấy đầu bạc phơ phơ mà mặt mũi còn trẻ, mắt biếc con ngươi vuông, sáng quắc như mặt kính, hình thù gầy gò như cây bách cổ thụ, tiên chủ biết là người lạ, tiếp đãi tử tế. Lý ý tâu rằng Lão Phu là một người già ở nơi quê mùa, ngu si đần độn, bệ hạ cho triệu đến, không biết ngài có điều gì truyền bảo đây. Tiên chủ nói, chấm cùng với quan, chương hai em, kết nghĩa sống chết hơn 30 năm rồi này chẳng may hai em bị hại, chẫm thân cầm đại quân, đi đánh báo thù, chưa biết hay giờ làm sao. Nghe tiền ông thông hiểu huyền cơ của tạo hóa, xin bảo cho biết trước thì hay lắm. Lý ý đáp đó là số trời, lão phu biết sao được, tiền chủ cố hỏi gặng hai ba lần, lý ý xin dây bút, rồi vẽ những minh mạ khi giới, hơn bốn mươi tờ, vẽ xong, lại xé vụn cả ra. Lại vẽ một người to lớn nằm trên mặt đất, bên cạnh có một người đào đất để chôn mé trên viết một chữ bạch lớn rồi cúi đầu đi ra Tiên chủ thấy vậy không bằng lòng bảo với quần thần rằng lão này chẳng qua là một lão điên tin làm quái gì lập tức lấy lửa đốt sạch những dây ấy rồi dục quân tiến đi trương bảo tâu rằng quân mã ngô ban đã đến đây tiểu thần xin làm tiên phong tiên chủ khen là người có trí giỏi lập tức ban ấn tiên phong cho trương bảo bảo sắp sửa lĩnh ấn lại có một tướng tuổi trẻ xăm xăm chạy đến nói rằng, hãy để ấn đấy cho ta, chúng trông ra thì là quan hưng. Bảo nói, ta đã phụng chiếu rồi. Hưng nói, mày có tài cán gì, mà dám nhận việc ấy. Bảo nói, ta học nghề võ từ tuổi nhỏ, bắn tên không sai một phát nào. Tiên chủ nói, chấm đang muốn xem võ nghệ của hai cháu để định kẻ hơn người kém. Bảo sai quân cắm một lá cờ ở ngoài trăm bước, trên lá cờ vẽ một cái vòng đỏ, rồi dương cung lên, bắn luôn ba phát đều tin vào giữa vòng. Người đứng chung quanh, ai cũng khen là bắn giỏi, quan hưng cũng dương cung ra, nói bắn tin vào vòng, cũng chưa là giỏi, lúc ấy có một đàn nhạn bay trên trời. Hưng trỏ vào con nhạn thứ ba mà nói rằng xem ta bắn con nhạn bay thứ ba đây này, nói buông lời, bắn lên một phát, quả nhiên tin vào ngay con nhạn bay thứ ba. Con nhạn xa xuống, các quan văn võ reo ầm cả lên, trương bào nổi giận, vác ngay ngọn bát xà mâu của cha khi xưa nhảy lên ngựa gọi to lên rằng, mày có dám thi võ với ta không? Hưng cũng vác thanh đại đao ra truyền, nhảy lên ngựa chạy ra, nói, mày biết xử mâu, dễ thường ta không biết xử đao hẳn. Hai tướng toàn xông vào đánh nhau, tiên chủ quát mắng rằng, hai thằng kia không được vô lễ, Hưng, bào vội vàng xuống ngựa, bỏ đồ khí giới, lại phục xuống đất xin chịu tội. Tiên chủ nói, chấm từ khi ở trác quận, cùng với hai cha cháu, kết làm anh em, thân như ruột thịt, này hai cháu đều là anh em với nhau lẽ phải đồng tâm hiệp lực báo thù cho cha sao lại dám tranh giành nhau mà bỏ mất cả đại nghĩa cha chết chưa được bao lâu mà còn thế này nữa thì về sau còn tệ đến đâu hai tướng lại lại chịu lỗi tiên chủ nói hai cháu hơn kém nhau bao nhiêu tuổi trương bảo thưa tôi lớn hơn quan hưng một tuổi tiên chủ liền sai quan hưng nhường trương bảo làm anh hai người lập tức ở tại trước trướng bẻ một mũi tên ăn thề cứu giúp lẫn nhau mãi mãi. Tiên chủ giáng chiếu sai Ngô Ban làm tiên phong, Quan Hưng, Trương Bảo đi hộ giá. Quân thủy bộ rầm rộ kéo sang nước Ngô, nói về Phạm Cương, Trương Đạt đem đầu lâu Trương Phi dâng lên Ngô Hầu, thuật lại chuyện trước. Quyền cho hai người ở đó, rồi bảo với các quan rằng, Lưu Huyền Đức lên ngôi hoàng đế, thân thống lĩnh hơn 70 vạn tinh binh, sang đánh nước ta, binh thế to quá, nên nghĩ thế nào bây giờ? Các quan thấy nói vậy, ai nấy đều tái mặt, nhìn ngó lẫn nhau. Gia Cát Cần bước ra thưa rằng tôi ăn lộc của quân hầu đã lâu, không biết lấy gì báo ơn được. Này xin liều bỏ cái mạng sống này, sang xứ bên thục, đem đường lợi hại bảo với huyền Đức, để cho hai nước hòa với nhau, mà hợp sức lại hỏi tội Tào Phi. Quyền mừng lắm, sai ngay Gia Cát Cần đi xứ, sang nói để tiên chủ rút quân về. Đó là hai nước giao tranh sai sứ đến một lời nói khéo cậy người đi chưa biết Gia Cát cần đi nói ra làm sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 82, Tôn Quyền Hàng ngụy Triệu Cửu Tích Tiên Chủ Đánh Ngô, Thường Sáu Quân, bấy giờ là năm chương vụ thứ nhất, 220, mùa thu tháng 8, Tiên Chủ Khởi Đại Quân kéo đến Ải Quy Quan, xa giá đóng trong thành Bạch Đế. Quân tiền đổi thì đã ra khỏi xuyên, có cận thần vào báo rằng Đông Ngô sai Gia Cát cần đến, Tiên Chủ truyền chỉ không cho vào. Hoàng Quyền tâu rằng, em Gia Cát Cần hiện đang làm tướng ở Thục, chắc có việc gì hắn mới đến đây, bệ hạ sao lại không cho vào. Xin bệ hạ cứ cho vào, xem nói năng làm sao, nên nghe thì nghe, không nên nghe thì mượn mồm hắn bảo với Tôn Quyền, cho biết việc ta sang hỏi tội là chính đáng. Tiên chủ nghe lời, cho đòi Cần vào thành, Cần lại Thục xuống đất, tiên chủ hỏi, từ du từ xa đến đây có việc gì, Cần thưa, em tôi thờ bệ hạ đã lâu, cho nên tôi dám liều đến đây xin tâu việc kinh châu khi trước quan công ở kinh châu ngô hầu mấy lần đến cầu thân quan công đều không thuận cả về sau khi quan công lấy tương dương tào tháo mấy lần đưa thư đến xui ngô hầu úp lấy kinh châu ngô hầu vốn không muốn nghe nhưng vì lã mông không hòa thuận với quan công tự tiện cất quân chẳng may mới xảy ra cớ sự thế này nay ngô hầu hối lại không kịp đó thực là tội lã mông chớ không phải lỗi tại ngô hầu hiện nay lã mông chết rồi, oán thù đã hết. Tôn phu nhân lâu nay vẫn mong nhớ muốn về, vậy ngô hầu sai tôi sang đây, xin đưa phu nhân về, cho những hàng tướng đem nộp và trao trả lại kinh châu, kết lại hòa hiếu với nhau, cùng đánh tảo phi, để trị cái tội cướp ngôi vua. Tiên chủ giận, nói đồng ngô hại mất em chấm, hôm nay dám lại đây nói khéo à? Cần nói, tôi xin đem cái lẽ lớn nhỏ, nặng nhẹ bàn với bệ hạ, bệ hạ là hoàng thúc nhà Hán nay vua Hán bị Tào Phi cướp ngôi, bệ hạ không nghĩ đến việc tiểu trừ, mà lại vì một người anh em khác họ, khó nhọc đến thân tôn quý muôn cỗ xe, thế là bỏ nghĩa lớn để làm một điều nghĩa nhỏ đó. Trung Nguyên là khu đất to nhất trong bốn bể, hai thành đô đều là chỗ nhà Hán gây dựng cơ nghiệp, bệ hạ không lấy chỗ ấy, mà chỉ tranh một xứ Kinh Châu, thế là bỏ chỗ nặng mà tìm chỗ nhẹ đó. Thiên hạ ai cũng tưởng rằng bệ hạ lên ngôi, thế nào cũng gây dựng nhà Hán lấy lại Giang Sơn, nay bệ hạ lại không hỏi đến nước ngụy mà cứ muốn đánh mô, thiết tưởng bệ hạ có điều gì không nghĩ tới chăng? Tiên chủ nổi giận lên, nói, cái thù giết mất em chấm, chấm thể không đội trời chung. Trừ ra chấm chết đi thì thôi, chớ còn chấm không sao bãi binh được. Nếu chấm không nể thừa tướng, thì chém đầu nhà ngươi trước đó. Này hãy tha cho nhà ngươi về bảo với tôn quyền hãy rửa cổ trước đi mà chịu chết. Gia Cát cần thấy tiên chủ không nghe, cực chẳng đã phải trở về Giang Nam. Trường Chiều nói với Tôn Quyền rằng Gia Cát Tử Du thấy quân thục thế to lắm, cho nên nói thác là sang cầu hòa, kỳ thực là muốn bỏ ngô vào thục, chuyến này đi tất không về. Quyền nói cô với Tử Du có cái nghĩa sống chết không thể thay lòng. Cô không phụ Tử Du, Tử Du tất cũng không phụ cô. Khi xưa Tử Du ở Sài Tăng, khổng minh đến đông ngô ta. Cô định sai Tử Du ra lưu khổng minh ở lại, thì tử du có nói rằng em tôi đã thờ huyền đức nghĩa phải giữ một niềm em tôi không chịu ở cũng như tôi không chịu đi xem như lời ấy dẫu thần minh cũng phải cảm động nay sao chịu theo hàng với thục cô với tử du tin nhau tận ruột gan chớ không vì lời ngoài tai mà lìa nhau được đang nói chuyện thì gia cát cẩn đã trở về quyền bảo trương chiêu rằng đó cô nói có sai đâu trương chiêu thẹn đỏ mặt lui ra cẩn vào ra mắt tôn quyền thuật lại chuyện tiên chủ không nghe giảng hòa. Quyền giật mình nói rằng, nếu thế thì Giang Nam nguy mất, triệu tư ở dưới thềm bước lên thưa rằng, tôi có một kế này, đủ cứu được việc nguy cấp ấy. Quyền hỏi, đức độ có mẹo gì hay vậy? Tư thưa, chúa công nên là một bài biểu, tôi xin sang sứ nước ngụy, ra mắt vua ngụy là Tào Phi, bày việc lợi hại, để ngụy đến úp Hán Trung, quân thục tự nhiên phải nguy, đánh thế nào được ta nữa mà sợ. Quyền nói, kế ấy hay lắm nhưng ngươi đi chuyến này, chớ có để mất thể diện đông ngô nhé. Tư thưa, nếu tôi để lầm lỡ điều gì, thà rằng đâm đầu xuống sông mà chết. Còn mặt mũi nào trông thấy người giang nam nữa. Quyền mừng lắm, lập tức viết biểu, xưng là thần, sai triệu tư đi xứ, đến thẳng hứa đô, trước hết vào ra mắt quan thái úy giả hù và các quan lớn nhỏ khác. Sáng hôm sau, khai trầu, giả hù ra ban tâu rằng, tâu bệ hạ, đông ngô có sai trung đại phu là triệu tư sang đây dâng biểu. Tào Phi cười, nói đây là mẹo đông ngô muốn đuổi lui quân thục đây, liền cho đòi triệu tư vào. Tư vào lại ở dưới thềm son, dâng tờ biểu lên. Phi xem biểu xong hỏi rằng ngô hầu là bậc chúa như thế nào? Tư tâu rằng là bậc chúa thông, minh, nhân, trí, hùng, lược. Phi cười, nói có phải khanh quá khen đó chăng? Tư nói không phải tôi khen quá lời đâu. Chủ tôi dùng lỗ túc ở trong bọn tầm thường. Đó là thông, cất lã mông ở trong đám hành trận đó là minh bắt được vô cấm không nỡ hại đó là nhân lấy kinh châu máu không dây đến mũi gươm đó là trí giữ ba con sông như hồ ngồi nhìn thiên hạ đó là hùng nay còn phải chịu kém bệ hạ một bậc đó là lược cứ thế mà gây ra đó chẳng phải là ông chúa thông minh nhân trí hùng lược là gì phi lại hỏi ngô chủ có học hành gì không Tư nói, ngô chủ tôi có hàng vạn chiếc thuyền kín mặt sông, giáp binh hàng trăm vạn, dùng người hiền, khiến người tài, có chí sửa sang việc thiên hạ, lúc nào thong thả thì xem rộng cả sách vở, nhưng chỉ nắm lấy cái đại ý chứ không bắt trước những phường học trò, tìm từng câu, dò từng chương làm gì. Phi nói, chậm muốn đánh ngô có nên không? Tư nói, đại quốc có quân đến đánh dẹp, thì tiểu quốc tôi cũng có phương kế trông giữ. Phi nói, ngô có sợ ngụy không? Tư nói, quân mặc áo giáp hàng trăm vạn, lại có sông Giang, sông Hán làm hào, việc gì mà sợ. Phi nói, ở Đông Ngô có bao nhiêu người được như đại phu. Tư nói, bọn thông minh, giỏi giang, có chừng tám chín mươi người, còn những người như bọn tôi thì nhiều lắm, không sao kể xiết. Tảo Phi thấy triệu tư ứng đối trôi chảy, không nhụt câu gì, than rằng, sách có câu, đi xứ ra bốn phương, không để nhụt đến mệnh vua sai khiến, như ngươi mới xứng đáng được câu ấy. Bởi vậy, mới sai quan thái thường khanh là hình trình mang sắc phong cho tôn quyền làm ngô vương, được dùng lễ cửu tích. Triệu tạ ơn gia thành, lưu hoa can rằng này tôn quyền sợ thục, cho nên đến xin hàng, cứ như tôi, thì thục, ngô đánh nhau, chính là lúc trời làm mất hai nước ấy. Nếu ta sai một đại tướng, mang vài vạn binh, sang úp lấy nước ngô, thục đánh mặt ngoài, ta đánh mặt trong, thì chỉ trong năm bữa nửa tháng là nước ngô phải mất. Nước ngô đổ rồi nước thục cũng nguy, bệ hạ sao không toan liệu cho sớm. Phi nói, tôn quyền đã biết lễ phép mà phục chấm rồi, nếu lại còn đánh, thì ngăn chờ bụng thiên hạ muốn hàng, không bằng ưng thuận là hơn. Hoa lại nói, tôn quyền tuy có hùng tài, nhưng chỉ là một chức phiếu kỵ tướng quân Nam Sương Hầu trong thời tàn hán mà thôi. Quan nhỏ, thế yếu mà quyền còn có bụng muốn tranh hùng với Trung Nguyên, nay phong cho y tước vương thì y chỉ kém bệ hạ một bực bệ hạ tin lời trá hàng, mà phong cho y vị hiệu to lớn, có khác nào chắp thêm cánh cho hổ không? Phi nói, không phải thế, chấm chẳng giúp gì ngu, mà cũng không giúp gì thục. Ta đợi xem hai nước đánh nhau, khi nào một nước mất, chỉ còn một nước, bấy giờ ta sẽ trừ nốt, thì có khó gì? Y chấm đã quyết rồi, người đừng nói lôi thôi nữa. Liền sai hình trình mang chiếu sắc đi với triệu tư đến đông ngô, phong cho tôn quyền. Tôn Quyền đang cùng với các quan bản kế chống cự quân thục, chợt có tin báo có sứ nước ngụy đến phong vương, phải ra ngoài xa nghênh tiếp. Cố ông can rằng chúa công nên tự xưng làm chức thượng tướng quân cửu châu bá, chớ không nên chịu tước phong của ngụy. Quyền nói, ngày xưa, bái công chịu tước phong của hạng vũ, đó là tùy thời, sao lại từ chối. Bèn dẫn các quan gia thành đón rước sứ giả, hình trình cậy mình là sứ giả nước lớn, vào cửa không thèm xuống xe trường chiêu giận lắm quát to lên rằng lễ đâu cũng phải kính phép đâu cũng phải nghiêm người sao dám tự cao tự đại, dễ thường khinh giang nam ta không có một mũi gương nào chăng hình trình vội vàng xuống xe ra mắt tôn quyền rồi hai người cùng ngồi một xe đi vào trong thành bỗng ở sau xe có một người tự dưng khóc hu hu lên rằng chúng ta không biết liều mình ra sức đánh nước ngụy nuốt nước thục mà để chủ ta phải chịu cho người phong tước đã thảm nhục hay chưa chúng trông ra xem ai, thì là từ thịnh. Hình trình nghe thấy vậy than rằng, tướng văn, tướng võ giang đông như thế này, tất nhiên không chịu kém người mãi đâu. Tôn quyền chịu phong tước xong, các văn võ quan liêu vào lại mừng đâu đấy, đoạn thu xếp đồ châu ngọc sai người sang nước ngụy tiến cống tạ ân. Có mật thám về báo rằng, thuộc chủ dẫn đại quân cùng với man vương là Sa Ma Kha mang vài vạn quân dở, lại có tướng đồng khê là đỗ lộ, lưu ninh giúp đỡ quân thủy bộ hai đường cùng tiến, thanh thế to lắm. Hiện nay quân thủy đã ra khỏi cửa vu khẩu, quân bộ đã đến thôi quy. Bấy giờ tôn quyền đã lên ngôi vương, nhưng vua ngụy vẫn chưa cho quân đến cứu. Bèn hỏi các quan rằng quân thuộc thế to lắm, làm thế nào bây giờ? Các quan nín lặng, tôn quyền lại nói sau chu lang có lỗ túc, sau lỗ túc có lã mông, nay lã mông đã mất rồi. Không còn ai lo giúp được việc cho cô nữa ư. Nói chưa dứt lời, có một tướng tuổi trẻ bước ra tâu rằng tôi tuy ít tuổi nhưng cũng hơi biết binh pháp vậy xin lĩnh vài vạn quân ra phá quân thục quyền trông ra thì là tôn hoàn hoàn tự là thúc vũ cha tên là hà nguyên họ du tôn sách yêu lắm cho theo vào họ tôn bởi thế cũng thuộc vào tôn tộc ngô vương hà sinh được bốn con hoàn là con trường giỏi nghề cung ngựa thường theo ngô vương đi đánh dẹp nhiều khi lập được công to hiện đang làm võ vệ đô úy, bấy giờ mới 25 tuổi. Quyền hỏi rằng, người có mẹo gì phá được quân thục, hoàn tâu rằng, tôi có hai viên đại tướng, một là Lý Dị, hai là Tạ Tinh, đều có sức khỏe muôn người không địch nổi. Xin Chúa công cấp cho vài vạn quân, để tôi ra bắt liêu bị. Quyền nói, cháu tuy anh hùng, nhưng còn ít tuổi, phải được một người giúp đỡ mới xong. Hổ oai tướng quân là chu nhiên tâu rằng tôi xin đi với tiểu tướng quân ra bắt liêu bị quyền ưng lời liền điểm quân thủy lục năm vạn phong cho tôn hoàn làm tả đô đốc chu nhiên làm hữu đô đốc cất quân đi ngay hôm ấy quân do thám dò biết quân thục đã đến nghi đô hạ trại tôn hoàn dẫn hai vạn rưỡi quân mã đóng ở giáp giới nghi đô trước sau chia làm ba trại để cự nhau với quân thục tướng thục là ngô ban lĩnh ấn tiên phong từ khi ở xuyên ra đi đến đâu giặc hàng đến đấy như cỏ lướt theo chiều gió gươm không dây vết máu nào đến thẳng nghi đô nghe tin tôn hoàn cắm trại ở đó chống cự với quân mình, ban liền phi báo với tiên chủ. Tiên chủ bấy giờ cũng đã dẫn quân đến thê quy nghe tin ấy, nổi giận nói, thứ thẳng danh con ấy, lại dám kháng cự với chẫm à. Quan hưng tâu rằng, tôn quyền đã cho thằng bé ấy làm tướng, bệ hạ hà tất phải sai đến đại tướng làm gì, cháu xin ra bắt cũng nổi. Tiên chủ nói, chẫm muốn coi tài của cháu thế nào, lập tức sai quan hưng đi. Hưng lại từ sắp đi thì Trương Bào lại tâu rằng, quan Hưng đã đi đánh giặc, cháu cũng xin đi một thể. Tiên chủ nói, hai cháu cùng đi càng hay, nhưng phải cẩn thận, chớ nên vội vàng. Hai tướng lại từ đi ra, hội với tiên phong, dẫn quân tiến lên, giàn thành thế trận. Tôn Hoàn biết quân thục đã đến, liền kéo quân trong trại ra, hai bên giàn trận đối nhau. Hoàn dẫn lý dị, tạ tinh, dừng ngựa dưới cửa cờ. Trong trận thục, quan hưng, trương bào, cùng đội mũ tròm bạc, mặc áo bào trắng, cờ trắng, ngựa trắng. Một tướng cầm bát xà mâu đứng trên, một tướng cầm đại đao đứng dưới. Bảo thét mắng rằng thằng nhãi con tôn hoàn kia, chết đến cổ họng rồi, còn dám chơi nhau với thiên binh à? Hoàn cũng mắng rằng cha mày đã làm ma không đầu, mày lại đến đây đòi chết, sao ngu lắm vậy? Trương Bảo giận lắm, vác mâu xông thẳng vào đánh tôn hoàn. Tạ tinh ở phía sau tế ngựa lên địch hai tướng đánh nhau hơn ba chục hiệp, tinh thua chảy, bào thừa thế đuổi theo, lý dị vội vàng hoa búa ra tiếp chiến, bào lại đánh hơn hai chục hiệp nữa, chưa phân được thua. Trong trận ngô, có tên tỳ tướng là Đàm Hùng, thấy trương bào khỏe mạnh lắm, lý dị không địch nổi mới bắn ngầm ra một phát tên, tin ngay vào ngựa trương bào. Còn ngựa bị đau chạy về, chưa đến cửa trận đã ngả cành ra hất trương bào lăn xuống đất lý dị vội vàng hai tay khoa lưỡi búa nhằm trúng óc trương bảo bổ xuống bỗng đầu thấy một đạo hồng quang lóe lên đầu lý dị đã rơi xuống đất nguyên là quan hưng thấy trương bảo quay về vừa tế ngựa ra tiếp ứng thì trương bảo đã ngã ngựa mà lý dị đã sân đến sau lưng hưng quát to một tiếng chém ngay được lý dị cứu trương bảo đứng dậy rồi thừa thế đánh bừa sang tôn hoàn thua to bên nào bên ấy khua chiêm thu quân về hôm sau tôn hoàn lại dẫn quân đến trương bảo quan hưng cùng ra quan hưng đứng trước trận thách tôn hoàn giao phong hoàn giận lắm tế ngựa múa đao đánh nhau với quan hưng hơn hai chục hiệp sức lực hơi núng quay ngựa chạy về hai tướng đuổi ùa cả vào dinh ngô Bàn cũng dẫn bọn phùng tập trương nam kéo quân đánh giết tơi bời trương bảo xông sáo vác mâu đi trước gặp tạ tinh bào đâm cho một mâu chết đứng quân ngô chạy trốn tan hoang tướng thục được trận thu quân về các tướng đủ mặt duy không thấy quan hưng đâu trương bảo kinh hãi nói an quốc có xảy ra chuyện gì ta cũng không sống được một mình nói đoạn vác mâu lên ngựa đi tìm bào đi được vài dặm thấy quan hưng tay tả cầm đao tay hữu cắp nách một tướng bào hỏi rằng ai thế hưng cười nói trong đám loạn quân ta gặp được kẻ thù liền bắt sống đem về đây bào nhìn ra thì chính là đàm hùng người bắn phát tên ngầm hôm qua bảo mừng lắm cùng nhau về trải chém đàm hùng lấy máu tế con ngựa chết rồi viết biểu sai người đem đến dinh tiên chủ báo tin thắng trận tôn hoàn tốn mất bọn lý dị tạ tinh đàm hùng cùng rất nhiều quân sĩ thế lực đã kiệt phải sai người về ngô cầu cứu tướng thục là trương nam phùng tập bàn với ngô ban rằng hiện nay quân ngô thua luôn mấy trận ta nên thừa thế đến cướp trại ngô ban nói tôn hoàn tuy thiệt hại nhiều tướng sĩ nhưng cánh quân thủy của chu nhiên hiện đang đóng trên mặt sông chưa tổn hại chút nào nếu ta đến cướp trại phòng quân mặt thủy kéo lên bờ chặn mất đường ta về thì làm thế nào nam nói việc ấy rất dễ nên sai quan trương hai tướng mỗi người dẫn năm nghìn quân phục ở trong hang núi nếu chu nhiên lại cứu thì đổ ra mà đánh chắc rằng phải được ban nói không bằng ta sai mấy tên lính sang trá hàng khiến nó báo việc cướp trại với chu nhiên nhiên trông thấy ngọn lửa tất nhiên đến cứu ta sẽ sai quân phục đổ ra mà đánh như thế việc lớn chắc xong bọn phùng tập mừng lắm nghe theo kế ấy chu nhiên được tin tôn hoàn hao binh tổn tướng định mang quân lại cứu bỗng thấy quân canh đường dẫn mấy tên lính thục đến nhiên hỏi chuyện thì chúng thưa rằng chúng tôi là quân sĩ dưới trướng phùng tập bởi vì thường phạt không được minh cho nên đến đây hàng và nhân thể báo việc cơ mật. Nhiên nói, có việc cơ mật gì? Tiểu tốt nói, chiều tối hôm nay, phùng tập thừa cơ đến cướp trại của tôn tướng quân, có hẹn với nhau đốt lửa lên làm hiệu. Nhiên nghe xong, lập tức sai người đến báo với tôn hoàn. Người báo đi đến nửa đường, bị quan hưng giết mất. Chu nhiên định dẫn quân ra cứu tôn hoàn. Bộ tướng là tôi vũ can rằng lời nói tên lính quèn chưa lấy gì làm tin cho lắm, phòng có xảy ra sự gì thì hai mặt thủy bộ đều hỏng cả. Tướng quân nên giữ vững lấy thủy trại để tôi đi chuyến này xem sao. Chu Nhiên nghe theo, sai thôi vũ dẫn một vạn quân đi cứu. Đêm hôm ấy, Phùng Tập, Trương Nam, Ngô Ban chia binh làm ba đường, kéo bừa vào trại tôn hoàn, bốn mặt nổi lừa. Quân Ngô bối rối, chạy toán lạc cả, lại nói thôi vũ đang đi, thấy lửa bốc cháy vội vàng dục quân tiến lên. Vừa qua khỏi một chai núi, bỗng đâu ở trong hang trống đánh vang lừng, rồi mé tả có quan hưng, mé hữu có trương bào, hai đường đổ ra đánh giết. Thôi vũ giật mình, toàn chạy về, thì trương bào vừa đến nơi. Hai tướng đấu nhau, chỉ một hiệp, vũ bị bào bắt sống. Chu nhiên nghe tin nguy cấp, rút quân thủy lùi năm 60 dặm, tôn hoàn dẫn bại quân chạy trốn hỏi bộ tướng rằng đây là mé trước, có sư nào thành vững lương nhiều không? Bộ tướng nói, từ đây ra mé chính bắc, có thành Di Lăng, đóng quân được. Hoàn vội vàng chạy ra Di Lăng, vừa vào trong thành thì bọn Ngô Ban đuổi theo đến nơi, vây bọc kín cả bốn mặt. Quan Hưng, Trương Bào giải thôi Vũ về thê quy, tiên chủ mừng lắm, truyền chỉ đem chém thôi Vũ, rồi mở tiệc khao thưởng ba quân. Từ bấy giờ Oai Phong tiên chủ lừng lẫy, các tướng bên Giang Nam đều mất vía. Lại nói Tôn Hoàn sai người về cầu cứu, Tôn Quyền giật mình triệu văn võ vào thương nghị rằng này tôn hoàn bị khốn ở di lăng chu nhiên thua to ở trường giang thế quân thục lớn lắm làm thế nào bây giờ trương chiêu tâu rằng hiện nay các tướng tuy nhiều người đã mất nhưng cũng còn được hơn 10 người lo gì lưu bị nên sai hàn đương làm tránh tướng chu thái làm phó tướng phan trương làm tiên phong lãnh thống làm đoạn hậu cam ninh làm cứu ứng khởi 10 vạn quân ra mà cự mới được quyền nghe theo sai các tướng ngay hôm ấy cất quân đi. Bấy giờ Cam Ninh đang bị bệnh lị, cũng phải gượng theo đi đánh giặc. lại nói, tiên chủ cắm trại từ Vu Giáp, tiến bình đến thẳng Di Lăng, dài hơn bảy chục dặm, trước sau cất hơn bốn chục trại liên tiếp nhau. thấy Quan Hưng, Trương Bảo lập luôn được công to, bèn than rằng, các tướng theo chậm khi xưa đều già nua vô dụng cả rồi. nay lại có hai cháu anh hùng thế này, chậm còn lo chi tôn quyền nữa chợt có tin báo hàn đương chu thái dẫn quân đến Tiên chủ sắp sai tướng ra địch thì cận thần vào tâu rằng hoàng trung dẫn năm sáu người sang hàng đông ngô rồi Tiên chủ cười nói hoàng hán thăng không phải là người phản bội đó tất là vì trẫm lỡ lời nói rằng già lão vô dụng hán thăng không chịu tiếng giả cho nên gắng sức ra chống giặc đó thôi lập tức triệu quan hưng trương bào vào dặn rằng hoàng hán thăng đi chuyến này tất nhiên lỡ việc hai cháu chơ quản khó nhọc nên ra giúp hắn, nếu hắn lập được chút công lao gì, thì phải bảo vệ ngay, chớ để bị thiệt hại. Hai tiểu tướng lại từ tiên chủ, dẫn quân ra giúp Hoàng Trung. Đó là tuổi già muốn tỏ lòng trung dũng, tướng trẻ may nhờ dịp lập công, chưa biết Hoàng Trung chuyến này đi thế nào, xem đến hồi sau phân giải. Hồi 83, đánh hào đình, tiên chủ bắt được thủ nhân giữ giang khẩu, thư sinh cất làm đại tướng, lại nói năm chương vũ thứ hai, 221 tháng riêng, mùa xuân, quan võ oai hậu tướng quân là Hoàng Trung theo tiên chủ sang đánh ngô. Chợt nghe thấy tiên chủ nói lão tướng vô dụng, lập tức cầm đao lên ngựa, dẫn năm sáu người đi theo, đến thẳng trại di lăng. Ngô ban cùng Trương Nam, phùng tập tiếp vào, hỏi rằng lão tướng quân đến đây có việc gì? Trung nói ta từ khi ở TS theo hầu thiên tử đến giờ, lập nên bao nhiêu công lao? Này tuy tuổi ngoại 70, nhưng mỗi bữa ăn còn nổi chục cân thịt. Cánh tay còn dương nổi cung hai tạ, cưỡi được ngựa thiên lý, thì cũng chưa lấy gì làm già. Hôm qua chúa thượng nói bọn ta già cả vô dụng, bởi vậy ta lại đây, để đánh nhau với đông mô, xem ta chém tướng, già hay không già. Trung đường nói thì, quân tiền bộ nước mô đã kéo đến trước trại. Hoàng Trung hăng hái ra trướng nhảy lên ngựa, bọn phùng tập can rằng lão tướng chớ nên khinh tiến vội, Trung không nghe, tế ngựa ra đi, ngô bàn sai phùng tập dẫn quân đánh giúp trung rừng ngựa đứng trước trận, cắp ngang đại đao, thách tướng tiên phong ngô là Phan Trương giao chiến. Phan Trương dẫn bộ tướng là sử tích ra trận, tích khinh trung giả yếu, vác giáo sốc vào đánh, mới ba hiệp bị trung chém một nhát ngã quay xuống đất. Phan Trương nổi giận, múa ngay thanh long đao của quan công lại đánh, trung hăng sức đánh dữ quá, trương địch không nổi, quay ngựa chạy về. Trung thừa thế đuổi theo, thu được toàn thắng, trung về đến nửa đường, gặp quan hưng. Trương Bảo, Hưng nói, chúng tôi phụng thánh chỉ, lại giúp lão tướng quân đây. Tướng quân đã lập được công rồi, xin mời về dinh ngay cho. Trung không nghe, hôm sau, Phan Trương lại đến khiêu chiến, Trung hăng hái lên ngựa. Hưng, và hai người muốn ra đánh giúp, Trung không cho, Ngô Ban muốn giúp, Trung cũng chẳng nghe, chỉ một mình dẫn năm nghìn quân ra trận. Đánh nhau được mấy hiệp trương vác đao chảy, trung tế ngựa đuổi theo, quát to lên rằng, tướng giặc đừng chạy nữa. Cả này báo thù cho quan công đây trung đuổi được hơn ba chục dặm bỗng tiếng hò reo nổi lên tư phía quân phục kéo ra hữu có chu thái tả có hàn đương trước mặt có phan trương sau lưng là lăng thống bọn người vây bọc hoàng trung ở giữa bỗng dưng lại nổi một cơn gió to trung vội vàng tháo đường chạy thì mã trung dẫn một toán quân trên sườn núi kéo xuống bắn một phát tin ngay vào giữa vai hoàng trung khiến trung suýt ngã ngựa quân ngô thấy Hoàng Trung bị trúng tên liền ùa lại đánh. Bỗng nhiên ở mé sau có tiếng hò reo ẩm ĩ hai toán quân thục ập đến đánh quân ngô chạy toán lạc, cứu được Hoàng Trung. Đó là Quan Hưng, Trương Bảo, hai tướng giữ gìn Hoàng Trung đưa về đến ngự doanh. Trung tuổi già, khí lực đã kém, bị tên đau nặng lắm. Tiên chủ thân đến hỏi thăm, vỗ vào lưng nói để cho lạc tướng quân bị thương thế này, là lỗi tại chậm đó. Trung nói, tôi chỉ là một kẻ võ phu mà thôi, may mà gặp được bệ hạ. Này tôi đã 75 tuổi, sống lâu thế là đủ lắm rồi. Xin bệ hạ giữ gìn long thể cho khéo, để mà đồ trung nguyên. Nói đoạn ngất đi, đêm hôm ấy, Hoàng Trung mất ở ngự doanh, đời sau có thơ rằng, lão tướng nhất Hoàng Trung vào xuyên lập đại công, giáp vàng, mặc sáng nhoáng, công sát, dương nhẹ không, đảm khí vang hà bác oai danh lừng thục trung phơ phơ đầu bạc trắng, đến chết vẫn anh hùng, tiền chủ thấy Hoàng Trung mất rồi, thương xót không biết ngần nào, sai khâm liệm, đem về táng tại thành đô. Tiền chủ than rằng, trong năm hổ tướng, đã mất ba người rồi, chẫm chưa báo được thù, đau đớn lắm thay. Nói đoạn dẫn quân ngự lâm đến thẳng Hào Đình, hội hết cả các tướng, chia quân làm tám đường thủy bộ kéo sang ngô. Tiền chủ sai hoàng quyền lĩnh quân thủy, còn mình thì dẫn đại quân bộ kéo đi bấy giờ là trung tuần tháng 2, năm trương vũ thứ hai hàn đương chu thái nghe tin tiên chủ ngự giá đến đánh liền dẫn quân ra địch hai bên dàn trận hàn đương chu thái ra ngựa trận bên này tiên chủ tự trong cửa cờ đi ra che đôi tán vóc vàng mau trắng việt vàng cờ tinh cờ tiết che kín xung quanh đường gọi lớn lên rằng bệ hạ đây đã làm thục chúa sao lại khinh thường mà đến đây nếu có lỡ điều gì thì hối sao cho kịp tiền chủ trò roi sang mắng rằng những quân chó ngô kia bay hại hai em chấm chấm thể không chung trời đất với chúng bay đương ngoảnh lại bảo các tướng rằng có ai dám xông vào đám quân thục không bộ tướng là hạ tuân vác đao quất ngựa ra sau lưng tiền chủ có trương bào cầm mâu xốc ngựa tới quát to một tiếng đâm hạ tuân tuân thấy bảo tiếng giữ như sét trong bụng đã run toan chạy về em chu thái là chu bình thấy tuân không địch nổi liền múa đao tế ngựa ra đánh giúp quan hưng cùng múa đao cự địch trương bảo hét lên một tiếng đâm chúng hạ tuân một mâu ngã ngựa chu bình thấy vậy giật mình trở tay không kịp bị quan hưng cho một nhát đao chết nốt hai tiểu tướng thừa thế xông vào bắt hàn đương chu thái hai người vội vàng chạy vào trận tiên chủ than rằng đó mới thực cha hổ không đến nỗi đẻ ra con chó bao giờ nói rồi cầm roi chỏ một cái quân thục kéo ùa lại quân ngô thua to, tám đạo quân bên thục, tràn sang như thác lũ, giết quân ngô thây nằm chất đồng, máu chảy thành sông. Lại nói bấy giờ Cam Ninh đang dưỡng bệnh ở trong thuyền, nghe quân thục rầm rộ kéo đến, vội vàng lên ngựa thì vừa gặp một toán quân dợ. người nào cũng xù tóc, đi chân không, đeo cung tên, tay cầm giáo dài, đao, múa, mục, tướng đi đầu chính là vua thiên sa Ma Kha, mặt đỏ như phun tuyết, mắt biếc lồi ra ngoài tay cầm một cái rùi tật lê bằng sắt, lưng đeo hai bộ cung, oai phong giữa tợn. Cam Ninh thấy thế giặc to lắm, không dám đánh, quay ngựa chạy, bị vua phiên bắn một phát tin vào giữa sống ốc. Ninh đeo cả tên mà chạy, đến mãi cửa sông Phú Trì, rồi chết dưới gốc cây to. Trên cây ấy có một đàn quả, ước chừng vài trăm con, đậu lấp kín cả thi thể. Ngô chủ nghe tin, thương xót vô cùng, sai người đem thay về, hậu lễ tống táng lập miếu thờ phụng. Người sau có thơ than rằng, hưng bá anh hùng tướng đất ngô, cánh buồng gấm đỏ trải giang hồ, thờ vua ra sức đền ơn nặng, báo bạn kiên tâm giải oán thù, phình kỵ trăm tên sông trải giặc, rượu ngon ba cốc lập công to, quả thần tiễn khách còn linh ứng, hương hòa nay đã biết mấy thu, lại nói, tiên chủ thừa cơ đổi đánh, lấy được hào đình, quân ngô tan chạy mất cả. Tiên chủ thu quân, không thấy quan hương về, vội vàng sai bọn Trương Bảo đi tìm khắp bốn phía. Nguyên là quan hưng khi xông vào trận ngô, gặp Phan Trương chính là người thù, liền tế ngựa đuổi theo, Trương kinh hãi chạy trốn vào trong hang núi, rồi mất hút. Hưng nghĩ Trương chỉ ở trong núi ấy, nhưng đi lại tìm tòi mãi vẫn không thấy. Dần dần trời tối, không biết lối ra, may nhờ có bóng trăng sao, Hưng thấy một túp nhà, xuống ngựa gõ cửa. Một ông già ra hỏi, Hưng nói, tôi là chiến tướng, lạc đường đến đây, xin nhờ một bữa cơm đỡ đói. Ông già mời quan hưng vào trong nhà, hưng trông lên trên giường thờ, thấy đèn nến sáng choang, ở giữa treo bức tượng quan công. Hưng khóc quả ngay lên, chạy vào lại, ông già hỏi sao tướng quân khóc, hưng nói đây là cha tôi, hưng hỏi sao ông lại thờ cha tôi làm vậy, ông già đáp cả vùng này đều là địa phương của tôn thần cả, khi ngài còn sống, nhà nào cũng còn thờ huống chi bây giờ ngài đã thành thần. Lão Phu chỉ mong quân thục đến đánh báo thủ cho sớm. Này tiếng quân đến đây, chăm họ xứ này có phúc lắm. Nói đoạn làm rượu khoản đãi quan hưng, sai người dắt ngựa, cởi yên cho ăn. Cuối canh ba, lại nghe có người gõ cửa. Ông già ra hỏi, té ra tướng ngô là Phan Trương cũng tới ngủ trọ. Trương vừa bước vào, quan hưng trông thấy, rốt gươm quát to lên rằng, phản tặc đừng chạy. Trương quay mình chạy ra, bỗng lại có một người mặt đỏ dâu dài, mặc áo bảo xanh giáp vàng, cầm lăm lăm thanh kiếm đi vào. Trường thấy quan công hiển thánh, kêu rú lên một tiếng, hồn bay phách lạc, đang trực chạy thì bị quan hưng chém một nhát, ngã quay xuống đất. Hưng ngổ ruột lấy máu, đem đến trước tượng thần quan công cúng tế Quan hưng lấy lại được thanh long đao của quan công khi xưa, treo đầu phan trương vào cổ ngựa, rồi từ tả ông già, cưỡi ngựa của phan trương về chạy còn thầy của phan trương thì ông già đem thiêu ra cho quan hưng đi chưa được vài dặm bỗng nghe có tiếng người nói ngựa kêu rồi một toán quân kéo đến tướng đi đầu chính là mã trung bộ tướng của phan trương mã trung thấy quan hưng giết mất chủ tướng mình treo đầu dưới cổ ngựa mà thanh long đao cũng mất liền nổi giật đùng đùng tế ngựa xông vào đánh hưng thấy mã trung chính là thằng hại cha mình cơn giật ở đâu bốc lên ngùn ngụt khoa thanh long đao chém xuống bộ hạ của mã trung 300 người, súng cả lại, vây bọc lấy quan hưng. Hưng thế đã nao núng, may đâu ở mé Tây Bắc, Trương Bào vừa dẫn một toán quân đến. Mã trung thấy có quân cứu, vội vàng rút chạy. Hưng, bảo hai người thừa thế đuổi theo, chưa được vài dặm, lại gặp Mi Phương, phó sĩ nhân dẫn quân đến tìm Mã Trung. Hai bên đánh nhau lộn bậy một hồi, Hưng, bảo ít quân phải tháo lui, hai tướng cùng về hào đình ra mắt tiên chủ dâm đầu phan trương, và thuật lại chuyện đó. Tiền chủ mừng rỡ, cho là chuyện lạ, khao thưởng cho ba quân. Mã Trung trở về, ra mắt Hàn Đương, Chu Thái rồi thu nhặt bại quân, chia đường ra giữa các nơi. Quân sĩ bị thương không biết bao nhiêu mà kể, Mã Trung đem phó sĩ nhân, Mi Phương ra đóng đồn tại bến sông. Cành ba đêm ấy, chỗ nào cũng nghe tiếng quân sĩ khóc lóc. Mì Phương lẻn ra nghe trộm, thì thấy một bọn quân sĩ bàn với nhau rằng chúng ta đều là quân kinh châu cả bị lã mông đánh lừa hại mất chúa công Này lưu hoàng thúc ngự giá sang đánh đồng ngô nay mai tất hỏng mất xét ra ngài chỉ giận có mi phương phó sĩ nhân mà thôi chúng ta sao không giết quách hai thằng ấy đem đến trại thục mà đầu hàng chắc được công to lại nghe thấy một bọn nữa nói việc ấy chớ nên hấp tấp đợi lúc nào thuận tiện chúng ta sẽ thừa cơ mà sửa ngay đi mi phương nghe xong kinh hãi lắm bàn với phó sĩ nhân rằng bụng quân sinh biến cả rồi, hai chúng ta chưa biết sống chết thế nào đây. Này thục chủ chỉ còn giận có mã trung, chúng ta nên giết phăng nó đi, đem đầu đến dâng, kêu rằng bọn ta bất đắc dĩ phải hàng ngô, nghe tin ngự giá đến đây, xin lại chịu tội. Sĩ nhân nói, không nên đi, đi tất chết, Phương nói, thục chủ là người nhân đức, và lại A đầu thái tử là cháu ngoại ta, hắn nghĩ đến tình thân thích, tất không nỡ hại hai người bàn định đâu đấy sắm sửa ngựa trước đang lúc canh ba vào chướng đâm chết mã trung cắt lấy đầu rồi dẫn vài mươi tên kỵ mã đi tắt sang hào đình quân canh đường đưa vào ra mắt trương nam vùng tập trước kể hết tình đầu hôm sau đến ngựa doanh vào lại tiên chủ dâng đầu mã trung lên khóc mà kêu rằng chúng tôi quả thật không có bụng làm phản lỡ mắc mưu lã mông nói quan công đã mất lừa cho chúng tôi mở cửa thành chúng tôi bất đắc dĩ phải hàng, này nghe thánh giá đến đây, nên chúng tôi giết thằng giặc này, để hạ cái tức giận của bệ hạ, xin bệ hạ tha tội cho. Tiên chủ nổi giận, mắng rằng trẫm từ thành đô ra đây đã lâu, hai chúng bay sao không đến thú tội. Này thế đã nguy cấp, mới đến nói khéo để cầu thoát chết có phải không? Nếu trẫm tha cho chúng bay, khi xuống suối vàng, còn mặt mũi nào trông thấy quan công nữa? Nói đoạn, sai quan hưng thiết ngay linh vị quan công ở trong dinh tiên chủ thân dâng đầu mã trung lên cúng tế lại sai quan hưng đem mi phương phó sĩ nhân lột sạch quần áo bắt mùi quỳ trước linh vị rồi cầm dao xẻo từng miếng thịt để tế quan công bỗng trương bào bước ra lại thục xuống đất khóc mà kêu rằng kẻ thù của bác hai đã giết được cả rồi còn thù của cha cháu bao giờ mới trả xong tiên chủ nói cháu chớ lo trẫm còn san phẳng cả giang nam giết hết chó ngô kỳ bắt cho được hai thằng giặc ấy để cháu đem muối thịt chung no tế cha cháu, mới nghe kia. Bào khóc, lại tạ trở ra, bấy giờ oai danh của tiên chủ lừng lẫy xa gần, người giang nam ai cũng hết vía, kêu khóc đêm ngày. Hàn đương, chu thái khiếp sợ lắm, sai người về báo với tôn quyền, quyền cả kinh, tụ văn võ lại bàn bạc. Bộ chắc tâu rằng thuộc chủ chỉ căm hờn bọn lã mông, phan trương, mã trung, Mi phương, phó sĩ nhân mà thôi, này mấy người ấy mất cả rồi còn lại có phạm cương trương đạt hai người hiện ở đông ngô ta nên bắt đem trả thục cùng với đầu lâu trương phi trao lại kinh châu đưa phu nhân về dâng biểu cầu hòa kết tình hiếu cũ để mà đồng tâm diệt ngụy như thế tự nhiên quân thục phải rút về tôn quyền nghe lời sai đóng một cái hòm bằng gỗ trầm hương bỏ đầu trương phi vào trói phạm cương trương đạt giam trong cũi sai trình bình đi sứ mang quốc thư đến hảo đình bấy giờ tiên chủ sắp kéo quân đi, chợt có cận thần vào tâu rằng đồng ngô sai sứ đem trả đầu trương sa kỵ cùng hai tên giặc phạm cương và trương đạt. Tiên chủ giơ hai tay lên chán nói, đó là trời cho, mà cũng là em thứ ba chấm khôn thiêng, run rủi ra thế đấy. Lập tức sai trương bào để linh vị trương phi đề tế. Tiên chủ trông thấy đầu lâu trương phi ở trong hòm, mặt mũi vẫn như thủa sống, liền khóc ầm lên. Trương bào cầm dao sắc, đem phạm cương, Trương đặt xẻo từng miếng thịt để tế vong hồn cha. Tế xong rồi, tiên chủ vẫn chưa nguôi giận, nhất quyết diệt được ngô mới nghe. Mã lương tâu rằng kẻ thù ta đã giết hết rồi, bụng giận cũng đã hả. Đại phu nước ngô là Trình Bình đến đây, xin nộp trả Kinh Châu, và đưa phu nhân về, kết hiếu với nhau, để cùng đánh ngụy, xin bệ hạ dáng chỉ cho. Tiên chủ giận nói kẻ thù không đội trời chung với ta là tôn quyền kia. Nếu bằng giảng hòa, thì ra phụ lời thề với hai em chấm khi trước. Này chấm định trước diệt ngô, sau diệt ngụy, nói rồi muốn chém sứ giả để tuyệt tình với nước ngô. Các quan cố sức can ngăn mới thôi, trình bình được thoát, ôm đầu lùi tuổi trở về, tàu với ngô vương rằng thuộc chủ không nghe giảng hòa, nhất định đánh, ngô trước, rồi để đánh ngụy sau. Các bầy tôi can mãi không nghe, không biết làm thế nào bây giờ. Tôn quyền kinh hãi, lún cuống cả lên hám trạch bước ra tâu rằng hiện nay có một cái cột chống được trời làm sao lại không dùng đến quyền vội hỏi người nào trạch tâu rằng khi xưa các việc to ở đông ngô đều trông cậy vào chu lang chu lang mất rồi thì có lỗ tử kính thay chân tử kính mất lại có lã tử minh nay tử minh tuy đã mất hiện có lục bá ngôn ở kinh châu người ấy tuy là học trò nhưng có tài hùng lược cứ như ý tôi thì tài y chẳng kém gì tài chu lang khi trước phá được quan công mưu mô do tự hắn cả chúa thượng nếu dùng hắn thì chắc phá được quân thục nhược bằng có lầm lỡ điều gì tôi xin cùng chịu tội với hắn quyền nói giá không có lời đức nhuận thì cô suýt nữa lỡ mất việc to trương chiêu nói lục tốn là một người học trò không phải đối thủ với lưu bị chớ có nên dùng cố ôm cũng nói lục tốn tuổi còn trẻ danh tiếng chưa có tôi e các tướng không phục đã không phục tất sinh loạn chắc hẳn lỡ mất việc to bộ chắc cũng nói tài lục tốn chỉ trị được một quận mà thôi nếu trao cho việc lớn chắc khó mà đương nổi hám trạch kêu to lên rằng nếu không dùng lục bá ngôn thì đông ngô hỏng mất tôi xin đem cả nhà tôi để đảm bảo cho hắn quyền nói cô cũng vẫn biết lục bá ngôn là người kỳ tài ý cô đã quyết các ngươi đừng nhiều lời nữa bèn sai đòi lục tốn đến tốn nguyên tên là lục nghị sau mới đổi ra tốn tự là bá ngôn quê ở ngô quận cháu quan thành môn hiệu úy lục chữ con quan cửu giang đô úy lục tuấn tốn mình dài tám thước mặt đẹp như ngọc hiện đang làm trấn tây tướng quân khi ấy tốn phụng mệnh đến chầu tốn lại xong quyền nói rằng nay quân thục kéo đến bờ cõi cô muốn sai ngươi tổng đốc cả quân mã để ra phá lưu bị tốn tâu rằng các quan văn võ ở giang đông toàn là cựu thần của đại vương cả tôi tuổi còn nhỏ lại không có tài, sai bảo làm sao được? Quyền nói, Hàm Đức Nguyện đem cả nhà ra bảo đảm cho ngươi, mà cô cũng đã biết tài ngươi gánh nổi việc. Này phong cho ngươi làm đại đô đốc, ngươi chớ từ nữa. Tốn nói, nếu văn võ không phục, thì làm thế nào? Quyền lập tức rút thanh đao đang đeo trao cho Lục Tốn và dặn rằng trong văn võ, nếu ai không tuân lệnh cho ngươi chém trước tâu sau. Tốn nói, đội ơn Đại Vương ủy thác việc lớn, tôi đâu dám từ chối mãi nhưng xin đại vương để đến ngày mai, hội cả các quan lại, rồi sẽ trao cho. Hám trạch nói, phép ngày xưa sai tướng, tất phải đắp đàn, hội cả chúng lại, ban cho cờ mau trắng, lưỡi việt vàng, binh phủ tường ấn, có thế thì uy mới hành, lệnh mới nghiêm. Này đại vương nên theo lệ ấy, chọn ngày đắp đàn, phong bá ngôn làm đại đô đốc, giao cho tiết việt, thì mọi người phải phục cả. Quyền nghe lời, sai người ngày đêm đắp đàn, xong hội cả trăm quan mời lục tốn lên đàn, phong làm đại đô đốc, hiểu hộ quân chấn Tây tướng quân, ban cho bảo kiếm ấn thụ, coi cả công việc trong 6 quận 81 châu, kiêm lĩnh các đạo quân mã kinh sở. Ngô vương dặn rằng tự cửa khổn trở vào, thì cô làm chủ, tự cửa khổn trở ra, mặc tướng quân trông non. Lục tốn lĩnh mệnh xuống đàn, sai từ thịnh, định phụng làm hộ vệ, ngay hôm ấy cất quân đi. Một mặt, điều các lộ quân mã thủy bộ cùng tiến. Văn thư đưa đến Hào Đình, Hàn Đương và Chu Thái cả sợ nói, tại sao chúa thượng lại dùng một anh thư sinh làm tổng binh thế? Khi tốn tới, không ai chịu phục, tốn ra chướng bản việc, mọi người miễn cưỡng đến chào mừng. Tốn nói, chúa thượng cho ta làm đại tướng, đốc quân phá thục. Việc quân có phép tắc, các ông phải tuân theo, nếu làm trái thì phép vua không có nể ai cả, đừng để hối về sau. Ai nấn nín lặng, Chu Thái nói, hiện nay, An Đông tướng quân tôn hoàn là cháu chúa thượng đang bị khốn ở Di Lăng trong không lương thảo ngoài chẳng cứu binh xin đồ đốc mau dùng kế hay để cứu về cho yên lòng chúa thượng Tốn nói ta vốn biết tôn An Đông rất được lòng quân sĩ chắc hẳn giữ vững được không cần phải cứu chữa nữa đợi khi nào ta phá xong thục thì ông ấy sẽ thoát thôi mọi người cười thầm lui ra Hàn Đương bảo Chu Thái rằng sai đồ nhãi con này làm tướng thì Đông Ngô nguy mất ông thấy việc làm của hắn chưa thái nói tôi mấy lần dùng lời thử hắn nhưng không thấy hắn có mưu kế gì phá sao được thục hôm sau tốn truyền lệnh cho các tướng canh phòng các nơi giữ vững quan ải không được khinh địch ai nấy đều cười là nhát không chịu nghe theo tốn liền ra chướng gọi các tướng vào bảo rằng ta vâng mệnh chúa thượng tổng đốc quân mã hôm qua đã hạ lệnh năm lần bảy lượt sai các ngươi phải giữ vững các nơi tại sao không tuân lệnh ta Hàn Đương nói, từ khi tôi theo tôn tướng quân Bình Định Giang Nam đến giờ, sông pha hàng trăm trận, các tướng khác người thì theo thảo nghịch tướng quân trước kia, người thì theo đại vương ngày nay, đều mặc giáp cầm gươm ra sống vào chết cả. Này chúa công cử ông làm đại đô đốc để cự quân thục, ông nên nhanh chóng lập mẹo, sai quân chia đường ra đánh dẹp, để đổ việc to mới phải, thế mà ông lại chỉ bắt giữ vững không ra đánh, phải chăng ông để trời giết đỡ giặc cho hay sao? chúng tôi đây có phải là người tham sống sợ chết đâu sao ông lại làm nhụt cả nhuệ khí của ta đi thế các tướng thấy vậy ổ cả lên rằng hàn tướng quân nói phải lắm chúng tôi xin liều một trận sống mãi với giặc lục tốn nghe xong rút gươm ra cầm lăm lăm trong tay quát to lên rằng ta tuy là một kẻ học trò nhưng được đội ơn chúa thượng giao phó cho việc lớn vì ta cũng có một chút dùng được nghĩa là ta biết nhịn nhục chịu đựng nặng nề các ngươi phải giữ vững các cửa ải và nơi hiểm yếu, không được làm bừa, hệ trái lệnh ta chém đầu đó. Các tướng nét mặt hầm hầm lui ra, lại nói, tiên chủ dàn bầy quân mã từ Hào Đình đến mãi cửa xuyên, liên tiếp nhau 700 dặm, trước sau cả thầy 40 dinh trại. Ban ngày tinh kỳ dợp đất tối đến đèn đuốc rực trời. Chợt có mật thám về báo rằng đồng ngô dùng lục tốn làm đại đô đốc, tổng chế cả quân mã. Tốn sai các tướng giữ vững các nơi hiểm yếu không cho ra đánh nhau. Tiên chủ hỏi, Lục Tốn là người thế nào? Mã Lương tâu rằng, Lục Tốn tuy là một anh học trò ở Đông Ngô nhưng ít tuổi mà lắm tài, mưu mô sâu sắc, khi trước Đông Ngô đánh úp lấy Kinh Châu, cũng là nhờ quỷ kế của hắn cả. Tiên chủ nổi giận nói, thằng nhãi còn mưu mẹo gian dối, hại mất em thứ hai chẫm, nay phải bắt lấy nó mới được. Mã Lương can rằng, tài của Lục Tốn không kém gì Chu Du, chớ nên khinh địch tiên chủ nói, chấm cầm quân đã già đời rồi, lại không bằng một thằng danh con miệng còn hôi sữa ấy sao? Liền dẫn tiền quân, đánh các nơi cửa ải. Hàn đương thấy tiên chủ dẫn quân đến, sai người vào báo với lục tốn. Tốn sợ đông kinh động trăng, vội vàng phi ngựa đến xem, thấy hàn đương cưỡi ngựa đứng trên núi, nhìn xem quân tục kéo đến bạt ngàn, trong quân thấp thoáng có tán vóc lọng vàng. Hàn đương tiếp đón lục tốn, sóng ngựa đứng coi, đương trỏ tay, nói, trong đám quân này tất có Lưu Bị, tôi muốn xuống đánh xem sao. Tốn nói, Lưu Bị từ khi cất quân sang đông, được luôn mươi trận, nhuệ khí đang thịnh lắm. Này ta chỉ nên ngồi cao thủ hiểm, chớ nên đánh, nếu đánh chắc là bất lợi. Hãy nên khuyên bảo tướng sĩ, tìm nhiều cách mà giữ gìn cho vững, để xem bên kia rồi ra thế nào. Bọn họ rong ruổi ở giữa đồng bằng, đáng lúc đắc chí ta giữ vững không ra, họ muốn đánh không được tất phải rời đồn vào đóng trong rừng rậm bấy giờ ta sẽ dùng mưu lạ mà phá là được hàn đương tuy ngoài miệng vâng lời nhưng trong bụng vẫn không phục tiên chủ sai tiền đội đến khiêu chiến chửi bới xỉ nhục trăm chiều tốn sai biệt tai lại không nghe mà cũng nhất định không cho ra đánh lại đi khắp nơi quan ải khuyên dụ tướng sĩ đóng giữ vững vàng tiên chủ thấy quân ngô không ra ruột nóng bồn chồn mã lương tâu rằng lục tốn mưu mô sâu sắc bệ hạ từ xa lại đây qua xuân sang hạ thế mà quân kia nhất định không ra là có ý chờ quân ta sinh biến đó xin bệ hạ xét kỹ mà xem tiên chủ nói nó còn có mưu mẹo gì chẳng qua khiếp sợ đó thôi đã thua mãi rồi còn dám ra gì nữa tiên phong là phùng tập vào tâu rằng hiện nay trời nắng trang trang quân ta đóng cả ở trong lò lửa đỏ đường lấy nước nôi rất là bất tiện tiên chủ sai rời dinh trại vào đóng các nơi cây cối um tùm men theo chỗ có khe suối, đợi qua hạ sang thu, rồi sẽ gộp sức lại mà tiến. Bọn phùng tập vâng lệnh, rời dinh trại vào các nơi rừng rú. Mã lương tâu rằng nếu quân ta dục dịch, quân ngô kéo ùa đến, thì làm thế nào? Tiên chủ nói, chấm sai ngô ban dẫn hơn vạn quân giả yếu, đóng đồn sắt chạy ngô, chấm thì dẫn tám nghìn tinh binh, phục ở trong hang núi. Lục tốn thấy chấm rời chạy, tất thừa thế lại đánh, chấm sai ngô ban giả thua chạy nếu hắn đuổi theo, chậm dẫn phục binh ra chặn đường về chắc bắt được thằng danh con ấy. Các quan văn võ cùng mừng, nói bệ hạ thần cơ diệu toán như thế, chúng tôi quả thực không bằng. Mã Lương nói, gần đây nghe ra các thừa tướng ở Đông Xuyên, coi xét các nơi, phòng quân ngụy vào cướp. Bệ hạ sắc không cho vẽ địa đồ các dinh trại, đem hỏi thừa tướng xem làm sao. Tiên chủ nói, chấm cũng đã biết binh pháp, can gì phải hỏi đến thừa tướng nữa lương nói từ xưa có câu hiệu nghe người thì sáng chỉ cậy một mình thì tối xin bệ hạ phải xét mới được tiên chủ nói có phải thế ngươi hãy đi vẽ địa đồ các trại đem đến thành đô hỏi thừa tướng phòng có sai sót nên về báo ngay cho biết mã lương lĩnh mệnh đi ra thế rồi tiên chủ rời cả quân vào các nơi cây cối mát mẻ để tránh nắng quân mật thám báo tin cho hàn đương chu thái biết hai người mừng lắm lại ra mắt lục tốn, nói, hiện nay hơn 40 dinh trải, quân thục đã rời cả vào rừng rậm, men dựa khe suối, để tiện nước nôi và thêm mát mẻ, đồ đốc nên thừa cơ đánh đi thôi. Đó là, chúa thục có mưu hay đặt phục tướng ngô cậy khỏe suýt vào trong, chưa biết lục tốn có nghe hay không, xem hồi sau sẽ hiểu. Hồi bốn, lục tốn đốt sạch trại liên doanh, khổng minh khéo bày đồ bát trận, nói về hàn đương, chu thái giò biết tiên chủ rời dinh trại vội vàng lại báo với Lục Tốn. Tốn mừng lắm, dẫn quân đến xem động tĩnh thế nào, chỉ thấy ở giữa cánh đồng có một đồn trại, ước chừng hơn một vạn quân canh giữ, mà phần nhiều giả yếu cả, có một lá cờ hiệu to để bốn chữ, tiên phong ngô ban. Chu Thái nói, tôi coi đám quân kia như trò trẻ con đó thôi, xin cùng hàn tướng quân chia binh thành hai đường ra đánh, nếu không thắng được xin chịu quân lệnh. Lục Tốn ngắm xem hồi lâu, rồi trò roi nói, trong hang núi, về mé trước mặt kia, thấp thoáng có sát khí bốc lên, tất có quân mai phục, cho nên họ giản quân giả yếu ở đây để giữ ta đó, các ông chớ nên ra. Các tướng không tin, cho lục tốn là nhát, hôm sau, ngô ban dẫn quân đến trước cửa ải khiêu chiến, diễu võ dương oai, chửi mắng om sòm. Nhiều người lại cởi cả áo giáp, mình chân trùng trục, có người nằm ngủ, có người ngồi chơi. Từ thịnh, đinh phụng vào chướng bẩm rằng quân thục khinh ta quá chúng tôi xin ra đánh, tốn cười, nói các ông chỉ cậy có sức khỏe, chưa biết diệu pháp tôn, ngô. Đó là mẹo dụ địch đấy, sau ba ngày sẽ thấy rõ là giả dối. Từ thịnh nói, đợi ba hôm nữa, doanh trại của họ vững vàng cả rồi, còn đánh làm sao được nữa. Tốn nói, ta cốt muốn để cho họ rời trại xong, các tướng cùng tùm tìm cười, trở ra, sau ba hôm, hội cả các tướng ở trên ải đứng xem. Bấy giờ quân ngô ban đã rút hết rồi. Tốn trỏ tay nói, sát khí bốc lên kia, quân lưu bị tất từ trong núi kéo ra đó. Vừa nói dứt lời, đã thấy quân thục nai nịt gọn ghẽ, xuống xít vòng trong vòng ngoài, rước tiên chủ đi ra. Quân ngô trông thấy ai nấy cũng hết vía, tốn nói, ta không nghe các ông đánh ngô ban là chỉ vì thế mà thôi. Này quân phục đã ra rồi, mười hôm nữa ta sẽ phá được quân thục. Các tướng nói, phá thục, nên phá ngay lúc mới đến, nay họ lập trại liên tiếp nhau năm sáu trăm dặm, giữ gìn hơn bảy tám tháng trời bao nhiêu chỗ hiểm yếu đều vững vàng cả rồi thì còn phá làm sao cho được tốn nói các ông không biết binh pháp lưu bị là bậc kiêu hùng trong đời lắm mưu nhiều trí khi quân mới tụ họp phép tắc nghiêm chỉnh nay giữ đã lâu rồi mà không thấy ta ra đánh tất sinh trễ nải ta phá được họ chính ở lúc này các tướng mới chịu là phải đời sau có thơ khen lục tốn rằng chướng hầm bàn bạc việc binh đao móc sẵn mồi thơm giật cá ngao thao lược đua ganh trường Tuấn Kiệt mới hay lục tốn cũng anh hào, lục tốn định xong mưu mẹo phá tục rồi, viết thư sai sứ về tâu với tôn quyền chỉ nay mai là phá xong quân giặc. Tôn quyền xem xong, mừng hớn hở nói, giang đông lại có người lạ như thế, cô còn lo gì nữa? Các tướng cứ nói hắn hèn nhát, riêng cô không tin. nay xem mấy lời này, quả nhiên không phải là hèn nhát. Liền cất quân mã đến tiếp ứng, lại nói, tiên chủ đem hết cả thủy quân ở Hào Đình, vận dòng xuôi xuống cắm trại ven sông vào sâu mãi bờ cõi nước ngô hoàng quyền can rằng thủy quân men bờ sông đi xuống tiến lên thì dễ lúc về thì khó tôi xin làm tiền khu đi trước bệ hạ nên ở lại mặt sau thì mới chắc chắn muôn phần tiên chủ nói giặc ngô vỡ mật rồi trẫm cứ kéo quân rầm rộ đến còn có ngại gì các quan cố can mãi tiên chủ cũng không nghe tiên chủ chia quân làm hai đường sai hoàng quyền đốc cánh quân mặt giang bắc để phòng quân ngụy còn mình thì đốc các đạo quân mặt giang nam chia lập dinh trại cạnh bờ sông để tính việc đánh ngô quân do thám báo tin về ngụy chủ rằng quân thục đánh ngô cắm trại liên tiếp nhau ngang dọc hơn 700 dặm chia làm hơn 40 đồn đồn nào cũng dựa vào rừng núi lại sai hoàng quyền đốc quân mặt giang bắc ngày nào cũng đi tuần tiễu hàng trăm dặm không biết là ý làm sao ngụy chủ nghe tin ngừng mặt lên trời cười nói lưu bị sắp thua mất quần thần hỏi cớ làm sao ngụy chủ nói lưu huyền đức không biết binh pháp có lẽ đâu cắm trại liên tiếp 700 dặm mà chống nhau được giặc bao giờ bao bọc cả các nơi hiểm trở chỗ cao chỗ thấp mà đóng đồn đó là một điều tối kỵ trong phép dùng binh lưu bị tất thua về tay lục tốn đông ngô chỉ trong mấy hôm nữa sẽ có tin tức quần thần chưa ai tin xin điều quân ra phòng bị ngụy chủ nói lục tốn nếu đánh được thục tất thừa thế vào lấy tây xuyên quân ngô đi xa trong lúc bỏ trống trẫm giả đỏ dẫn quân đánh giúp sai ba đạo quân nhất tề kéo cả sang chắc lấy được đông ngô dễ như bỡn mọi người đều bái phục ngụy chủ bèn sai tào nhân đốc một đạo quân ra nhu tu tào hưu đốc một đạo quân ra đồng khẩu tào chân đốc một đạo quân ra nam quận quân mã ba đường hẹn nhau sang úp lén đông ngô còn mình tự dẫn quân đi sau tiếp ứng hãy nói về mã lương đến xuyên vào ra mắt Khổng Minh trình bản địa đồ lên, nói: "Nay ta rời dinh trại vào đóng sát bờ sông, dài suốt 700 dặm, lập hơn 40 đồn, đều dựa vào chỗ có cây cối, khe suối. Hoàng thượng sai tôi đem địa đồ về trình tướng quân xem thế nào?" Khổng Minh xem xong, dập tay xuống án thư kêu rằng: "Khổ chưa, ai xui chúa thượng cắm trại thế này, nên chém người ấy đi." Mã Lương nói: "Đó là do chúa thượng cả, không ai xui đâu." Khổng Minh than rằng, khí số nhà Hán hỏng mất rồi. Lương hỏi làm sao? Khổng Minh nói, bao bọc cả chỗ hiểm trở, cao thấp mà đóng đồn, đó là điều tối kỵ trong phép dùng binh. Nếu giặc đánh hỏa công, thì cứu làm sao? Lại có lẽ đầu lập chạy liên tiếp nhau 700 dặm mà cự được giặc. Tài vạ đến nơi rồi, lục tốn giữ vững không ra, chính là vì thế, người nên trở về cho mau, tâu với thiên tử rời đồn đi chỗ khác mới được. Lương hỏi, nếu quân ngô đã đánh được quân ta rồi, thì làm thế nào? Khổng Minh nói, lục tốn không dám đuổi đâu. Thành đô này chắc không việc gì. Lương hỏi, làm sao không dám đuổi? Khổng Minh nói, sợ quân ngụy úp đánh mặt sau. Chớ sao? Chúa thượng nếu có thua, nên chạy về thành bạch đế mà lánh. Khi ta vào xuyên đã phục sẵn 10 vạn quân ở bến ngư phúc rồi. Lương giật mình, nói, tôi mấy lần qua lại bến đỏ, không thấy một tên quân nào sao thừa tướng lại nói thế khổng minh nói về sau khắc biết không phải hỏi lôi thôi mã lương xin giấy tờ rồi hòa tốc đi sang ngự doanh khổng minh trở về thành đô điều gấp quân mã ra cứu ứng đây nói lục tốn thấy quân thục có ý trễ nải không gìn giữ cẩn thận như trước mới hội cả các tướng lại truyền lệnh rằng ta từ khi phụng mệnh ra quân đến nay chưa đánh trận nào nay xem quân thục biết cả động tĩnh rồi trước hết ta muốn lấy một đồn phía nam bờ sông có ai dám đi không? Nói chưa dứt lời, Hàn Đương, Chu Thái, Lăng Thống cùng dạ xin đi. Tốn bảo lui ra không dùng, chỉ gọi một tên tướng nhỏ ở dưới thềm là Thuần Vu đan dặn rằng ta cho người năm nghìn quân, sang lấy đồn thứ tư ở phía nam bờ sông, do tướng thuộc phó đồng đóng giữ. Làm sao đêm nay phải thành công, ta sẽ tự cầm quân lại tiếp ứng, Thuần Vu đan lĩnh mệnh, dẫn quân đi, lại gọi từ thịnh, đinh phục đến dặn rằng hai người mỗi người dẫn ba nghìn quân đóng cách ngoài trại năm trăm dặm hễ thuần vu đang bị quân thục đuổi theo chạy trở về thì đổ ra cứu nhưng cũng không nên rượt đánh hai tướng tuân lệnh trời vừa sẩm tối thuần vu đang dẫn quân đi cuối canh ba đến trại thục đan sai quân khua trống hò reo kéo vào phó đồng mở trại ra đánh đàn địch không nổi quay ngựa chạy bỗng đầu nổi tiếng reo ầm ĩ rồi có một toán quân xông ra chặn đường tướng đi đầu là triệu rong Đàn tháo đường chạy thoát, tổn hại ra nửa quân, khi đang chạy lại gặp một đội quân man, tướng đi đầu chính là Sa Ma Kha. Đàn cố đánh mới thoát chết, sau lưng lại có ba đạo quân nữa đuổi theo. Đàn chạy đến gần thành, may có Từ Thịnh, Định Phụng hai mặt đổ ra đánh cứu được. Đàn bị tên bắn còn cắm trong mình, vào ra mắt Lục Tốn chịu tội. Tốn nói, đó không phải lỗi tại ngươi, ta muốn thử giặc xem hư thực ra sao đó thôi. Chớ mẹo phá tục ta đã đâu có đấy cả rồi. Từ thịnh, Đinh Phụng nói, quân thuộc thế to lắm, khó lòng phá nổi, đánh thì chỉ hao binh tổn tướng mà thôi. Tốn cười, nói, mẹo này của ta, tuy không che mắt được ra cát lượng, nhưng may sao người ấy không có ở đây, thực là trời giúp ta thành công chuyến này. Mới hội cả tướng sĩ lớn nhỏ lại, truyền lệnh rằng, chu nhiên tiến quân đi mặt thủy, cuối giờ ngọ ngày mai có gió đông nam nổi to, phải dùng thuyền chất cỏ khô, theo kế mà làm. Hàn Đương dẫn một toán quân đánh phía bắc bờ sông, quân sĩ hai đường ấy, phải mỗi người mang một bó cỏ, chứa lưu hoàng, diêm tiêu, các thứ dẫn lửa, cầm gươm đao, kéo thẳng đến cả trại thục, thuận chiều gió mà đốt lửa. Quân thục có 40 đồn, chỉ cần đốt 20 đồn, cách một đồn đốt một đồn. Quân sĩ mang sẵn lương khô đi ăn, phải ngày đêm cố sức đuổi đánh, không được lui về, kỳ bắt được lưu bị mới thôi. Các tướng nghe lệnh xong, ai nấy sắm sửa cất quân đi nói về tiên chủ đang ở trong ngự doanh nghĩ kế phá Ngô bỗng nhiên một lá cờ trung quân ở trước trướng không gió mấy gì mà đổ bèn hỏi trình kỳ rằng đó là đêm gì vậy kỳ thưa có lẽ đêm nay quân Ngô đến cướp trại chăng tiên chủ nói đêm qua giết sạch cả rồi còn đâu dám đến nữa kỳ nói ví phòng lục tốn đến thử ta thì làm thế nào bỗng có người vào báo là đứng bên này trông sang xa xa thấy quân ngô men sườn núi kéo hết về phía đông rồi. Tiên chủ nói đó là nghi binh thôi, quân sĩ chớ có được kinh động. Bèn sai quan hưng, trương bảo, mỗi người dẫn 500 quân kỵ đi tuần các nơi. Chập tối, quan hưng về tâu rằng ở Giang Bắc, doanh trại bốc cháy, tiên chủ vội sai quan hưng qua Giang Bắc, trương bảo qua Giang Nam, dò xét tình hình hư thực, và dặn rằng hễ quân ngô kéo đến, phải lập tức về báo, hai tướng lĩnh mệnh đi ngay đầu canh một gió đông nam nổi to chỉ thấy đồn tay trái ngự dinh bốc cháy quân sắp sửa đến cứu thì đồn tay phải lại cháy gió mạnh lửa hồng cây cối đều cháy rụi tiếng hò reo như sấm hai đồn quân mã nhất tề xông vào ngự dinh quân sĩ trong dinh giày xéo lên nhau chết vô số phía nam quân ngô đánh tới không biết nhiều ít thế nào tiên chủ vội vàng lên ngựa chạy đến trại phùng tập thì trại này cũng đang bốc cháy đùng đùng hai bờ giang nam, giang bắc sáng rực như ban ngày. Phùng tập hoảng sợ, nhảy lên ngựa, dẫn vài chục quân kỵ chạy, gặp ngay toán quân từ thịnh bên mô chặn lại đánh giết. Tiền chủ thấy thế, quất ngựa chạy về phía tây, từ thịnh bỏ phùng tập, dẫn quân đuổi theo. Tiền chủ đang lo sợ thì trước mặt lại bị một toán quân ngô là đinh phụng ra chặn đường. Hai toán đánh ập vào, tiền chủ sợ quá, bốn mặt không còn đường nào, bỗng đầu, tiếng hò reo nổi lên ầm ĩ một cánh quân đánh vào vòng vây trông xem là trương bảo bảo cứu được tiên chủ rồi dẫn quân ngự lâm chạy miết đang chạy lại thấy một toán quân nữa kéo đến té ra là tướng thục phó đồng hai toán quân liền họp lại cùng đi sau lưng quân ngô đuổi kiếp, tiên chủ đi trước đến một chai núi tên là mã yên trương bảo phó đồng vừa mời tiên chủ lên núi xong thì dưới chân núi tiếng hò reo lại vang dậy đại đội binh mã của lục tốn vây chặt bốn phía Trương Bào, phó đồng cố chết giữ vững cửa núi. Tiên chủ trông xa thấy lửa cháy rừng rực khắp đồng, thây chết trôi kín dòng sông. Hôm sau, quân ngô lại phóng lửa đốt núi, quân sĩ chạy trốn toán loạn. Tiên chủ kinh sợ, bỗng đầu, trong ánh lửa có một tướng dẫn vài quân kỵ đánh thốc lên, trông xem thì là quan hưng. Hưng quỳ xuống bẩm rằng bốn mặt lửa cháy gần đến nơi rồi, không thể ngồi yên ở đây được, xin bệ hạ chạy về thành bạch đế cho mau để chỉnh đốn lại binh mã. Tiên chủ hỏi, có ai dám đi chặn hậu hay không? Phó đồng tâu rằng, tôi xin cố chết chống cự mặt sau. Chiều hôm ấy, quan hưng đi trước, trương bào đi giữa, phó đồng đi chặn hậu, ba tướng trông non, giữ gìn tiên chủ, kéo cả xuống núi. Quân ngô thấy tiên chủ bỏ chạy, ai nấy cũng muốn tranh công, kéo ra dợp trời chật đất đuổi theo về phía tây. Tiên chủ sai quân sĩ cởi hết cả áo bào, áo giáp, chất ở giữa đường mà đốt để chặn quân giặc. đang chảy lại thấy tiếng reo nổi lên, Ngô tướng Chu Nhiên dẫn một toán quân từ bờ sông đánh đến, chặn mất đường đi. Tiên chủ kêu lên rằng, chấm chết ở đây mất thôi. Quan Hưng, Trương Bảo Tế ngựa sông sáo, nhưng vì tên bắn ra như mưa, nên đều bị bật trở lại, người nào cũng bị trọng thương, không sao ra được. Mé sau tiếng reo vang dậy, Lục Tốn dẫn đại quân từ trong hang núi đuổi đến, Tiên chủ kinh hoàng vô cùng bấy giờ, trời đã mờ mờ sáng, bỗng lại nghe thấy mé trước có tiếng reo ầm ầm, quân chu nhiên rối loạn lăn cả xuống khe, chuối cả vào núi, một cánh quân đánh vào cứu giá. Tiên chủ mừng rỡ quá chừng, trông xem ai, té ra là thường sơn triệu tử long. Hồi ấy, triệu vân đang ở Giang Châu trong xuyên, nghe tin ngu, thục đang đánh nhau, mới kéo quân đi. Chợt trông thấy một giải đông nam, lửa sáng rực trời. Vân trong bụng kinh hãi kiếp đến xem có sự gì, không ngờ gặp tiên chủ đang bị khốn ở đó, Vân liền hết sức đánh thúc vào. Lục Tốn nghe tiếng Triệu Vân, vội vàng ra lệnh rút quân. Vân đang đánh nhau, bỗng gặp Chu Nhiên, liền xông vào giao chiến. Chưa đầy một hiệp, Vân đâm ngay cho Nhiên một nhát giáo, ngã quay xuống ngựa, đánh tan quân Ngô, cứu được tiên chủ chạy về thành Bạch Đế. Tiên chủ nói, "Chấm tuy được thoát, còn các tướng sĩ thì làm thế nào?" Vân nói, "Quân giặc ở mặt sau." không nên trì hoãn xin bệ hạ hãy đi mau vào thành bạch đế nghỉ ngơi tôi sẽ lại ra cứu các tướng bấy giờ tiên chủ chỉ còn hơn một trăm người đi theo vào thành bạch đế đời sau có thơ khen lục tốn rằng cẩm mâu đốt lửa phá liên doanh huyền đức cùng đường phải chạy quanh dành tiếng vang lừng trong thục ngụy ngô vương hẳn phải trọng thư sinh lại nói phó đồng đi sau bị quân ngô vây kín cả bốn mặt Đinh Phụng gọi to bảo rằng tướng xuyên chết rất nhiều mà hàng cũng lắm, chủ ngươi là Lưu Bị cũng đã phải bắt rồi, người này sức lực đã kiệt, sao không hàng đi cho sớm. Phó Đồng mắng rằng ta là tướng nhà Hán, há thèm hàng chó ngô à. Nói đoạn, cầm giao tế ngựa thúc quân, cố sức đánh giết hơn trăm hiệp, đi lại sông sáo, nhưng cũng không sao ra được. Phó Đồng than rằng ta đến đây là hết rồi, nói xong, mồm thổ ra huyết, chết trong đám quân ngô có thơ khen phó đồng rằng, di lăng, ngô, thục, buổi giao phong, lục tốn dùng mưu đánh hỏa công, đến chết vẫn còn lời cứng cỏi, phó đồng mới thực tướng anh hùng, quan tế tử là trình kỳ chạy đến bờ sông, gọi thủy quân lên để tiếp ứng. Quân ngô đuổi giáp đến nơi, thủy quân chạy tan mất cả. Bộ tướng gọi bảo rằng, quân ngô đến nơi rồi, trình tế tử chạy đi cho mau. Kỳ giận, nói, ta từ khi theo chúa thượng gia quân đến giờ, chưa khi nào trông thấy giặc mà phải trốn cả. Kỳ nói chưa xong, quân ngô ập đến, kỳ rút gươm ra tự vẫn. Có thơ khen rằng, tế tử trình kỳ khẳng khái thay, gửi thân lưỡi kiếm báo ơn dày, lâm nguy vẫn giữ lòng trung dũng, danh tiếng thơm truyền mãi đến nay, bấy giờ, ngô ban, trương nam vẫn còn vây thành di lăng. Xảy thấy phùng tập chạy đến nói quân thục thua to, bèn rút về cứu tiên chủ. Tôn Hoàn mới được thoát nạn, khi trương, phần hai tướng đang đi, trước mặt có quân ngô kéo đến sau lưng tôn hoàn ở trong thành di lăng xông ra hai mặt đánh dồn lại trương nam phùng tập hết sức sông pha cũng không sao ra được đều bị chết cả trong đám loạn quân có thơ khen rằng phùng tập chung có một trương nam nghĩa không hai chiến trường đành bỏ xác danh tiếng để lâu dài còn ngô ban đánh ra được ngoài vòng vây may lại được triệu vân đến tiếp ứng mới chạy thoát về thành bạch đế màn vương là sa ma kha tế ngựa chạy trốn gặp chu thái đánh nhau được hơn hai mươi hiệp bị thái giết chết tướng thục là bọn đỗ lộ lưu ninh sang hàng cả ngô nội bao nhiêu lương thảo khi giới trong trại tục không còn sót một tí gì tướng sĩ đầu hàng ngô không biết bao nhiêu mà kỳ khi ấy thuật phu nhân ở nước ngô nghe tin quân thục thua trận có người đồn ngoa rằng tiên chủ chết trong đám loạn quân bèn sai đẩy xe ra bờ sông trông về phía tây khóc lóc rồi đâm đầu xuống sông tự tử Người đời sau lập miếu thờ, gọi là Đền Khiêu Cơ. Có thơ than rằng: Tiên chủ thua quân, tới Bạch Thành, phu nhân nghe nạn vội quyên sinh, bến sông này vẫn còn bia tạc, chói lọi nhìn thu tiếng gái trinh, nói về Lục Tốn đại thắng, thừa thế dẫn quân đuổi theo về phía Tây. Khi gần tới Ải Quỷ Quan, Tốn ngồi trên ngựa, trông ra mé trước mặt, thấy chỗ cạnh bờ sông bên sườn núi, có một đám sát khí bốc mùn ngụt lên tận trời. Tốn quay ngựa lại, bảo các tướng rằng, mé trước, tất có quân mai phục, ba quân không được tiến lên vội. Liền sai lui về hơn 10 dặm, tìm chỗ địa thế rộng rãi, dàn trận đợi quân địch đến. Lại sai người đi dò xem, người đi dò trở về báo là không thấy có quân mã nào. Tốn không tin, xuống ngựa trèo lên núi nhìn xem, vẫn thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt. Lại sai người đi dò xét cẩn thận, nhưng cũng thấy về báo là tỉnh không có một người nào. Tốn thấy trời về chiều, sát khí bốc lên càng mạnh, trong bụng nghi nghi hoặc hoặc, sai người tâm phúc đi dò thám lượt nữa. Người ấy về báo rằng ở cạnh bờ sông chỉ có tám chín chục đống đá vứt ngổn ngang, chớ không có quân mã nào cả. Tôn càng nghi lắm, sai đòi thổ dân đến nơi. Một lát, có vài người đến, tốn hỏi rằng ai mang đá xếp ngổn ngang thế kia, mà trong đống đá lại có sát khí bốc lên như vậy. Thổ dân thưa rằng chỗ này gọi là bến ngư phúc, khi ra cắt lượng vào xuyên dẫn quân đi qua đây, lấy đá bày ra trận thế ở trên bãi cát. Từ bấy giờ, ngày nào cũng có sát khí như đám mây ở đó bốc lên. Lục tốn nghe xong, lên ngựa dẫn vài chục kỵ mã đến xem trận đá. Tốn dừng ngựa trên sườn núi, trông xa bốn mặt tám phương đề có cửa vào ra. Tốn cười, nói đó là thuật làm mê hoặc người ta đấy thôi, chớ có ích gì. Bèn dẫn vài tên kỵ xuống núi, vào thẳng trong thạch trận ngắm xem bộ tướng bẩm rằng trời đã về chiều rồi, xin đô đốc về cho sớm. Tốn sắp sửa trở ra, bỗng đâu nổi một cơn gió to, cát sỏi bay lên mù mịt, rồi thấy đá dựng lên trơm trầm cả như gươm cắm, cát nổi lên từng đống như núi, dưới sông sóng cuồn cuộn, tiếng reo như trống rung, gươm trọi. Tốn giật mình nói, ta mắc phải mẹo ra cát lượng mất rồi, bèn vội vàng tìm đường ra, thì không có lối nào nữa. Tốn đang kinh hãi, bỗng thấy một ông cụ già đứng ở trước ngựa, cười nói, tướng quân có muốn ra khỏi trận này không? Tốn nói, xin nhờ cụ đưa đường giúp cho, cụ già chống gậy đi từ từ ra khỏi thạch trận, đến mãi sườn núi không vướng vít chỗ nào. Tốn hỏi, cụ họ tên là gì? Cụ già đáp, lão là hoàng thừa ngạn, bố vợ khổng minh đó. Khi rể lẽo vào xuyên, có bầy thạch trận ở đây, gọi là bát trận đồ, chia làm tám cửa, theo hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh. Khai, trong độn giáp. Mỗi ngày, mỗi giờ, biến hóa không biết đâu mà lần, sánh bằng 10 vạn tinh binh. Khi con rể lão đi có dặn lão rằng, về sau, có đại tướng đông ngu lập vào trận này, thì đừng có đưa ra. Mới rồi, lão chơi trên sườn núi, thấy tướng quân từ cửa tử đi vào, chắc rằng không hiểu trận này, thế nào cũng lạc lối. Lão xưa nay ưa làm phúc, không nỡ để tướng quân chết tại đây, cho nên dắt tướng quân ra cửa sinh. Tốn nói, hoàng thừa ngạn nói, phép trận này biến hóa vô cùng, không sao học được. Tốn quay ngựa lại tạ rồi trở về, về sau, quan công bộ Đỗ phủ có thơ rằng: Công trùng nước tam phân, tiếng cao đồ bát trận, nước chảy đá trơ trơ, đánh mô còn để giận. Lục Tốn về trại than rằng: Khổng Minh quả thật là ngọa long, ta không sao bằng được. Bèn hạ lệnh rút quân về, Tả Hữu bẩm rằng: Lưu bị binh thua thế cùng, ngồi giữ một thành, chính là lúc ta nên thừa cơ mà đánh nay thấy thạch trận sao đã vội rút lui tốn nói ta không phải sợ thạch trận mà lui đâu ta đồ rằng tào phi gian rào cũng như cha hắn khi xưa nếu biết ta đuổi theo quân thục tất thừa hư lại đánh úp nếu ta vào sâu tây xuyên quá chỉ ngại đến lúc về khó mà thôi mới sai một tướng đi đoạn hậu còn mình dẫn đại quân kéo về lục tốn rút lui chưa được hai ngày thì ba nơi đến báo tin rằng tướng ngụy là tào nhân ra cửa nhu tu tào hưu ra cửa đồng khẩu tảo chân ra xứ Nam quận, binh mã ba mặt gồm vài mươi vạn, kéo tràn vào bờ cõi, chưa biết ý ra làm sao. Tốn cười, nói, đã biết mà, có sai lời ta nói đâu, ta đã sai quân ra chống cự rồi đó, thế mới là, bụng hùng vừa muốn vào Tây Thục, mẹo giỏi còn mong chống Bắc Triều, chưa biết lục tốn làm thế nào để đuổi được quân Tàu, xem hồi sau phân giải. Hồi 85, Lưu Tiên Chủ viết chiếu gửi con côi ra cát lượng ngồi yên bình năm đạo nói về năm chương võ thứ hai, 221, tháng 6, mùa hạ, lục tốn đông ngô phá xong quân tục ở đất xi si Lăng, xứ Hào Đình. Tiên chủ chạy về thành Bạch Đế, Triệu Vân đem quân chấn giữ. Chợt mã lương đến, thấy quân đã thua rồi, hối không kịp nữa, mới đem lời khổng minh tâu với tiên chủ. Tiên chủ than rằng nếu chậm sớm nghe lời thừa tướng thì đâu đến nỗi thua thế này, nay còn mặt mũi nào mà về thành đô trông thấy quần thần nữa. Bèn truyền lệnh đóng quân ở lại thành Bạch Đế, đổi nơi quán dịch gọi là Cung Vĩnh An. Có tin báo phùng tập, Trương Nam, Phó Đồng, Trình Kỳ, Sa Ma Kha đều chết vì việc nước cả. Tiên chủ thương cảm không biết ngần nào, lại có cận thần tâu rằng Hoàng quyền dẫn quân Giang Bắc sang hàng ngụy mất rồi, bệ hạ nên sai bắt ra thuộc hắn giao cho hữu Tư hỏi tội. Tiên chủ nói Hoàng quyền bị quân ngô chẹn ở mé Bắc Ngạn, muốn về không được, bất đắc dĩ phải hàng ngụy thế là chấm phụ quyền, chớ không phải quyền phụ chấm, can gì mà bắt tội vợ con người ta. Bèn sai cứ việc cấp lương gạo tử tế cho gia quyến hoàng quyền như thường. Hoàng quyền sang hàng ngụy, các tướng dẫn vào ra mắt Tào Phi. Phi nói, khanh này đã hàng chấm lại muốn sánh với hàn tín, Trần Bình ngày xưa chăng? Quyền khóc mà tâu rằng, tôi chịu ân của tục đế đối đãi rất hậu, sai tôi đốc mặt quân Giang Bắc. Lục tốn chặn mất đường, tôi muốn về tục không được, mà hàng ngô thì không ổn, cho nên mới đến theo hàng bệ hạ. Tướng đã bị thua, được khỏi chết là may, tôi đâu dám theo đòi với cổ nhân. Phi mừng lắm, phong cho quyền làm trấn Nam tướng quân. Quyền nhất định từ, không chịu nhận, chợt có cận thần tâu rằng có người đi do thám ở tục về báo tin thuộc chủ giết sạch cả gia thuộc hoàng quyền rồi. Quyền nói, tôi với tục đế lấy bụng thực mà tin nhau, tất biết bụng tôi, không nỡ hại cả nhà tôi đâu phi cho là phải, người sau có thơ trách hoàng quyền rằng, hàng ngô chẳng muốn, lại hàng tào, chung nghĩa thờ vua ngỡ thế nào, chỉ vị hoàng quyền còn ngại chết, từ dương thư pháp dễ tha sao, tào phi hỏi giả hủ rằng, chậm muốn thống nhất cả thiên hạ, nên đánh thục trước, hay đánh ngô trước, hủ thưa rằng, lưu bị là người hùng tài, lại có gia cát lượng giỏi việc trị nước, tôn quyền ở đông ngô hay biết hư thực, lục tốn hiện đóng quân nơi hiểm yếu, cách trở sông hồ khó lòng làm gì nổi họ. Cứ ý tôi thì trong các tướng, không có tay nào địch thủ với tôn quyền, lưu bị được. Dẫu đến thiên uy của bệ hạ đem xuống cũng vị tất có thể vẹn toàn. Vậy chỉ nên giữ vững nước nhà, đợi khi nào hai nước có biến sẽ hay. Phi nói, trẫm đã sai đạo quân chia làm ba đường sang đánh ngô, có lẽ nào mà chẳng được. Thượng thư là Lưu Hoa nói, gần đây lục tốn ở Đông Ngô mới phá được 70 vạn quân thục, trên dưới đồng tâm, lại có sông hồ cách trở, chưa chắc ta đã làm gì nổi. Và lại lục tốn lắm mưu, tất có phòng bị rồi. Phi nói, trước ngươi khuyên chấm đánh ngô, nay lại ngăn trở chấm là cớ làm sao? Hoa nói, mỗi lúc một khác, khi đông ngô thua luôn với tục, thế đang nguy cấp, cho nên mới nên đánh. Nay họ vừa được to, nguyện khí gấp trăm khi trước, thì lại không nên đánh nữa. Phi nói, y chấm đã quyết rồi, người chưa nói nữa bèn dẫn quân ngự lâm thân ra tiếp ứng cho cả ba mặt. Sực có tiểu mã về báo rằng đồng ngô đã có phòng bị rồi, Lữ Phạm dẫn quân chống nhau với Tào Hưu, Gia Cát cần dẫn quân Nam quận chống Tào Chân, Chu Hoàn giữ cửa Nhu Tu để chống Tào Nhân. Lưu Hoa Tâu rằng họ đã phòng bị như thế, đi cũng vô ích thôi. Phi không nghe, cứ kéo quân đi, nói về tướng Ngô là Chu Hoàn, 27 tuổi, rất can đảm mưu lược, tôn quyền yêu lắm. Bấy giờ hoàn đốc quân gia nhu tu chống quân Tàu, lại nghe Tào nhân dẫn quân đến lấy tiện khê, liền cho quân gia giữ, chỉ để 5.000 quân ở lại trong thành. Chợt có tin báo Tào nhân sai đại tướng là thường điêu cùng với gia cát kiền, vương song dẫn 5 vạn tinh binh đến nhu tu. Quân sĩ nghe tin, ai nấy cùng nhớ nhác sợ hãi. Chu hoàn chống gươm, nói được thua cốt tại tướng, không cốt gì quân nhiều ít. Bình Pháp có nói, quân khách nhiều gấp hai quân chủ cũng còn có thể đánh được. Này tào nhân từ nghìn dặm xa xôi đến đây, người ngựa mỏi mệt, ta với chúng bay, ngồi giữ thành cao, mé nam trông ra sông to, mé bắc dựa vào núi hiểm. Thế là mình nhàn nhã mà đánh kẻ địch tất cả, mình làm chủ mà chế kẻ địch là khách, đó thực là có cái thế đánh trăm trận được cả trăm, dẫu đến tào phi lại đây cũng chẳng ngại, huống chi bọn tào nhân. Bởi vậy, hoàn sai quân sĩ ngả cờ im trống làm ra dáng không có người giữ gìn gì cả tướng tiên phong ngụy là thường điêu dẫn quân đến nhu tu trông lên mặt thành không thấy quân mã canh giữ mới rục quân đến sát dưới thành bỗng trong thành nổi một tiếng pháo rồi tinh kỳ dựng lên san sát chu hoàn dẫn quân ra xốc vào đánh nhau với thường điêu chưa đầy ba hiệp chém điêu chết lăn xuống ngựa quân ngô thừa thế đánh giản ra quân ngụy tan vỡ chết hại không biết bao nhiêu mà kể chu hoàn đại thắng Bắt được tinh kỳ, khí giới rất nhiều Tảo nhân dẫn quân đến sau Lại bị quân ở tiện khê đánh ra Cũng thua to, phải rút quân về Tảo nhân về ra mắt ngụy chủ Tâu việc bại trận Tảo phi giật mình Khi đang thương nghị, lại có thám mã về báo rằng Tảo chân, hạ hầu thượng vây ở nam quận Bị lục tốn phục binh ở trong Gia cát cần phục binh ở ngoài Hai mặt đánh ập vào Bởi thế thua liềng siêng Chưa dứt lời bỗng lại có thám mã nữa về báo rằng tảo hưu cũng bị lữ phạm đánh tan cả rồi phi nghe tin quân ba mặt thua cả chép miệng than rằng chấm không nghe lời giả hù lưu hoa quả nhiên có trận thua này bấy giờ đang tiết mùa hạ dịch khí truyền nhiễm quân mã mười phần chết hết sáu bảy phi mới rút quân về lạc dương từ đó ngô ngụy gâm hòa với nhau đây nói tiên chủ từ khi nghỉ lại trong cung vĩnh an bị bệnh nặng lắm đến tháng tư Năm chương võ thứ ba, tiên chủ biết bệnh mình đã nguy rồi, lại thêm thương khóc quan, trương, cho nên bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Tiên chủ mắt lờ đờ, không muốn cho thị vệ đứng cạnh, mới đuổi cả Tả Hữu ra ngoài, chỉ một mình nằm ở trên sập rồng. Bỗng dưng, một cơn gió lạnh lẽo nổi lên, ngọn đèn lập lòe, gần tắt lại sáng, rồi thấy có hai người thập thỏ đứng núp dưới bóng đen. Tiên chủ giận, nói, chấm trong bụng không yên, cho chúng bay hãy lui ra ngoài kia sao còn đến đây mắng thế nào hai người cũng vẫn không lui tiên chủ đứng dậy trông xem ai té ra mé trên là quan vân trường mé dưới là trương dực đức tiên chủ giật mình nói hai em vẫn còn sống à vân trường thưa chúng tôi không phải người sống mà là quỷ đây thôi thượng đế thấy hai chúng tôi bình sinh có tin nghĩa đã phong làm thần cả rồi ca ca chẳng mấy lúc nữa cũng được tụ hội với anh em tiên chủ ôm chặt lấy quan công khóc ầm cả lên bỗng sực tỉnh dậy thì không thấy hai người đâu, mới gọi thị vệ vào hỏi. Bấy giờ vào độ canh ba, tiên chủ than rằng chấm cũng không thọ được bao lâu nữa, liền sai sứ về thành đô, mời thừa tướng ra cắt lượng và bọn lý nghiêm phải sớm tối đến ngay cung vĩnh an nghe chiếu. Khổng Minh và các quan đem con thứ tiên chủ là Lỗ Vương Lưu Vĩnh và Lương Vương Lưu Lý đến cung Vĩnh An thăm bệnh, để Thái tử Lưu Thiền ở lại giữ thành đô. Khổng Minh đến cung Vĩnh An, thấy tiên chủ bệnh đã nguy lắm, vội vàng lại phục dưới long sàng. Tiên chủ mời khổng minh lên ngồi cạnh sập vàng, vỗ vào lưng mà bảo rằng chấm từ khi gặp được thừa tướng, may thành được đế nghiệp. Không ngờ trí thức nông nổi, không biết nghe lời thừa tướng, đến nỗi thua nặng thế này, hối hận thành bệnh, chưa biết sống chết lúc nào. Còn nối chấm thì ngu hèn, vậy chấm đem việc lớn ủy thác cho thừa tướng. Nói đoạn nước mắt chảy ròng ròng khổng minh cũng khóc mà rằng xin bệ hạ giữ gìn long thể để thỏa lòng trông mong của thiên hạ tiên chủ liếc mắt trông xung quanh thấy có em mã lương là mã tốc đứng cạnh giường liền truyền cho mã tốc lui ra ngoài rồi bảo khổng minh rằng thừa tướng coi tài mã tốc thế nào khổng minh nói người ấy cũng là bậc giỏi đời nay tiên chủ nói không phải trẫm coi người ấy nói thì nhiều mà làm thì kém không nên dùng vào việc to thừa tướng phải xét cho kỹ mới được dặn dò xong lại cho triệu cả các quan vào cung sai lấy dây bút viết một tờ di chiếu đưa cho khổng minh và than rằng trẫm không học được mấy chỉ biết đại khái mà thôi thánh nhân có câu con chim sắp chết thì biết tiếng kêu ai oán người ta sắp mất nói lời khôn ngoan trẫm cùng với các ngươi thề nhau giết dập tàu để giúp nhà hán chẳng may nửa đường lìa rẽ vậy phiền thừa tướng cầm tờ chiếu này giao cho thái tử thiền bảo hắn chớ coi làm thường và cũng nhờ thừa tướng dạy bảo thêm cho mới được. Bọn khổng minh khóc lại xuống đất mà tâu rằng, xin bệ hạ tĩnh dưỡng long thể, chúng tôi xin hết sức huyền mã để báo đền ơn chi ngộ ấy. Tiên chủ sai nội thị đỡ khổng minh dậy, một tay gạt nước mắt, một tay cầm tay khổng minh mà nói rằng, chậm này nguy mất, có lời tâm phúc xin ngỏ với thừa tướng. Khổng minh nói, bệ hạ có thật dụ gì vậy? Tiên chủ khóc mà nói rằng, tài thừa tướng gấp 10 tàu phi tất yên định được nhà nước làm nên việc to. Đối với con chấm, có thể giúp được thì giúp, bằng không thì ngươi nên làm chủ thành đô đi. Khổng Minh nghe nói rộng rời, mồ hôi đổ ra khắp mình, lại xuống đất, khóc mà nói rằng chúng tôi đâu dám chẳng hết sức chân tay, dốc niềm trung trinh, kỳ cho đến chết mới thôi. Nói đoạn dập đầu xuống đất, máu chảy đầy mặt, tiên chủ mời Khổng Minh ngồi lên giường, gọi Lưu Vĩnh, Lưu Ký đến trước mặt dặn rằng các con phải nhớ lời cha, khi cha mất rồi ba anh em chúng mày, phải coi thừa tướng như cha, không được khinh nhờn. Nói đoạn, sai hai người lại khổng minh. Khổng minh nói, tôi dẫu gan óc lầy đất, cũng không đền báo được cái ơn chi ngộ này. Tiên chủ lại bảo với các quan rằng, chấm đã giao con chấm cho thừa tướng rồi, dặn thái tử phải coi thừa tướng như cha. Các người cũng chớ có coi thường mà phụ mất lòng mong mỏi của chấm. Lại dặn Triệu Vân rằng, chấm với người cùng nhau trong lúc gian nan, không ngờ đến đây ly biệt, ngươi nên nghĩ tỉnh cố giao sớm tối trông nom con trẫm, chớ phụ lời trẫm. Vân khóc, lại mà tâu rằng chúng tôi đâu dám không hết sức huyền mã hay sao? Tiên chủ lại bảo các quan rằng này bách quan, trẫm không thể giận dò từng người được. Vậy xin các ngươi ai nấy hãy yêu lấy cái thân mình. Nói xong liền băng hà. Thọ sáu mươi ba tuổi. Bấy giờ là ngày hai mươi bốn tháng 4 mùa hạ, năm trương võ thứ ba, hai trăm hai mươi hai. Các quan văn võ không ai không thương xót. Về sau, Lỗ Phủ có thơ than rằng vua thục nhỏ ngô hướng ba giáp băng hà lúc ở Vĩnh An Cung, ngoài núi sung xuê cây dợp bóng, chơ chơ điện ngọc trốn chùa đồng, miếu cổ khóm tùng chim lót tổ, mùa săn rộp dịp những thôn ông, đền miếu võ hầu bầy lân cận, quân hầu một lễ tế nhau cùng, khổng minh dẫn các quan rước linh cữu về thành đô. Thái tử Lưu Thiền ra thành đón rước linh cữu vào trong chính điện, làm lễ cử ai, rồi tuyên đọc tờ di chiếu chiếu rằng khi chấm mới mắc bệnh, chỉ có đi lị mà thôi, về sau mỗi ngày một nặng thêm, chuyển ra bệnh khác, biết rằng khó khỏi. Chấm nghe có câu rằng, người ta sống được 50 tuổi cũng đã gọi là thọ. Này chấm đã hơn 60 tuổi, chết cũng không còn oán hận gì nữa, nhưng chỉ lo về anh em chúng mày thôi. Các con, phải cố gắng lên mới được, chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm. Có hiền có đức, mới phục được lòng người đức của cha con mỏng manh chớ nên bắt trước các con cùng làm việc với thừa tướng phải đối đãi như cha chớ có lười chớ có quên anh em các con phải làm thế nào cho có tiếng khen mới được gắn bó mấy lời nhớ lấy nhớ lấy quần thần đọc chiếu xong khổng minh nói trong nước không thể một ngày không có vua xin lập ngay vua kế vị để nối dõi nhà hán bèn lập thái tử thiền lên ngôi hoàng đế cải niên hiệu là kiến hưng gia phong cho gia cát lượng làm võ hương hầu lĩnh chức mục ở ích châu táng đức tiên chủ ở huệ lăng tôn tên thụy gọi là chiêu liệt hoàng đế tôn bà ngô hoàng hậu làm hoàng thái hậu đặt tên thụy bà cam phu nhân là chiêu liệt hoàng hậu lại truy tôn bà mi phu nhân làm hoàng hậu thăng thưởng cho quần thần đại xá cho thiên hạ có người báo tin về trung nguyên cận thần tâu với ngụy chủ tào phi phi mừng nói lưu bị mất rồi trẫm không lo gì nữa không nhân dịp này cất quân sang đánh sao được, Giả Hủ can rằng, Lưu bị mất, tất nhiên phó thác con côi cho ra cát lượng. Lượng cảm ơn sâu của Lưu bị biết đến mình, tất phải hết lòng giúp vua nối nghiệp, ta cũng khó lòng đánh nổi, xin bệ hạ chớ vội vàng làm chi. Chợt, có một người ở trong ban, nhảy ra nói rằng, không nhân dịp này mà đánh đi, còn đợi đến bao giờ nữa? Chúng trông ra thì là tư mã ý, Tào Phi mừng lắm, hỏi mẹo đánh thục ra làm sao? Ý thưa rằng, nếu chỉ dùng một đạo binh trong nước thì khó làm gì được họ. Ta phải dùng năm đạo đại binh, bốn mặt giáp lại mà đánh, để cho ra cát lượng đầu đuôi không cứu ứng được nhau, mới có thể đánh được. Phi hỏi, năm đường là những đường nào? Ý tâu rằng, nên viết một phong thư, sai sứ sang Liêu Đông, đến nước Tiên Ti, đem vàng lụa vào ra mắt vua nước ấy là Kha Tị Năng, bảo hắn khởi 10 vạn binh Tây Khương, theo mặt bộ đến đánh ải Tây Bình, đó là một đường viết thư sai sứ đem cáo sắc sang Nam Man, thường cho vua Man là mạnh hoạch, bảo hắn khởi 10 vạn binh đánh bốn quận Ích Châu, Vĩnh Sương, Tường Khi, Việt Tuấn, để triệt mặt Nam Tây Xuyên, đó là hai đường. Sai người sang kết hiếu với Ngô, hứa sẽ cắt đất phong cho, để tôn quyền khởi 10 vạn binh đánh cửa giáp khẩu Hai Xuyên, đến tắt Bồi Thành, đó là ba đường. Sai sứ đến chỗ hàng tướng Mạnh Đạt, bảo hắn khởi 10 vạn quân ở Thượng Dung, đánh vào Hán Trung, đó là bốn đường. Lại sai đại tướng quân là Tào chân làm đại đô đốc, cầm 10 vạn quân, từ con đường Kinh Triệu, ra tắt cửa Dương Bình, đến lấy Tây Xuyên, thế là năm đường. Cả thầy 50 vạn đại quân, chia làm năm mặt tiến đánh. Dù ra cát lượng có tài như lã vọng, cũng không sao đương lại được. Tào Phi mừng lắm, lập tức sai sứ đi ra các nơi, lại cử Tào chân làm đại đô đốc, dẫn 10 vạn quân đến lấy cửa ải Dương Bình. Bấy giờ, bọn tướng cũ Trương Liêu đều được phong liệt hầu, chia giữ ở Ký Châu, Từ Châu, Thanh Châu và Hợp Phì, cho nên không điều dụng đến. Nói về hậu chủ nhà Hán là Liêu Thiền, từ khi lên ngôi, các cựu thần lẻ tẻ chết dân. Nội bao nhiêu công việc triều đình, như tuyển pháp, tiền lương, từ tụng đều giao phó cho thừa tướng ra cát lượng khu sư. Bấy giờ hậu chủ chưa lập hoàng hậu, khổng minh và quần thần tâu rằng có con gái quan cố xa kỵ tướng quân Trương Phi người rất hiền hậu, mới 17 tuổi nên lập làm chính cung hoàng hậu. Hậu chủ nghe theo, năm Kiến Hưng thứ nhất, 223, mùa thu tháng 8, sực có tin ngoài biên về báo rằng, nước Ngụy sai năm đường đại quân đến lấy Tây Xuyên. Đường thứ nhất do Tào Chân làm đại đô đốc, giấy binh 10 vạn lấy cửa Dương Bình. Đường thứ hai do Phản tướng Mạnh đạt đem 10 vạn quân từ Thương Dung chiếm Hán Trung. Đường thứ ba do tôn quyền Đông Ngô đem 10 vạn tinh binh lấy giáp khẩu vào xuyên. Đường thứ tư do mạnh hoạch man vương đem 10 vạn quân đánh bốn quận Ích Châu. Đường thứ năm do phiên vương là Kha Tị Năng đem 10 vạn quân Khương chiếm ải Tây Bình, rất là nguy cấp. Hậu chủ nghe tin giật mình, sai nội thị triệu khổng minh vào chồng. Nội thị đi nửa ngày mới về, tâu rằng người trong phủ nói thừa tướng bị mệt, không ra được ngoài. Hậu chủ hoàng sợ, hôm sau, lại quan hoàng môn thị lang đồng doãn và quan gián nghị đại phu đỗ quỳnh đến tận giường thừa tướng mà cáo việc ấy hai người đến chức phủ nhưng cũng không được vào đỗ quỳnh nói tiên đế đem con côi nhờ cậy thừa tướng nay chúa thượng mới lên ngôi tảo phi sai năm đạo quân đến xâm phạm quân tình cấp lắm cớ sao thừa tướng lại thắc bệnh không ra một lúc lâu lính canh cửa truyền lệnh thừa tướng rằng bệnh tình đã khá đến sáng mai sẽ ra chiều đường bàn việc đồng đỗ hai người than thở trở về. Hôm sau, các quan trầu trực cả ở trước phủ thừa tướng, từ sáng đến tận chiều tối mà cũng không thấy khổng minh ra. Ai nấy ngơ ngác, đành phải tan về, đỗ quỳnh vào tâu với hậu chủ rằng xin bệ hạ hãy thân đến phủ thừa tướng mà hỏi kế mới xong. Hậu chủ dẫn các quan vào cung tâu với thái hậu. Thái hậu giật mình nói, thừa tướng làm sao lại thế, có phụ mất cả bụng tiên đế ủy thác cho không? Ta phải đến mới được. Đồng Doãn Tâu rằng, nương nương chớ nên đi vội, tôi chắc thừa tướng có mẹo mực gì rồi đây. Hãy để chúa thượng đi trước, như quả thừa tướng lười nhác, xin nương nương đòi ngay vào thai miếu mà hỏi cũng chưa muộn. Thái hậu y lời, hôm sau, hậu chủ xa giá thân đến tận tướng phủ. Lính canh trông thấy, vội vàng lại phục xuống đất đón rước. Hậu chủ hỏi rằng, thừa tướng ở đâu, lính canh nói, tâu bệ hạ, chúng tôi không biết thừa tướng ở chỗ nào, chỉ truyền cho chúng tôi phải cản các quan lại, không được cho ai vào. Hậu chủ xuống xe, một mình đi thẳng vào tận lớp cửa thứ ba, thấy khổng minh đang chống gậy trúc, đứng trên bờ ao xem cá. Hậu chủ đứng mé sau, lâu lâu mới nói, thừa tướng có được vui vẻ không? Khổng minh ngoảnh đầu lại thấy hậu chủ, vội vàng quẳng gậy, lại phục xuống đất mà nói rằng, tội tôi đáng muôn chết. Hậu chủ đỡ dậy, hỏi rằng, này tào phi chia quân làm năm đường, phạm vào cõi ta gấp lắm tướng phụ mấy bữa nay sao không ra coi việc khổng minh cười ầm lên đỡ hậu chủ vào trong nhà ngồi yên đâu đấy rồi tâu rằng quân ngụy năm đường kéo đến sao tôi chẳng biết không phải tôi đang xem cá mà đang nghĩ việc đó thôi hậu chủ nói việc ấy thế nào khổng minh nói đám vua khương kha tị năng man vương mạnh hoạch phản tướng mạnh đạt và ngụy tướng tào chân bốn sư ấy tôi lo liệu đâu vào đấy cả rồi chỉ còn một mặt tôn quyền tôi cũng đã có mẹo đánh lui được, nhưng cần phải có một người nói giỏi đi sứ mới xong. Vì chưa có ai, tôi còn đang nghĩ tìm, bệ hạ hà tất phải lo. Hậu chủ mừng rỡ nói, tướng phụ quả nhiên có mưu kế, quỷ thần cũng không biết đâu mà lường. Xin cho nghe mẹo của tướng phụ ra làm sao? Khổng Minh nói, tiền đế đem bệ hạ phó thác cho tôi, tôi đâu dám lười nhắc. Vì các quan ở thành đô, không mấy người hiểu được rằng cái hay của binh pháp là cốt khiến người ta không biết đâu mà lường cho nên không dám để tiết lộ ra ngoài tôi đã biết vua tây khương phạm vào cửa dương bình tôi chắc mã siêu vốn gốc tích ở tây xuyên xưa nay được lòng người tây khương lắm ở đấy họ gọi mã siêu là thần oai thiên tướng quân bởi thế tôi đã cho mang hịch ra sai mã siêu giữ vững cửa ải tây bình mai phục bốn đạo quân tinh nguyện hàng ngày luân phiên nhau chống cự mặt ấy không phải lo gì nữa tôi lại biết mạnh đạt dẫn quân ra hán trung đạt với lý nghiêm kết nghĩa cùng sống chết có nhau lúc trở về thành đô để nghiêm ở lại giữa cung vĩnh an tôi đã đưa thư sai hắn viết thư cho mạnh đạt đạt tất nhiên giả ốm không ra để nản lòng quân đường ấy cũng yên rồi mạnh hoạch ở nam man phạm vào bốn quận chia làm tả hữu thay nhau ra vào để làm nghi binh quân man tuy khỏe nhưng đa nghi nếu trông thấy nghi binh tất không dám tiến mặt ấy cũng không phải lo gì nữa. Tôi lại biết Tào chân dẫn quân phạm vào cửa Nam Bình. Nơi này hiểm trở có thể giữ được. Tôi đã sai Triệu Vân dẫn một toán quân giữ quan ải, nhất định không ra đánh. Tào chân bằng thấy quân ta không ra, chẳng bao lâu cũng phải rút về. Bốn mặt ấy đều không phải lo gì cả, nhưng tôi còn ngại không được chu toàn. Lại mật sai quan hưng, trương bào, mỗi người dẫn ba vạn quân đóng ở các nơi hiểm yếu, để tiếp ứng quân mấy mặt không phải đi qua thành đô cho nên không mấy người biết chỉ còn một mặt quân đông ngô thì vị tất đã động nếu thấy quân bốn mặt kia thắng trong xuyên ta nguy cấp thì họ mới đến đánh nhược bằng bốn mặt kia không xong việc chắc gì họ đã chịu cất quân đi tôi biết rằng tôn quyền còn oán tảo phi sai ba đạo quân đến xâm nước ngô tất nhiên không chịu nghe lời tuy vậy vẫn phải có một người nói giỏi sang xứ đông ngô lấy đường lợi hại bảo tôn quyền thì trước hết ta giữ chắc được mặt đông mô, còn lo gì bốn mặt kia nữa. Vì tôi chưa tìm được người nào, cho nên còn trù trừ. Bệ hạ can gì phải đến đây cho mệt nhọc, hậu chủ nói, thái hậu cũng muốn đến gặp tướng phủ, này được nghe lời tướng phủ, như đang ngủ mê mà có người đánh thức dậy, chấm còn lo gì nữa. Khổng minh mời hậu chủ uống vài chén rượu, rồi đưa tiễn ra về. Các quan đứng vòng quanh cả ở ngoài cửa, thấy hậu chủ ra, vẻ mặt có dáng mừng rỡ hậu chủ từ biệt khổng minh lên xe về chiều các quan đều nghi hoặc không hiểu tình hình ra sao khổng minh trông trong đám các quan thấy một người ngẩng mặt lên trời đứng cười cũng có dáng mừng rỡ nhìn ra thì là đặng chi tự bá miêu người ở nghĩa sương hiện đang làm hộ bộ thượng thư khổng minh sai người ra bảo nhỏ đặng chi ở lại các quan tan đâu về đấy khổng minh cho mời đặng chi vào trong thư viện hỏi rằng, này thục, ngô, ngụy, thiên hạ chi ba như hình chân vạc, ta muốn đánh hai nước kia để được thống nhất, thì nên đánh nước nào trước? Đặng chi thưa rằng, cứ ý tôi, nước ngụy tuy là giặc nhà Hán, nhưng thế to lắm, khó lay chuyển được, phải từ từ mà tính liệu mới xong. Này chúa thượng vừa lên ngôi, bụng dân chưa được yên, hãy nên hòa với đông ngô kết làm môi răng, giải cái oan cũ của tiên đế khi xưa. Đó là kế lâu dài chưa biết ý thừa tướng nghĩ thế nào khổng minh cười nói ta nghĩ đã lâu vẫn chưa tìm được ai hôm nay mới có người đây chi nói thừa tướng muốn dùng người làm gì khổng minh nói ta muốn sai người sang kết hiếu với đông ngô ông đã hiểu ý ấy chắc không làm nhục mệnh vua việc đi sứ phi ông không xong chi nói tôi tài mọn trí ngu e không đương nổi khổng minh nói ngày mai tôi tâu với thiên tử mời bá miêu đi cho một chuyến xin chớ chối từ. Chi vâng lời, lui ra. Đến hôm sau, khổng minh tâu xin hậu chủ sai đặng chi sang thuyết đông ngô. Chi lại từ, nhắm đông ngô thẳng tiến. Ấy là quân ngô vừa mới thu đồ chiến, sứ thục liền sang giảng cuộc hòa. Chưa biết đặng chi đi chuyến này ra làm sao, xem hồi sau phân giải. Hồi 86, tần bật biện bác, hỏi vạn trương ôn từ thịnh hóa công, phá quân ngụy chủ, lại nói đông ngô, sau khi lục tốn phá xong quân ngụy ngô chủ nhắc lục tốn lên làm phụ quốc tướng quân giang lăng hầu lĩnh chức mục ở kinh châu từ đó binh quyền về cả tay tốn trương chiêu cố ung tâu xin tôn quyền cải nguyên quyền nghe lời mới cải niên hiệu gọi là năm hoàng vũ thứ nhất 223. trăm chợt có sứ giả nước ngụy đến quyền vời vào hỏi sứ giả nói trước kia thuộc sai người đến cầu cứu ngụy trong lúc nông nổi ngụy đã phát binh cứu ứng nay hối lại muốn khởi bốn đạo quân vào lấy xuyên xin đông ngô lại tiếp đỡ cho nếu lấy được thục sẽ xin chia đôi mỗi bên một nữa quyền không biết nghĩ thế nào mới hỏi trương chiêu cố ung chiêu nói lục bá ngôn kiến thức rất cao phải hỏi ông ta mới được quyền lập tức cho triệu lục tốn vào tốn tâu rằng tảo phi ngồi trấn thủ cõi trung nguyên chưa có thể đổ được nếu ta không nghe lời hắn lại sinh thù hẳn tôi chắc rằng cả ngụy lẫn ngô cũng không có ai địch nổi được với Gia Cát Lượng. Này ta cứ vâng lời, sắp sẵn quân mã, nhưng hãy để xem bốn mặt kia thế nào, nếu bốn mặt kia đánh thắng, trong xuyên nguy cấp, Gia Cát Lượng đầu đuôi không cứu ứng được nhau, thì ta sẽ điều quân ra, trước hết đến lấy thành đô, là hơn cả. Nếu bốn mặt kia thua, ta lại liệu kế khác, quyền nghe lời, bảo với sứ ngụy rằng quân nhu chưa chuẩn bị xong, chờ ít bữa nữa, bên này sẽ cất quân đi. Sứ giả lại từ trở về quyền sai người đi dò biết quân tây phiên ra cửa tây bình thấy có mã siêu vội vã rút lui nam man mạnh hoạch đánh bốn quận bị ngụy diên dùng nghi binh đuổi chạy về động quân của mạnh đạt ở thương dung đi đến nửa đường bỗng nhiên phát bệnh không đi được tảo chân dẫn quân ra cửa dương bình triệu tử long chống cự giữ vững các nơi hiểm yếu không tài gì phá nổi. tảo chân đóng quân ở hang tà cốc không thể làm nên cho chống gì cũng dẫn quân về nốt tôn quyền nghe được tin đó bảo với các quan rằng lục bá ngôn quả thật tính toán giỏi như thần nếu cô vội vàng động binh thì lại kết oán sâu với tây thục chợt có tin báo tây thục sai sứ là đặng chi đến trương chiêu nói đây là mẹo của gia cát lượng lui quân sai đặng chi sang làm thuyết khách đây quyền hỏi nên cư xử làm sao chiêu nói ta nên đặt một cái vạc to chứa vài trăm cân dầu ở trước điện đun sôi sùng sục kén lấy hơn ngàn võ sĩ lực lưỡng to lớn cầm đồ khí giới, đứng giản từ ngoài cửa cung đến trước điện, rồi triệu đặng chi vào ra mắt. Đừng để cho hắn mở mồm nói trước, ta nên mắng phủ đầu ngay đi, bắt trước chuyện lịch tự cơ đến dụ nước tề mà mù bụng ra, xem hắn ứng đối thế nào. Quyền nghe lời, đặt một cây vạc ở trước điện, sai võ sĩ cầm gươm giáo đứng giản hai bên, rồi triệu đặng chi vào. Chi áo mũ chỉnh tề đi vào, đến trước cửa cung, thấy hai bên võ sĩ oai phong lẫm liệt, kẻ thì đau to bố lớn, người thì gươm ngắn giáo dài, đứng sắp hàng đến mãi cửa điện. Chi hiểu ý, không chút sợ hãi, cứ ngang nhiên đi vào. Đến trước điện, lại thấy một cái vạc dầu đang sôi. Các võ sĩ đưa mắt cho đặng chi, chi cười tủm tìm. Cẩn thần đưa chi đến trước rèm tôn quyền, chi chỉ vái dài chứ không chịu lạy. Quyền sai cuốn rèm lên, mắng rằng làm sao không lạy? chi đáp thiên sứ ở nước lớn không phải lại chúa ở nước nhỏ quyền nổi giận nói, người không biết liệu sức, muốn bắt trước lịch sinh đến dụ nước tề phải không? Chi cười ầm lên, nói, ai cũng bảo đông mô lắm người hiền, không ngờ lại hóa ra sợ một anh học trò. Quyền nguôi giận, nói, cô sợ gì một đứa sắt phu? Chi nói, nếu không biết sợ, thì đặng ba miêu này can gì còn phải đến đây dạy bảo các ngươi nữa? Quyền nói, ra cát lượng sai ngươi làm thuyết khách, đến dỗ cô bỏ ngụy mà quay về với tục, phải không? chi nói ta tuy là một người học trò nước thục chỉ vì lợi hại của nước ngô mà đến đây thế mà phải giàn quân đun vạc để dọa một sứ giả sao độ lượng hẹp hòi làm vậy quyền nghe nói có dáng hổ thẹn mới quát mắng võ sĩ lui ra rồi mời chi lên điện ngồi tử tế hỏi rằng việc ngô ngụy lợi hại ra làm sao xin tiên sinh dạy cho biết chi nói đại vương muốn hòa với thục hay là muốn hòa với ngụy quyền nói cô cốt muốn giảng hòa với thục nhưng chỉ ngại thuộc chủ còn ít tuổi kiến thức nông nổi không giữ được thủy chung với nhau mà thôi chi nói đại vương là một đấng anh hào trên đời gia cát lượng bên tôi cũng là bậc tuấn kiệt một thời thục có núi non hiểm trở ngô cũng có ba sông bền vững nếu hai nước liên hòa với nhau kết làm môi răng tiến lên có thể nuốt được cả thiên hạ lui về có thể giữ vững được thế chân vạc nay nếu đại vương xưng thần với ngụy Ngụy Tất bắt đại vương vào trầu và bắt gửi thái tử làm con tin. Nếu đại vương không nghe, Ngụy Tất cất quân sang đánh. Thục bấy giờ cũng thuận dòng tiến sang, như thế đất Giang Nam không còn là của đại vương nữa. Nếu đại vương cho lời tôi nói là không phải, tôi xin chết ngay trước mặt đại vương cho tuyệt cây giống thuyết khách đi. Nói đoạn, cởi áo xăm xăm nhảy vào vạc rồng, quyền vội vàng sai người ngăn lại, mời vào hậu điện, trọng đãi làm thượng khách. Quyền nói, lời tiên sinh hợp với ý cô lắm. Cô muốn giảng hòa với tục chủ. Tiên sinh nói giúp cho cô được không? Chi nói, mới rồi đại vương muốn giết tôi. Bây giờ đại vương lại muốn sai tôi. Đại vương còn phân vân chưa biết thế nào. Thì sao cho người ta tin được? Quyền nói, ý cô đã quyết. Tiên sinh chớ có nghi ngại. Bèn lưu đặng chi ở lại. Rồi họp cả các quan lại hỏi rằng, cô giữ 81 châu Giang Nam, lại có cả đất kinh sở, thế mà không bằng một xó Tây Thục thục có đặng chi không để nhục đến chủ sao nước mô ta lại không có một người nào vào thục bày tỏ được ý cho cô có một người trong bọn bước ra tâu rằng tôi xin đi sứ chúng trông ra thì là trương ôn tự huệ thứ quê ở ngô quận hiện đang làm trung lang tướng quyền nói cô chỉ sợ người đến nước thục trông thấy gia cát lượng lại không tỏ được tình của cô mà thôi ôn nói gia cát lượng cùng là người việc gì mà sợ quyền mừng lắm thường cho trương ôn sai đi với Đặng Chi vào xuyên để thông hiếu. Sau khi Đặng Chi đi rồi, Khổng Minh Tâu với hậu chủ rằng Đặng Chi đi chuyến này, tất nhiên xong việc, ngô lắm người hiền, tất có người lại đáp lễ. Bệ hạ nên tiếp đãi cho tử tế, sai họ trở về để thông hiếu với ngô. Ngô mà hòa với ta rồi, thì ngụy không dám đánh ta nữa. Ngô, ngụy yên ổn đâu đấy, tôi xin trước hết xuống phía nam, dẹp yên đám dở, sau đó sẽ đổ đến ngụy. Ngụy trừ xong ngô cũng không đứng lâu được một mình. Có như vậy ta mới có thể đem lại cơ nghiệp thống nhất được. Hậu chủ lấy làm phải, chợt có tin trương ôn đi với đặng chi vào xuyên. Hậu chủ hội cả văn võ ở đan trì, cho đặng chi, trương ôn vào. Ôn tự đắc, nghênh ngang lên điện ra mắt hậu chủ. Hậu chủ ban cho một cái đệm gấm, cho ngồi bên tả điện, mở ngự yến thết đái. Tiệc tan, các quan đưa trương ôn ra nghỉ nơi nhà khách. Hôm sau, Khổng Minh mở yến thết đãi trương ôn. Khổng Minh bảo ôn rằng khi còn tiên đế, thuộc không được hòa mực với ngô. Này ngài đã mất rồi, chúa thượng tôi bây giờ mến đức ngô vương. Muốn bỏ oán cũ, kết hiếu mãi mãi với nhau để hợp sức lại phá ngụy. Xin đại phu về tâu giúp với ngô hầu cho. Trương ôn vâng lời, rượu đến nửa chừng, trương ôn cười cười nói nói, hơi có vẻ kiêu ngạo. Hôm sau, hậu chủ sai mở tiệp yến ở nhà trạm cửa nam cho các quan gia tiễn. Khổng Minh Ân cần mời rượu, đang tiệc, bỗng có người say ngất ngưởng đi vào, vái dài một cái rồi tót lên chiếu ngồi. Ôn lấy làm kỳ quái, hỏi Khổng Minh rằng người này là thế nào? Khổng Minh nói người ấy họ Tần, tên bật, tự là Từ Sắc, hiện đang làm quan học sĩ Ích Châu. Ôn cười, nói tiếng là học sĩ, vị tất trong bụng đã có chút gì? Bật nghiêm sắc mặt, nói trong tục này, dẫu đứa trẻ con cũng còn biết học, huống chi là ta. Ôn nói, thế hãy xin hỏi ông học sách gì? Bật đáp trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, tam giáo cửu linh, bách gia chư tử, cái gì ta chẳng thông, chuyện hay giờ xưa nay cùng là kinh chuyện thánh hiền, cái gì ta chẳng hiểu. Ôn cười, nói, ông đã khoe như thế, tôi xin hỏi ngay việc trên trời. Trời có đầu không? Bật nói, có đầu. Ôn hỏi, đầu ở phương nào? Bật nói, ở phương Tây. Kinh thì có câu nãi quyến tây cố, bèn ngoảnh trông về phương tây, cứ thế mà suy ra, thì đầu trời ở phương tây. Ôn hỏi, trời có tai không? Bật nói, trời cao mà nghe thấp. Kinh thi có câu, hạc mình cửu cao, thanh vân vu thiên, con hạc kêu trên chín tầng mây, tiếng nghe đến trời, nếu trời không có tai, sao lại biết nghe? Ôn hỏi, trời có chân không? Bật nói, có, kinh thi có câu, thiên bộ gian nan, bước trời khó nhọc nếu không có chân thì bước làm sao được, ôn hỏi, trời có họ không, bật nói, sao lại chẳng có, ôn hỏi, họ gì, bật nói, họ lưu, ôn hỏi, sao biết là họ lưu, bật nói, thiên tử, con trời, họ lưu, cứ thế mà suy thì biết, ôn hỏi, mặt trời mọc ở phương đông, có phải không, bật nói, tuy mọc ở phương đông, nhưng mà lại lặn ở phương tây, khi ấy, tần bật ứng đối trôi chảy, nói năng hoạt bát, cả đám đều ngồi kinh trương ôn không hỏi vặn được câu gì nữa bật mới hỏi lại rằng tiên sinh là danh sĩ đông ngô đã lấy việc trên trời mà hỏi tất là hiểu sâu lẽ trời khi xưa lúc hỗn độn mới mở âm dương chia biệt khí nhẹ mà trong thì bay lên thành trời khí nặng mà đục thì đọng xuống dưới thành đất đến đời họ cung công đánh trận thua húp đầu vào núi bất chu thì cột trời đổ gãy mà giường đất sứt mẻ trời nghiêng về tây bắc đất đổ về đông nam trời đã là khí nhẹ mà trong làm sao lại còn nghiêm góc tây bắc Và lại ở ngoài lần khí nhẹ và trong còn có vật gì nữa xin tiên sinh dạy cho tôi được biết trương ôn không biết đối đáp ra sao mới đứng dậy tạ rằng tôi không ngờ trong thục lắm người tuấn kiệt thế này nghe lời ngài giảng luận khiến tôi mở được đường ngu dốt khổng minh chữa thẹn cho trương ôn nói rằng tục hạ vốn tinh thông những việc yên dân định nước kia chứ những lời đùa bỡn này thì có làm gì tiệc tan ôn lại tả khổng minh ra về. Khổng minh lại sai đặng chi cùng đi sang ngô. Hai người lại từ khổng minh đi giang đông, ngô vương thấy trương ôn chưa về, hội cả văn võ lại bàn bạc. Chợt cận thần vào báo rằng thục sai đặng chi theo trương ôn sang đáp lễ. Quyền cho mời vào, trương ôn quỳ lại ở trước biển thuật lại cái việc tử tế của hậu chủ và khổng minh, xin kết hiếu mãi với nhau, nên lại sai đặng thượng thư sang đáp lễ. Quyền mừng lắm, mở tiệc yến khoản đãi đặng chi rồi bảo rằng nếu bằng hai nước thục ngô đồng tâm mà diệt ngụy khi nào được thiên hạ thái bình hai chúa chia đôi thiên hạ chẳng hóa vui lắm du chi đáp rằng trời không có lẽ hai mặt trời dân không có lẽ hai chúa sau khi diệt được ngụy rồi chưa biết trời cho ai có một điều là làm vua thì phải sửa đức mình làm tôi thì phải biết lòng trung nghĩa như thế việc chiến tranh mới tắt được quyền cười ầm lên nói, ông nói thực thà lắm, bèn hậu tặng cho Đặng Chi về. Từ đó, Ngô, Thục hai bên hòa hiếu với nhau. Lại nói, quân do thám của Ngụy biết được việc ấy, vội vàng báo vào Trung Nguyên. Ngụy chủ nghe tin, giận lắm, nói rằng Ngô, Thục liên hòa với nhau, tất có ý đồ Trung Nguyên của Trẫm, Trẫm phải đánh trước đi mới được. Bởi thế, họp cả văn võ bàn định việc cất quân sang đánh Ngô. Bấy giờ đại tư mã Tào Nhân, thái úy giả hủ đều mất rồi. Có quan thị trung là Tân tỷ Gia Ban, tâu rằng: "Ở Trung Nguyên ta, đất thì rộng mà dân thì ít, muốn dùng binh ngay, không được lợi. Chi bằng ta hãy nuôi quân, cho đóng đồn làm ruộng 10 năm, bấy giờ binh nhiều lương đủ, mới có thể phá được Ngô." Thục Phi giận, nói: "Ngô, Thục Liên Hòa, nay mai tất xâm phạm vào nước ta, đợi gì đến 10 năm? Lập tức truyền chỉ cất quân sang đánh Ngô." Từ Mã ý tâu rằng: "Ngô có sông Trường Giang ngăn trở, không có thuyền sang không được." bệ hạ bằng muốn thân chinh, nên kén thật nhiều chiến thuyền lớn nhỏ, từ đường Sái Dĩnh, vào sông Hoài, cướp lấy Thọ Xuân, rồi tới Quảng Lăng, sang qua cửa sông, đến tắt lấy Nam Từ, đó mới là thượng sách. Phi nghe lời, sai thợ ngày đêm đóng gấp lấy 10 chiếc thuyền rộng, mỗi cây dài 20 trượng, trở nổi 2.000 người. Lại thu nhặt thêm hơn 3.000 chiếc thuyền nữa, năm Hoàng Sơ Nhà ngụy thứ năm, 224, mùa thu, tháng 8 tào phi hội cả tướng sĩ lớn nhỏ sai tào chân làm tiền bổ trương liêu trương cáp văn sinh tư hoàng làm đại tướng đi trước hứa chữ lã kiền làm trung quân hộ vệ tào hưu làm hợp hầu lưu hoa tưởng tế làm tham mưu quân mã thủy lục cả thầy hơn 30 vạn ngày hôm ấy cất quân đi lại phong cho tư mã ý làm thượng thư bộc xạ ở lại hứa đô tất cả mọi chính sự lớn nhỏ đều giao cả cho ý coi sóc quân mật thám dò biết việc ấy, báo về nước ngô. Cận thần vội vàng vào tâu với ngô vương rằng, ngụy chủ tào phi, thân cưỡi thuyền rồng, dẫn hơn 30 vạn đại quân thủy lục, từ đường sái dĩnh ra sông Hoài, lấy giang lăng để qua sông Hạ Giang Nam ta, thế quân rất là lợi hại. Tôn quyền cả kinh, hội cả văn võ lại bàn luận. Cố ung tâu rằng, này chúa thượng đã liên hòa với tục, một mặt nên viết một phong thư đưa cho gia cát khổng minh xui hắn cất quân ra Hán Trung để chia bớt thế lực của quân Ngụy đi. Một mặt sai đại tướng đóng quân ở Nam từ đánh nhau với giặc. Tôn Quyền nói, ngoài lục bá ngôn ra, không ai đương nổi việc lớn này. Cố ôm nói, bá ngôn chấn thủ ở Kinh Châu, không nên kinh động. Quyền nói, cô vẫn biết thế, nhưng hiện nay không có ai đỡ được cho cô. Có một người ở trong đám giả một tiếng, bước ra nói rằng, tôi tuy bất tài, xin lĩnh một đạo quân chống nhau với quân ngụy nếu tàu phi sang sông tôi xin bắt sống về dân Điện hạ ví bằng không sang cũng xin giết một nửa số quân ngụy khiến chúng không dám nhòm ngó đến đông ngô ta nữa tôn quyền trông ra thì là từ thịnh mừng mà nói rằng nếu được người giữ một giải giang nam thì cô còn lo gì nữa liền phong cho từ thịnh làm an đông tướng quân tổng thống cả quân mã ở kiếm nghiệp nam từ thịnh tạ ân lĩnh mệnh từ tả trở ra truyền cho các tướng sắm sửa khí giới tinh kỳ cho nhiều để phòng giữ mặt sông, bỗng có một người đứng phát ra thưa rằng: nay đại vương đem công việc tài đình ủy thác cho tướng quân muốn phá quân ngụy để bắt sống Tào Phi, sao tướng quân không đưa quân sang sông cho sớm đến hỏi Nam mà nghênh địch có được không? Nếu đợi quân ngụy tới nơi, còn chống chế làm sao cho kịp? Từ Thịnh trông ra thì là tôn thiều, cháu gọi Ngô Vương bằng chú, tôn thiều tự là công lễ, hiện đang làm dương võ tướng quân, trước đã chân giữ ở Quảng Lăng. Thiều tuy ít tuổi nhưng tính khi khái, có sức lực, can đảm lắm. Từ thịnh nói, thế quân Tào Phi to lắm, lại có danh tướng làm tiên phong, ta không nên sang sông nghênh địch. Đợi khi nào thuyền bên kia tụ ở cả Bắc Ngạn, ta khác có mẹo phá được. Thiều nói, thủ hạ tôi có ba nghìn quân mã, tôi lại quen thuộc đường đất Quảng Lăng, vậy xin một mình lên Giang Bắc, quyết liều chết một trận với Tào Phi, nếu không thắng được, xin chịu quân lệnh. Từ thịnh không nghe. Thiều nhất định xin đi, thịnh cũng nhất định không cho, thiều vật nài hai ba lần nữa. Thịnh giận, nói rằng, người không nghe hiệu lệnh của ta thế này, ta còn chị làm sao được các tướng. Lập tức quát võ sĩ lôi tôn thiều ra chém, quân đào phủ điệu thiều ra đến cửa dinh, dựng một lá cờ thâm, sắp sửa khai đao. Bộ tướng của thiều phi báo với tôn quyền, quyền vội vàng phi ngựa đi ngay, võ sĩ sắp hành hình thì tôn quyền tới kịp, quát dẹp đao phủ ra được thiều, thiều khóc, nói tôi trước kia đã ở quảng lăng, quen thuộc cả đường đất, nên nhân lúc này đánh ngay tàu phi đi. nếu để hắn sang được sông, thì đông mô ta chẳng mấy bữa nữa là hỏng mất. tôn quyền vào trại, từ thịnh ra rước vào trong trướng, rồi tâu rằng đại vương sai tôi làm đô đốc, cầm quân ra cự nhau với ngụy. tôn thiều không tuân quân pháp, đáng lẽ nên chém, sao đại vương lại tha? quyền nói thiều cậy sức khỏe lỡ phạm phải quân lệnh xin tướng quân hãy thứ cho nó phen này thịnh nói phép không phải do tôi đặt ra cũng không phải do đại vương đặt ra mà là luật chung của nhà nước nếu cứ người thân thì tha làm sao sai khiến được kẻ khác quyền nói thiểu nó phạm phép đáng lẽ mặc ý tướng quân xử trị mới phải vì nó tuy là họ du nhưng xưa kia anh ta yêu nó lắm cho đổi làm họ tôn và nó cũng có công lao với cô nữa nếu giết đi thì phụ mất bục anh ta." Thịnh nói, "Nể có đại vương đây, hãy xin gửi cái tội chết ở đó." Quyền Sai Tôn Thiều lại tạ, "Thiều nhất định không lạy, lại quát to lên rằng, cứ như ý kiến của ta thì chỉ dẫn quân sang phá Tào Phi là phải. Ta dù chết chăng nữa cũng không phục cái kiến thức của ngươi." Từ Thịnh tái mặt lại, Tôn Quyền quát mắng, Tôn Thiều đuổi ra, rồi bảo Thịnh rằng, "Nếu không có hắn thì có thiệt gì cho Đông Mô?" từ sau chớ dùng hắn nữa, nói đoạn trở về, đêm hôm ấy, có người báo với từ thịnh rằng tôn thiểu dẫn ba nghìn quân bản bộ, lẻn sang qua sông mất rồi. Từ thịnh ngại có mặt ngô vương, mới gọi đinh phụng vào, dặn dò mật kế, sai dẫn ba ngàn quân mã qua sông tiếp ứng. Lại nói, ngụy chủ cưỡi thuyền rộng đi đến Quảng Lăng, tiền bộ là Tào chân đã dàn quân ở bờ sông Đại Giang rồi. Tào Phi hỏi rằng quân bên sông nhiều hay ít? Tào chân tâu rằng cách bờ bên này trông sang, không thấy một người nào, mà cũng không có tinh kỳ, dinh trại gì cả. Phi nói đó là quỷ kế đấy, để chấm đến nơi xem hư thực ra sao mới được. Thế rồi, Phi sai mở rộng đường sông, thả thuyền rồng vào thẳng đại giang, đậu cả ở bến. Trên thuyền cắm những cờ long, phụng, nhật, nguyệt, tinh kỳ, nghi trượng sáng quắc một vùng. Tảo Phi ngồi chễm trệ trong thuyền, xa xa nhìn sang phía nam. Không thấy bóng một người nào, bèn ngoảnh lại bảo lưu hoa, tưởng tế rằng có nên sang bên kia sông không? Hoa tâu rằng, bình pháp thực hóa hư, hư hóa thực, bên kia thấy đại quân ta đến, tài gì chẳng có phòng bị, bệ hạ chưa nên vội vã sang ngay. Đợi năm ba bữa xem động tĩnh thế nào, rồi hãy cho tiên phong sang trước nghe ngóng mới được. Phi nói, người nói chính hợp ý chấm, chiều tối hôm ấy, Phi cắm thuyền nghỉ ở giữa sông. Đêm không có trăng, trời tối như mực quân sĩ đốt đuốc sáng trưng, trời đất như ban ngày. Nhưng trông sang bên kia sông, lại tuyệt nhiên không thấy có đèn lửa gì cả. Tào Phi hỏi tả hữu rằng đó là cớ làm sao, cận thần tâu rằng đấy hẳn là họ nghe thấy đại quân của bệ hạ đến, cho nên chạy trốn mất cả rồi. Phi tùm tìm cười thầm, đến gần sáng, sương mù dày đặc, giáp mặt không trông thấy nhau. Phút chốc, nổi cơn gió, trông sang một dải giang nam thấy thành trì liên tiếp nhau, trên địch lâu gươm giáo sáng quắc tinh kỳ phấp phới dợp trời trong một lát năm bảy tin lại báo rằng suốt dọc sông nam từ đến thẳng thành thạch đầu liên tiếp nhau vài trăm dặm thành quách xe thuyền chi chít chỉ có một đêm là làm xong cả tào phi thất kinh nguyên là từ thịnh sai bó cỏ làm người giả cho mặc toàn áo xanh tay cầm tinh kỳ đứng cả trên lâu thành giả quân ngụy trông thấy quân mã đông như kiến tài nào chẳng dụng rời hết vía Tào Phi than rằng, ngụy dẫu có nghìn bọn võ sĩ cũng không làm được cho gì. Nhân vật Giang Nam giỏi như thế, chưa dễ đã đánh được. Còn đang kinh ngạc, bỗng nổi cơn gió to, sóng cuộn ngất trời, nước sông bắn lên thuyền ướt cả áo long bào, thuyền rồng tròng trành sắp lật. Tào chân vội vàng sai văn xính bơi chiếc thuyền nhỏ lại cứu giá. Người trên thuyền nghiêm ngả, văn xính nhảy lên thuyền rồng cõng Tào Phi xuống thuyền nhỏ, bơi vào trong lạch sông chợt con ngựa lưu tinh chạy lại báo rằng triệu vân dẫn quân ra cửa dương bình đi đường tắt lấy trưởng an tào phi nghe tin giật mình mất vía liền hạ lệnh rút về quân sĩ tranh nhau mà chạy quân ngô thừa thế đuổi theo phi truyền bỏ đồ ngự dụng chạy thục mạc khi thuyền sắp vào đến sông hoài bỗng trống tù và nổi rầm rĩ tiếng hò reo vang trời một toán quân bất chợt đánh ra đại tướng đi đầu là tôn thiều quân ngụy không đương nổi tổn hại mất quá nửa, lăn xuống sông chết đuối rất nhiều. Các tướng lan xả vào đánh mới cứu được ngụy chủ. Ngụy chủ sang qua sông Hoài, đi chưa được 30 dặm, bỗng đâu trong đám lau niễng giữa dòng sông không biết dầu mỡ vẫy vào lúc nào, bỗng cháy bùng cả lên, thuận gió trôi xuống, tràn cả vào đám thuyền rồng. Phi tất tả lên ngựa, chợt lại thấy một toán quân kéo đến, đại tướng đi đầu là Đinh Phụng, Trương Liêu quất ngựa lại đón, bị Đinh Phụng bắn một phát tên tin vào lưng may có từ hoàng cứu được. Mấy người cùng nhau giữ gìn ngụy chủ mà chạy, quân sĩ thiệt hại rất nhiều, tôn thiều, đinh phục ở mặt sau, cướp được xe, ngựa, khí giới, không biết bao nhiêu mà kể. Quân ngụy thua liềng xiềng chạy về, ngô tướng từ thịnh thu được toàn thắng, ngô vương thưởng cho rất hậu. Trương Liêu về đến hứa xương, nhọt tên vỡ ra rồi mất. Tào Phi sai làm ma cực hậu, này nói về Triệu Vân, vừa dẫn quân ra khỏi ải Dương Bình thì có giấy của Khổng Minh đến đòi về, vì có ống dĩ ở Ích Châu, kết liên với Mạnh Hoạch, đem 10 vạn quân dở, cướp bóc bốn quận. Khổng Minh sai mã siêu giữ vững ải Dương Bình tự mình cầm quân sang đánh dẹp phương Nam. Đó là vừa thấy Đông Ngô lui Bắc Ngụy lại xem Tây Thục đánh Nam Man, chưa biết việc đánh Man được thua thế nào, xem hồi sau sẽ biết. Hồi 87, đánh Nam Khấu, thừa tướng cất quân, chống thiên binh, Man Vương bị bắt nói về thừa tướng Gia Cát Lượng ở Thành Đô, bao nhiêu việc lớn nhỏ đều tự mình xử đoán. Dân trong hai xuyên, vui vẻ thái bình, đêm không phải đóng cửa, ngoài đường không ai thèm nhặt của rơi. Lại luôn mấy năm được mùa to, già trẻ sung sướng ca hát. Gặp có việc sai dịch thì tranh nhau ứng biển, bởi thế đồ quân ngu, khí giới đủ cả, thóc lúa của cải kho nào cũng đầy. Năm kiến hưng thứ ba, 226 ở Ích Châu có tin báo rằng màn Vương là mạnh hoạch, cất 10 vạn quân, xâm phạm vào cõi. Quan thái thú kiến ninh là úng dĩ, nguyên dòng dõi thập phương hầu úng xỉ nhà Hán khi xưa, nay kết liên với mạnh hoạch làm phản, thái thú quận Tường Kha là Chu Bao và thái thú quận Việt Tuấn là Cao Định, hai người dâng mất thành trì hàng giặc rồi. Chỉ còn thái thú quận Vĩnh Sương là Vương Can không chịu làm phản. Hiện nay quân mã của úng dĩ, Chu Bao, Cao Định đều dẫn đường cho Mạnh Hoạch đánh quận Vĩnh Sương. Vương Cang cùng với quan công Tào Lã Khải, tụ hội nhân dân, cố chết giữ lấy thành trì, thêm nguy cấp lắm. Khổng Minh liền vào trầu, tâu với hậu chủ rằng, nay dựa phương Nam không phục, thật là mối tai họa lớn của nhà nước. Tôi xin lĩnh một đạo đại quân đi đánh mới xong, hậu chủ nói, nước ta, mé đông có tôn quyền, mé bắc có tào phi, nay tướng phụ bỏ chậm mà đi, phỏng ngô, ngụy lại đánh, thì làm thế nào? Khổng Minh tâu rằng đồng ngô mới giảng hòa với nước ta, chắc không có bụng gì, nếu có thì lý nghiêm ở thành bạch đế, đủ chống chọi được lục tốn. Tảo Phi mới thua, nghệ khí đã nhụt, chưa thể nghĩ đến việc xa xôi. Và lại có mã siêu giữ các ải hán chung, thì cũng không phải lo lắm. Tôi lại để quan hưng, trương bào ở lại, chia làm hai đạo quân để cứu ứng, giữ gìn bệ hạ, chắc chắn muôn phần này tôi xin ra dẹp yên quân dợ trước, rồi sẽ đánh mặt bắc để thu phục Trung Nguyên. May ra báo được ơn tiên đế ba lần hạ cố đến tôi, và việc lớn của tiên đế phó thác bệ hạ cho tôi. Hậu chủ nói, trẫm còn ít tuổi chưa biết gì, nội công việc tùy ý tướng phụ châm trước mà làm. Hậu chủ chưa dứt lời, trong đám quan một người bước ra nói, không được, không được, ai nệt trông xem thì là Vương Liên, tự văn nghi, quê ở Nam Dương, đang làm gián nghị đại phu. Liên can rằng phương Nam là xứ ma thiêng nước độc, cây cối không mọc được. Thừa tướng cầm quyền to nhà nước, không nên đem thân vào đó. Và lại bọn ung dĩ phản nghịch, chẳng qua như bệnh đau ghẻ mà thôi. Thừa tướng chỉ nên sai một đại tướng đi đánh, chắc chắn cũng thành công. Khổng minh nói, đất Nam Man xa cách, nhân dân không biết vương hóa là gì, thu phục thật khó. Ta phải xuất thân ra đánh, nên mềm, nên cứng, liệu cơ mà làm không có khinh thường mà ủy thác cho người được. Vương liên can hai ba lần, khổng minh nhất định không nghe. Ngày hôm ấy, khổng minh từ hậu chủ, cất quân đi. Sai tưởng uyển làm tham quân, phí vĩ làm trưởng sử, đồng quyết, phản kiến làm diện sử, vương bình, trương dực làm phó tướng, cùng mấy chục viên tướng xuyên, khởi 50 vạn quân, nhắm phía ích châu tiến tới. Chợt có quan sách là con thứ ba quan công vào ra mắt khổng minh thưa rằng, từ khi Kinh Châu bị mất, Tôi lánh nạn ở bảo gia trang dưỡng bệnh, chỉ mong muốn vào xuyên ra mắt tiên đế để đi báo thù, nhưng thương tích chưa khỏi, không thể đi được. Nay đã bình phục, do biết được kẻ thù ở Đông Ngô đều bị giết cả rồi, bèn đi tắt vào Tây Xuyên với tiên đế, may giữa đường gặp đại quân Nam Trinh nên đến đây ra mắt. Khổng Minh nghe nói lấy làm ái ngại, một mặt cho người về báo với triều đình, một mặt sai quan sách làm tiền bộ tiên phong cùng đi đánh phương Nam. Đại đội nhân mã cơ nào đội ấy tề chỉnh kéo đi đói ăn khát uống đêm nghỉ ngày đi đến đâu cũng không hề phạm một ly một tí của dân lại nói ung dĩ nghe tin khổng minh đem đại quân đến liền cùng cao định chu bao bàn bạc chia quân làm ba đường cao định ở giữa bên tả ung dĩ bên hữu là chu bao tất cả dẫn năm sáu vạn quân ra nghênh địch cao định sai ngạc hoán làm tiền bộ tiên phong hoán mình cao chín thước mặt mũi hung ác dùng chiếc phương thiên kích, có sức khỏe muôn người khôn địch, lĩnh quân bản bộ, rời khỏi trại lớn, ra đón quân thục. Lại nói đại quân của Khổng Minh đã tiến đến địa phận Ích Châu. Tiền bộ tiên phong ngụy Diên, phó tướng Trương Dực, Vương Bình vừa vào khỏi giới khẩu thì gặp quân ngạc hoán đến. Hai bên giàn trận, ngụy Diên ra ngựa mắng rằng phản tặc kia, mau mau hàng đi cho sớm. Ngạc hoán tế ngựa lại đánh nhau với Ngụy Diên, được vài hiệp, Diên giả thua chảy hoán đuổi theo, chưa được vài dặm, bỗng đầu tiếng reo nổi lên ầm ầm, trương dực, vương bình hai mặt đổ ra chặn mất đường về. Diên quay lại đánh, ba tướng hợp sức đánh dồn vào, bắt sống được ngạc hoán, giải về trại nộp khổng minh. Khổng minh sai cởi trói, cho ăn uống tử tế, rồi hỏi rằng, ngươi là bộ tướng của ai? Ngạc hoán thưa rằng, tôi là tướng bộ hạ Cao Định. Khổng Minh nói, ta biết Cao Định là người trung nghĩa, nay vì ung dĩ xúi dục mới đến nỗi thế ta tha cho mày về bảo cao định mau lại hàng kẻo mắc vạ to đấy ngạc hoán lại tạ lui ra về ra mắt cao định thuật lại chuyện khổng minh nhân đức và ngỏ ý cảm ơn khổng minh không biết ngần nào hôm sau ông dĩ đến chơi trại cao định hỏi rằng ngạc hoán làm sao mà về được thế định nói đó là gia cát lượng tha cho về dĩ nói đấy là mẹo phản gián của gia cát lượng khiến hai chúng ta không hòa với nhau đó cao định trong bụng hồ nghi chưa biết tin đường nào. Bỗng có tin báo thục tướng đến khiêu chiến, úng dĩ dẫn ba vạn quân ra nghênh địch, đánh nhau chưa được vài hiệp, dĩ quay ngựa chạy mất. Diên dẫn quân đuổi đánh hai mươi dặm mới rút về, hôm sau, úng dĩ lại dẫn quân đến, khổng minh luôn ba hôm không cho ra quân. Đến hôm thứ tư, úng dĩ, cao định, chia quân làm hai đường, đến cướp trại thục. Khổng Minh đã sai ngụy diên phục quân sẵn từ lâu, quả nhiên, quân hai người kéo lại bị quân phục đổ ra, giết mất quá nửa và bắt sống rất nhiều. Ngụy Diên giải cả về trại, khổng minh sai giam quân úng dĩ một bên, quân cao định một bên, rồi cho quân sĩ nói phao lên rằng nội là người của cao định thì tha, còn người của úng dĩ thì giết sạch. Quân sĩ ai cũng nghe biết tin ấy cả, một lát. Khổng Minh cho đòi bên quân úng dĩ lên chướng hỏi rằng, chúng bay là bộ hạ của ai? Chúng bẩm dối rằng, chúng tôi là bộ hạ cao định khổng minh liền tha tội lại cho ăn uống rồi sai người đưa ra khỏi bờ cõi tha về trại khổng minh lại đòi quân cao định lên hỏi thì chúng bẩm rằng chúng tôi mới thực là quân sĩ bộ hạ cao định khổng minh cũng tha cho cơm rượu ăn uống và bảo rằng hôm nay ông dĩ có sai người đến đầu hàng muốn dâng đầu chủ chúng bay và đầu chu bao để lấy công nhưng ta không nỡ thế chúng bay có phải là bộ hạ cao định thì ta thả cả cho về không được làm phản nữa nếu ta lại bắt được quyết không thứ cho đâu, chúng cùng lại tả đi ra, về đến trại nhà, thuật chuyện lại với Cao Định. Định liền sai người đến trại úng dĩ dò la xem sao, thấy quân úng dĩ được tha về, ai cũng có bụng cảm ân đức của khổng minh. Nhiều người muốn hàng theo Cao Định, nhưng Cao Định vẫn chưa yên tâm, lại sai người đến thăm trại khổng minh, xem hư thực thế nào, không ngờ bị quân canh bắt được đem vào nục Khổng minh giả tảng không biết, cho là quân do thám của ống dĩ mới gọi vào trong chướng hỏi rằng, nguyên suý mày đã hứa đem nộp đầu cao định, chu bao, làm sao lại để lỡ hẹn, không mang đến, thằng này hàn lại sang do thám gì đây. Tên quân ấy nói hàm hồ cho xong việc, khổng minh đãi cơm rượu, rồi viết một bức thư, giao cho và dặn rằng, mày cầm giấy này về đưa cho úng dĩ, bảo hắn làm mau đi, chớ để lỡ việc. Tên quân lại tạ trở về, vào ra mắt cao định, trình tờ thư của khổng minh lên. Cao định xem xong thư, Nổi giận nói: "Ta đem lòng thực đãi nó, nó lại muốn hại ta, dùng thứ sao được?" Lập tức gọi Ngạc Hoán lên bàn định, Ngạc Hoán nói: "Khổng Minh là người nhân đức, ta làm phản không nên. Vả lại, việc làm phản là tự uống dĩ gây ra cả, chi bằng giết quách hắn đi, về hàng với Khổng Minh là hơn." Định nói: "Thế thì hạ thủ làm sao bây giờ?" Hoán nói: "Chủ công nên mở một tiệc rượu, mời uống dĩ đến chơi. Nếu hắn không có bụng gì, tất đi lại như thường. Nhược bằng không đến, chắc là có bụng khác, chủ công nên đem quân đánh mặt trước, tôi xin phục quân ở đường nhỏ mặt sau chạy, thế nào cũng bắt sống được hắn. Cao định nghe lời, mở tiệc rượu mời uống dĩ, dĩ quả nhiên nghi ngờ lời quân sĩ tha về hôm trước, không dám đến. Đêm hôm ấy, Cao định dẫn quân kéo đến chạy uống dĩ. Quân của ống dĩ được khổng minh tha về, đều nhớ ơn Cao Định, liền thừa cơ kéo cả về giúp quân Cao Định quân dĩ chưa kịp đánh nhau, đã tán loạn, dĩ vội vàng lên ngựa chạy lèn ra con đường sau núi. Đi chưa được vài dặm, bỗng đâu chống nổi om sòm, một toán quân tràn ra. Ngạc hoán cầm kích quất ngựa sông lên, dĩ chưa kịp trở tay, đã bị hoán đâm một nhát kích ngã lăn xuống ngựa, rồi chặt ngay lấy đầu. Quân bộ hạ của dĩ đầu hàng cả, định dẫn hai toán quân, đem đầu ống dĩ lại hàng khổng minh. Khổng minh đang ngồi trong trướng, quát võ sĩ lôi cao định ra chém. Định kêu rằng tôi cảm đại ân của thừa tướng, nên đem đầu uống dĩ về hàng, cớ sao lại chém. Khổng Minh cười ầm lên nói rằng người lại trá hàng, dám che mắt ta du. Định nói thừa tướng lấy gì làm bằng, mà cho tôi là dối trá. Khổng Minh mở cháp, lấy một phong thư, đưa cho và bảo rằng chù bao đã sai người dâng hàng thư đến đây, nói ngươi với uống dĩ, kết nghĩa sống chết với nhau. Có lẽ đâu một chốc mà ngươi nỡ giết hắn, cho nên ta biết ngay ngươi đến trá hàng, định kêu lên rằng chu bao nó làm kế phản gián đấy. Thừa tướng chớ có tin. Khổng Minh nói ta cũng chưa vội tin ngay một mảnh giấy đâu, nhưng ngươi có bắt được nốt chu bao thì ta mới cho là thực. Định nói thừa tướng chớ nghi, để tôi xin bắt nốt chu bao lại nộp có được không? Khổng Minh nói có vậy, ta mới khỏi nghi hoặc. Cao Định lập tức dẫn quân ngạc hoán đem quân bản bộ kéo đến trại chu bao. Gần đến nơi. Chu Bao cũng vừa dẫn quân đến mé sau núi. Bao thấy định vội vàng ra hỏi chuyện, định quát lên, mắng rằng mày sao dám viết thư cho Gia Cát thừa tướng, dùng mẹo phản gián, muốn hại ta. Bao chố mắt, cứng lưỡi, không biết đáp lại làm sao. Ngạc hoán ở sau ngựa, sông lại đâm một nhát kích, bao chết liền. Định quát rằng hễ quân sĩ thằng nào không hàng, sẽ giết chết hết. Bởi vậy chúng đều lại xin hàng định dẫn quân lại ra mắt khổng minh và dâm đầu chu bao dưới trướng khổng minh cười nói ta cố ý muốn cho ngươi giết hai thằng dập ấy để tỏ cái bụng thực ra đó thôi liền cho cao định làm thái thú ở ích châu và phong ngạc hoán làm nha tướng quân mã ba đường ấy đều dẹp yên đâu đấy rồi thái thú quận vĩnh sương là vương cang ra đón rước khổng minh khổng minh vào thành hỏi rằng ai giữ thành này với ông mà được vững vàng làm vậy cang nói tôi giữ thành này được yên ổn toàn nhờ sức của người ở Vĩnh Sương là Lã Khải cả. Khổng Minh cho mời đến, Khải vào ra mắt, thì lễ xong xuôi, Khổng Minh nói rằng lâu nay vẫn nghe tiếng ông là bậc cao sĩ ở Vĩnh Sương, may nhờ có ông mới giữ được thành này vô sự. Này tôi muốn dẹp yên phương Nam, ông có cao kiến gì dạy bảo không? Lã Khải liền dâng một bức địa đồ và nói tôi tự khi làm quan đến giờ, biết rằng người dợ có bụng làm phản đã lâu, cho nên mật sai người vào tận tổ xem xét chỗ nào có thể đóng đồn chỗ nào nên giao chiến vẽ ra một bản gọi là bức đồ bình man chi trường nay dâng lên ngài coi có thể giúp ngài một phần nhỏ trong việc nam trinh này khổng minh mừng lắm dùng ngay lã khải làm hàng quân giáo thụ kiêm chức hướng đạo rồi khổng minh dẫn quân vào sâu cõi nam man khi đang đi bỗng có tin báo thiên tử sai sư đến khổng minh ra tiếp vào thấy mã tốc mặc áo bào trắng vì anh mã tốc là mã lương mới mất tốc nói tôi phụng mệnh chúa thượng mang rượu và lụa đến khao thưởng binh sĩ khổng minh vâng chỉ dụ đem cấp phát cả cho ba quân lưu mã tốc ở lại trong chướng nói chuyện khổng minh hỏi rằng tôi phụng chiếu thiên tử đánh dẹp phương nam lâu nay vẫn nghe ấu thưởng cao kiến lắm xin dạy bảo cho ít nhiều tốc nói tôi có một lời này xin thừa tướng xét cho nam man cậy có đất xa núi hiểm không phục đã lâu tuy hôm nay phá xong ngày mai tất lại làm phản đại quân của thừa tướng đến đó tất nhiên dẹp được nhưng sau khi rút quân về phải lên mặt bắc đánh tảo phi nếu quân man biết trong nước bỏ ngỏ quyết nhiên lại chờ mặt ngay phàm phép dùng binh đánh giặc sao cho người ta tâm phục mới cao chớ đánh lấy thành trì là thấp đem bụng mình mà đánh mới giỏi chớ đem quân mà đánh thì xoàng xin thừa tướng làm thế nào thu phục được bụng chúng là hơn Khổng Minh than rằng, ấu hùng thực là biết đến ruột gan ta, liền sai mã tốc làm tham quân và dẫn quân kéo đi. Nói về vua man là mạnh hoạch nghe tin Khổng Minh dùng mẹo phá tan bọn ống dĩ, bèn hội các nguyên soái ba động lại bàn bạc. Nguyên soái động thứ nhất là Kim Hoàn Tam Kết, nguyên soái động thứ nhì là Đồng Trà Na, nguyên soái động thứ ba là A Hội Nam. Ba người vào ra mắt mạnh hoạch, hoạch nói, nay ra cát lượng dẫn đại quân xâm phạm bờ cõi nước ta, chúng ta phải hợp sức lại đối địch mới được. Ba chúng ngươi nên chia làm ba đường mà tiến, nếu ai đánh thắng thì được làm chúa cả động này. Rồi đó, Kim Hoàn tam kết đi đường giữa, Đồng Trà Na đi mé tả, A Hội Nam đi mé hữu. Mỗi người dẫn năm vạn quân man, y lệnh kéo đi. Khổng Minh đang ngồi trong trại bàn việc, tiểu mã về báo rằng công nguyên soái ba động, chia làm ba đường lại đánh. Khổng Minh lập tức gọi Triệu Vân, Ngụy Diên đến, nhưng không sai khiến gì cả lại cho gọi vương bình mã trung đến dặn rằng nay quân dợ chia ba đường đến đây ta định sai tử long vân trường đi nhưng vì hai người chưa thuộc đường đất cho nên chưa dám dùng vậy vương bình phải ra mé tả mã trung ra mé hữu nghênh địch ta sẽ sai tử long vân trường tiếp ứng cho hôm nay hãy chỉnh đốn quân mã sớm mai kéo đi hai người vâng lệnh trở ra lại gọi trương ngực Trương Dực đến dặn rằng, hai chúng ngươi cùng dẫn một toán quân ra đường giữa mà đánh. Hôm nay điểm sẵn quân mã, ngày mai hẹn nhau với Vương Bình, mã chung cùng tiến quân. Ta muốn sai tử long, vân trường đi nhưng sợ hai người ấy không biết địa lý. Trương Ngực, Trương Dực vâng lệnh trở ra, Triệu Vân, Ngụy Diên thấy Khổng Minh không dùng đến mình, đều tỏ vẻ tức bực. Khổng Minh bảo rằng ta không phải không muốn dùng các ngươi đâu, vì ngại các ngươi đã nhiều tuổi, xông pha vào nơi hiểm trở nhỡ bị quân dựa lừa, thì mất cả nhuệ khí quân ta. Triệu Vân nói, phòng như chúng tôi biết đường đất thì sao? Khổng Minh nói, hai người hãy nên cẩn thận, chớ có coi thường. Hai người buồn rầu trở ra, Triệu Vân mời Ngụy Diên đến trại mình, bàn rằng hai chúng ta là tiên phong, mà cho là không biết đường đất, không dùng, lại dung bọn hậu sinh ấy, chúng ta há chẳng thẹn lắm du. Ngụy Diên nói, hai chúng ta thử lên ngựa ra xem, bắt thổ dân đưa đường để đánh quân man việc lớn chắc thành công. Vân nghe theo, mới cùng lên ngựa đi ra con đường chính giữa. Đang đi, thấy phía xa xa bụi bay mù mịt, hai người lên gò cao đứng trông, quả nhiên có vài mươi tên kỵ mã man đang cưỡi ngựa đi đến. Hai người đổ ra, quân man khiếp sợ tan chạy cả. Triệu, ngụy mỗi người bắt sống được vài tên đem về trại, cho ăn cơm, uống rượu tử tế, rồi hỏi đường lối đi lại làm sao. Quân man thưa rằng mé trước mặt chính là đại trại của Kim Hoàn Tam Kết Nguyên Soái ở vào giữa cửa núi đường hai bên thông sang động ngũ khê phía sau trại của Đồng Trà Na và A Hội Nam Triệu Vân Ngụy Diên nghe xong kén năm nghìn tinh binh sai mấy tên quân man dẫn đường bấy giờ đã canh hai hai người lần theo ánh trăng mà đi khi đến đại trại Kim Hoàn Tam Kết thì đã canh tư quân man vừa thức dậy thổi cơm ăn sắp sửa đến sáng ra khai chiến bất thình, hai mặt quân của Triệu Vân, Ngụy Diên tràn vào, quân man bối rối. Triệu Vân đánh thốc vào trung quân vừa gặp Kim Hoàn tam kết đi ra. Vân đâm một nhát, Kim Hoàn ngã quay xuống ngược. Vân chặt lấy đầu, còn quân sĩ chạy tan mất cả. Ngụy Diên, Triệu Vân chia quân làm hai ngã, Diên đi lẻn con đường mé đông, đến trại đồng Trà Na, Vân đi lẻn con đường mé tây đến trại hội Nam. Khi hai người kéo gần đến nơi, thì trời đã tăng tảng sáng trước hãy kể chuyện ngụy diên diên đến trại dở đồng trà na nghe sau trại có tiếng quân mã ồn ào liền kéo quân ra cự địch bỗng đầu mé trước lại có tiếng reo quân man rối loạn té ra quân của vương bình vừa đến hai mặt dồn đánh ập vào quân man thua to đồng trà na cướp đường chạy thoát ngụy diên đuổi theo không kịp triệu vân vào tới trại a hội nam thì quân của mã trung đã ở trước cửa trại rồi hai bên đánh dồn vào quân man thua A hội nam cũng chạy được thoát. Hai người tu quân về, ra mắt khổng minh. Khổng minh hỏi rằng quân man ba động, chúa hai động thoát được, còn đầu kim hoàn tam kết ở đâu? Triệu vân liền nộp đầu kim hoàn tam kết dâng công. Các tướng bẩm rằng đồng trà na, A hội nam, bỏ ngựa trèo qua núi chạy thoát, vì thế không bắt được. Khổng minh cười nói rằng hai người đó ta đã bắt được cả rồi. Các tướng không ai tin, một lát chương ngực giải đồng trà na đến trương dực giải a hội nam về ai nấy đều ngơ ngác giật mình khổng minh bảo rằng ta xem địa đồ của lã khải đã biết chỗ giặc hạ trại cho nên ta nói khích cho tử long vân trường cố sức vào sâu trong nội địa trước hết hai đường tả hữu đánh úp hai trại kia còn vương bình mã trung chỉ là đi tiếp ứng thôi phi tử lâm vân trường không ai đương nổi việc ấy đâu ta lại đồ rằng đồng trà na A hội nam tắt theo con đường tắt khe núi mà chạy nên sai chương ngực, chương dực phục quân chờ sẵn một chỗ, lại sai quan sách đi tiếp ứng để bắt hai chúa động ấy về đây. Các tướng đều bái phục, mà rằng mẹo mực của thừa tướng, quỷ thần cũng không ai biết đâu mà lường. Khổng minh sai điệu đồng trà na, A hội nam đến dưới trướng, cởi trói, cho cơm ăn, rượu uống, rồi tha về động và dặn rằng từ giày không được giúp kẻ phản ác nữa. Hai người giò nước mắt khóc, trở ra theo đường nhỏ về trại. Khổng Minh bảo với các tướng rằng, ngày mai Mạnh Hoạch tất nhiên dẫn quân lại đánh ta nên đón đường bắt lấy. Bèn gọi Ngụy Diên, Triệu Vân, dặn dò mẹo mực cho mỗi người dẫn 5.000 quân đi. Lại gọi Vương Bình, quan sách cùng lĩnh một đội quân, lĩnh mẹo đi liền. Khổng Minh phân phát đâu đấy, ngồi trong trướng đợi xem tin tức. Lại nói, Man Vương Mạnh Hoạch đang chém trệ trên trướng, chợt nghe tin nguyên soái ba động đều bị bắt mà quân mã tan vỡ cả hoạch nổi giận khởi hết quân man lần lần kéo đi giữa đường gặp quân mã của vương bình vừa đến hai bên dàn trận vương bình cắp ngang thanh đao trông sang bên kia thấy trong cửa cờ có vài trăm tướng man đứng dàn hai bên mạnh hoạch ra ngựa đầu đội mũ kim quan khảm ngọc mình mặc áo cẩm bào sắc hồng lưng buộc đai sư tử chân đi giày mỏ ưng mình cưỡi ngựa xích thố tay cầm đôi kiếm tùng vân mình ngang trông trước trông sau, rồi bảo với man tướng rằng người ta cứ đồn ra cát lượng giỏi việc dùng binh, nay xem trận này, tinh kỳ lộn xộn, đội ngũ xô bồ, gương giáo khí giới không cái nào ra tuồng, mới biết rằng toàn lời đồn hão cả. Nếu ta sớm biết thế này thì đã làm phản từ lâu rồi. Có ai dám ra trước bắt thục tướng, để cho phấn chấn uy danh quân ta không? Mạnh hoạch nói vừa dứt lời, có một tướng tên là Mang Nha Trường, cầm đại đao, cưỡi ngựa vàng xông ra đánh vương bình hai tướng đánh nhau được vài hiệp bình thua chạy mạnh hoạch thúc quân kéo bừa vào lần lần đuổi theo quan sách ra đánh vài hiệp lại chạy mạnh hoạch đuổi theo ước độ hai chục dặm bỗng đâu tiếng reo vang dậy rồi trương ngực ở mé tả kéo ra trương rực ở mé hữu đổ đến chặn mất đường về vương bình quan sách quay binh đánh vật lại trước sau kẹp vào quân man thua chạy mạnh hoạch dẫn bộ tướng liều chết trốn thoát ra đường núi cẩm đái. Ba mặt quân đuổi theo sau lưng, mạnh hoạch đang chạy, trước mặt lại có tiếng hò reo ẩm ĩ một cánh quân đổ ra chặn lại, tướng đi đầu là Thường Sơn Triệu Tử Long. Hoại rụng rời hết vía, vội vàng trốn theo con đường nhỏ. Tử Long đánh rác một trận, quân man thua liềng xiềng, bị bắt vô kể. Mạnh hoạch chỉ còn vài mươi tên kỵ đi theo, chạy lẫn vào trong hang núi. Quân mặt sau vẫn còn đuổi theo đến một chỗ đường hẹp, ngựa không đi được, hoạch phải bỏ ngựa, trèo non, vượt núi mà trốn. Bỗng đầu ở trong hang núi lại thấy nổi trống, té ra ngụy diên lĩnh kế của khổng minh, dẫn 500 quân phục ở đó. Hoạch không địch nổi, bị ngụy diên bắt sống, quân đi theo xin hàng cả, ngụy diên giải mạnh hoạch về trại ra mắt khổng minh. Bấy giờ khổng minh đã sai giết châu mổ bò, mở tiệc yến ở trong trại, và sai quân đứng giàn thành bảy vòng các tay đao phủ cầm gươm giáo sáng lòa như tuyết lại sai bầy các đồ việt vàng tán vóc trước sau đánh đàn thổi sáo quân ngự lâm dàn bầy hai bên rất là nghiêm trình. khổng minh ngồi ngất ngưởng trên trướng quân đao phủ giải quân man vào hết bọn nọ đến bọn kia không biết bao nhiêu mà kỳ khổng minh gọi vào trong trướng sai cởi trói cho tất cả và phủ dụ rằng chúng mày toàn là những người dân lương thiện chẳng may bị mạnh hoạch ức hiếp đến nỗi rước lấy lo sợ. Ta nghĩ cha mẹ, anh em, vợ con chúng mày, đang tựa cửa ngóng trông, nếu nghe tin bại trận này, chắc là ruột gan như xé, khóc giỏ ra máu. Ta này tha chết để cha mẹ, anh em, vợ con chúng mày được yên lòng. Nói xong, sai đem rượu thịt, lương gạo chia phát rồi cho về. Quân man cảm lòng nhân đức ấy, người nào cũng khóc lóc lại tạ mà đi. Khổng minh sai võ sĩ điệu mệnh hoạch đến quỳ dưới trướng, khổng minh trách rằng tiền đế đãi ngươi cũng không bạc gì, cớ sao dám làm phản. Hoạch nói, đất trong hai xuyên đều là của người khác, chủ ngươi cậy sức đoạt lấy, tự xưng làm vua. Ta đây đời đời ở xứ này, các người vô lễ, dám đến xâm phạm cõi ta, sao lại bảo là ta làm phản. Khổng minh nói, này ta bắt được ngươi rồi, bụng ngươi đã chịu ta chưa? Đường hẻm núi cao, lỡ xa vào tay ngươi, ta đâu có chịu. Khổng Minh nói, ngươi đã chưa chịu, ta hãy tha cho về, có được không? Nếu tha cho ta về, ta chỉnh đốn lại quân mã, quyết một trận sống chết nữa, bấy giờ mà ngươi lại bắt được ta thì ta mới chịu. Khổng Minh lập tức sai cởi trói cho mạnh hoạch, cho áo sống và cho ăn uống, cấp cho con ngựa và sai người đưa ra đường tắt về trại. Đó là giặc tóm trong tay còn mở củi, người ngoài cõi sợ chừa an tâm, chưa biết đánh nhau trận nữa ra làm sao, xem hồi sau sẽ hiểu. Hồi 88, qua Lư Thủy, Phiên Vương hai lượt vào trong, biết Trá Hàng, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt, lại nói khổng minh tha xong Mạnh Hoạch, các tướng lên trướng hỏi rằng, Mạnh Hoạch là một kẻ cừ khôi ở Nam Man, nay bắt được hắn, sao thừa tướng lại tha hắn về? Khổng Minh cười nói, ta bắt hắn ví như thỏ tay vào túi lấy đồ vật đó thôi, cốt sao cho hắn phục cái bụng mình thì tự khắc yên ổn cả. Các tướng chưa chịu tin, Mạnh Hoạch về đến sông Lư Thủy, gặp quân thủ hạ của mình đang đi dò la tin tức. Quân sĩ thấy chủ tướng trở về, nửa sợ nửa mừng, hỏi rằng đại vương làm sao lại về được đến đây. Mạnh hoạch nói khoác rằng quân thuộc giam ta ở trong trại, đêm khuya, ta giết hơn 10 đứa, lẻn chạy ra ngoài. Đi đường lại gặp một tên kỵ mã, ta giết nốt cướp lấy ngựa, bởi thế được thoát. Chúng mừng rỡ lắm, rước mạnh hoạch qua sông Lư Thủy cắm trại. Tù trưởng các động chiêu tụ dần dần những quân man được tha về, được hơn 10 vạn. Bấy giờ, Đồng Trà Na, A Hội Nam cũng đều ở trong động cả. Mạnh Hoạch cho mời đến, hai người sợ hãi nhưng cũng phải dẫn quân tới, Mạnh Hoạch truyền lệnh rằng, ta đã biết mẹo của Gia Cát Lượng rồi, không nên ra đánh, hệ đánh tất mắc phải quỷ kế. Quân xuyên từ xa đến đây, nhọc nhằn vất vả, và lại hiện nay trời hè nóng nực, quân chúng ở đây thế nào được lâu ta có con sông lưu thủy này hiểm trở lắm, nên kéo hết cả thuyền bè về bờ phía nam rồi đắp một dãy thành đất, giữ gìn cẩn mật xem ra cát lượng làm gì nổi ta. Các tù trưởng tuân theo kế ấy, đem hết thuyền bè về mé nam, đắp thành đất, dựng tròi cao, trên tròi dư sẵn cung nỏ, tên đạn cực nhiều, chuẩn bị đóng lâu dài. Lương Thảo có các động cung cấp, mạnh hoạch cho là chắc chắn muôn phần, yên tâm không lo gì nữa. Đây nói khổng minh dẫn đại quân tiến đi tiền quân đã đến sông lư thủy quân tiểu mã về báo rằng trên sông lư thủy không có một chiếc thuyền bè nào mà nước thì chảy xiết lắm cách bên kia bờ sông lại có một dãy thành đất có quân man canh giữ bấy giờ trời đang tháng năm nắng nực khó chịu đất phương nam lại càng nóng lắm quân sĩ không tài gì mặc được áo giáp khổng minh thân đến tận bờ sông ngắm xe một hồi rồi về trại hội các tướng lại truyền lệnh rằng mạnh hoạch đóng đồn vững chãi mé nam sông lư thủy để chống quân ta ta chót đến đây chẳng lẽ về không các ngươi hãy dẫn quân vào các nơi cạnh núi gần rừng có nhiều cây cối mà cắm trại cho quân mã nghỉ nuôi cay đá bèn sai lã khải tìm đám cây cối mát mẻ lập bốn ngọn trại cách sông lư thủy trăm dặm cho vương bình trương ngực trương dực quan sách mỗi người giữ một trại bên ngoài dựng những liều cỏ cho ngựa ở tướng sĩ cùng nghỉ ngơi tránh nóng bức. Tưởng Uyển xem địa thế chỗ cắm trại, vào bẩm với Khổng Minh rằng: "Tôi xem các trại của Lã Khải lập ra, rất là không tốt, chính phạm vào địa thế tiên đế thua với Đông Ngô khi xưa." Phòng thử quân man đi ngầm sang sông Lư Thủy, đánh phép hỏa công thì cứu làm sao? Khổng Minh cười, nói: "Ông chớ đa nghi, ta đã có phép." Bọn Tưởng Uyển không biết ý làm sao, chợt có mã đại từ trong tục tài thuốc giải nhiệt và lương gạo đến. Khổng Minh đòi vào đại lại xong, khổng minh sai đem gạo và thuốc cấp phát cho bốn trại. Khổng minh hỏi mã đại rằng, người đem quân đến đây nhiều hay ít, mã đại nói, có ba nghìn quân mã, khổng minh nói, quân ta ở đây đánh nhau mãi, mệt nhọc lắm, muốn dùng quân của ngươi, ngươi có gắng sức không? Đại nói, cùng là quân mã của triều đình cả, thừa tướng muốn dùng thì dùng, dẫu chết tôi cũng không dám tư. Khổng Minh nói, này mạnh hoạch chặn mất sông Lư Thủy, không có lối nào sang được, ta muốn trước hết hãy triệt đường tài lương của chúng, để chúng không bị đánh mà cũng phải tan vỡ. Đại nói, làm thế nào mà chặn được? Khổng Minh nói, cách đây 150 dặm, phía hạ lưu xa khẩu cửa sông Lư Thủy, nước chảy từ từ, có thể đóng bè sang được. Người mang 3.000 quân mã, sang sông, vào thẳng động man, trước hãy chặn đường tải lương, rồi sẽ hội với đồng trà na, A hội nam, để cho họ làm nội ứng. Việc ấy phải cẩn thận, chớ để sơ suất mã đại hớn hở dẫn quân đến trước cửa sông thấy nước nông lắm phần lớn không kịp đóng bè cứ cho quân sĩ cởi trần lội ào sang lội đến nửa chừng quân sĩ đều ngã gục cả xuống sông mã đại vội vàng sai cứu lên bờ thì người nào cũng hộp máu mồm máu mũi mà chết mã đại giật mình luôn đêm chạy về kêu với khổng minh khổng minh lập tức cho gọi thổ dân ra hỏi thổ dân nói rằng hiện nay trời nắng trang trang khí độc tụ cả trên bề mặt sông mà ban ngày lại càng nhiều hơn người nào lội xuống nước hoặc uống phải tất chúng độc mà chết nếu muốn lội phải chờ lúc đêm thanh khí độc không bốc lên mà phải ăn no rồi hãy lội mới không việc gì khổng minh sai ngay thổ dân đưa đường và kén thêm năm sáu trăm tinh binh cho theo mã đại lại đến chỗ cửa bến đóng bè đợi đến nửa đêm mới sang sông quả nhiên vô sự mã đại dẫn ba nghìn quân sai thổ dân đưa đường đến thẳng chỗ ít hầu đường vận lương của quân man hai bên vách núi, giữa có một con đường đi vừa lọt một người, một ngựa. Mã đại chiếm được chỗ hiểm ấy, sai quân sĩ lập trại. Quân man không biết, vừa giải lương đến nơi, bị mã đại đổ ra chặn đánh, cướp được hơn 100 xe. Quân man chạy về báo tin với Mạnh Hoạch, bấy giờ Mạnh Hoạch chỉ cả ngày uống rượu, không nhìn ngó gì đến việc quân. Hoạch bảo với các tướng rằng ta mà đánh nhau với Gia Cát Lượng, thế nào cũng mắc phải mẹo của hắn nay ta giữ men sông lưu thủy này, thành cao hào sâu, phòng bị cho chắc, quân thục không chịu được nóng nực, tất phải rút về. Bấy giờ ta sẽ cùng với các ngươi đuổi theo mà đánh, chắc bắt được ra cát lượng. Nói đoạn ha hà, hà cười ầm lên, có một tù trưởng nói rằng, ở chỗ cửa bến, nước nông lắm, quân thục nếu sang lén được chỗ ấy, thì ta nguy mất, phải chia quân ra giữ mới được. Hoạch cười, nói, ngươi là người xứ này, làm sao lại không biết, Cả cốt muốn cho quân thuộc sang chỗ ấy, nếu sang tất chết cả ở dưới nước thôi." Tù trưởng nói, "Nếu có tổ dân bảo họ cách sang sông ban đêm thì làm thế nào?" Hoạch nói, "Người chớ đa nghi, người xứ ta ai lại xui khôn cho giặc mà sợ." Đang nói chuyện chợt có tin báo rằng, quân thuộc không biết nhiều hay ít, đã sang ngầm sông Lư Thủy lúc nào, chặn mất đường tải lương ở giáp núi của ta, trên cờ hiệu đề mấy chữ, Bình Bắc tướng quân mã đại." Hoạch cười nói, đồ trẻ con ấy có làm trò gì? Lập tức sai phó tướng mang nha trường dẫn ba nghìn quân đến chỗ núi đánh nhau với mã đại. Đại thấy quân man đến, mới giàn hai nghìn quân ra trước núi. Mang nhà trường đến nơi, xốc ngựa vào đánh mã đại, bị đại chém chết. Quân man bại trận, chạy về báo với mạnh hoạch. Hoạch gọi các tướng lại hỏi rằng có ai dám ra địch nhau với mã đại không? Đồng trà na xin đi. Hoài mừng lắm, cho dẫn ba nghìn quân đi hoạch lại sợ có người sang cửa biến lần nữa, mới sai A hội Nam dẫn 3.000 quân ra giữ chỗ ấy. Đồng Trà Na dẫn 3.000 quân đến cửa núi, Mã Đại đem quân ra địch. Quân sĩ có người biết là Đồng Trà Na liền nói với Mã Đại. Đại tế ngựa ra trước cửa trận, quát mắng rằng quân vô ơn bội nghĩa kia. Thừa tướng ta tha tính mạng cho mày, nay mày lại dám làm phản, không biết xấu hổ à. Đồng trà na thẹn đỏ mặt, không nói được câu gì, chưa đánh đã quay về. Mã đại đánh ập lại một trận, rồi đâu về đấy. Đồng trà na về ra mắt mạnh hoạch, nói tác rằng mã đại anh hùng, không sao địch nổi. Hoạch nổi giận, nói ta đã biết mày, vốn hàm ơn ra cát lượng, cho nên không đánh mà trở về. Chính mày đã bán rẻ trận này cho ra cát lượng đấy. Lập tức sai lôi ra chém, các tù trưởng súng vào kêu van, hoạch mới tha, nhưng bắt đánh một trăm trưởng, đuổi về bản trại các tù trưởng đều đến nói với đồng trà na rằng chúng ta ở man phương này chưa từng xâm phạm đến trung nguyên mà trung nguyên cũng chưa phạm đến ta nay vì bị mạnh hoạch bức bách chúng ta bất đắc dĩ phải làm phản thiết nghĩ khổng minh mẹo mực thần kỳ tào tháo tôn quyền còn phải sợ huống chi chúng ta và lại chúng ta còn chịu ơn tha chết chưa có dịp báo đền chi bằng ta liều bỏ một thân giết quách mạnh hoạch đi hàng với khổng minh để cứu trăm họ trong động này thoát cảnh lầm than. Đồng trà na nói, không biết các ngươi có một lòng thế không, trong đám tù trưởng, toàn là bọn khổng minh tha cho về cả, đều đồng thanh thưa rằng, xin đi, bởi thế đồng trà na tay cầm đại đao, dẫn hơn trăm người, vào thẳng đại trại. Bấy giờ, mạnh hoạch đang say rượu ngủ khi, dưới trướng, có hai viên tướng đứng hầu, đồng trà na trỏ đao bảo rằng, các anh cùng chịu ơn gia cát thừa tướng cả phải nghĩ chi mà báo đáp chứ. Hai tướng kia nói, tướng quân không phải ra tay, để chúng tôi bắt sống mạnh hoạch đem nộp thừa tướng. Nói rồi, nhất tề ùa vào trướng, bắt mạnh hoạch cho nghiến lại, điệu ra bờ sông, chờ thuyền qua bờ bắc, cho người vào báo với khổng minh trước. Khổng minh đã cho quân đi do thám được việc ấy mới mật truyền hiệu lệnh cho các tướng bày biện đồ khí giới chỉnh tề rồi sai người chung tù trường giải mạnh hoạch vào, còn bọn người khác cho về trại cả. Đồng trà na tới trung quân ra mắt khổng minh trước thuật hết mọi chuyện khổng minh thường rất hậu lấy lời ngọt ngào an ủi rồi cho đem các tù trưởng về khổng minh sai đao phủ dẫn mạnh hoạch vào cười bảo rằng trước ngươi đã hứa hễ bắt được ngươi lần thứ hai thì ngươi mới chịu nay ngươi nghĩ sao hoạch nói đó là tù hạ ta muốn hại lẫn nhau mới đến nông nỗi này chớ không phải là tài của ngươi sao ta có chịu khổng minh nói bây giờ ta lại tha cho ngươi về ngươi tính sao mạnh hoạch nói ta tuy là người man cũng hơi biết binh pháp nếu thừa tướng lại tha cho về động ta sẽ dẫn quân ra quyết một trận được thua nữa đến khi ấy thừa tướng lại bắt được ta sẽ xin dốc lòng cười ruột mà hàng không dám kêu ca nửa lời khổng minh nói lần sau ta mà lại bắt được ngươi nếu còn không chịu ta quyết không tha nữa đâu bèn sai tả hữu cởi trói cho mạnh hoạch rồi cho mồi ngay trong trướng uống rượu Khổng Minh nói: "Ta từ khi ra khỏi Liều Tranh đến giờ, đánh đâu cũng được, phá đâu cũng tan, màn băng các ngươi sao lại không chịu?" Mạnh Hoạch nín lặng, không nói gì. Uống rượu xong, Khổng Minh bảo Mạnh Hoạch lên ngựa, đi với mình ra xem các nơi đồn ải và chỗ chứa lương thảo khí giới. Khổng Minh trò bảo rằng: "Ngươi không chịu ta, thực là ngu lắm. Ta có tinh binh mãnh tướng, lại nhiều khí giới lương thảo thế này, sức ngươi đương sao nổi?" "Nếu ngươi hàng ngay đi," ta sẽ tâu với thiên tử cho làm vua xứ này, mà con con cháu cháu nhà ngươi, đời đời sẽ chấn thủ mãi đây, ý ngươi nghĩ sao? Hoạch thưa, dẫu ta có hàng, nhưng người trong động chưa thực bụng chịu hàng. Thừa tướng bằng tha cho về, ta xin chiêu an quân mã trong bản bộ, để làm cho đồng lòng hợp bụng, bấy giờ mới có thể quy thuận được. Khổng minh mừng rỡ, cùng với mạnh hoạch trở về trại, lại uống rượu, đến tối mới tan tiệc. Hoạch từ tả trở ra khổng minh thân tiễn đến bờ sông lư thủy cho thuyền đưa mạnh hoạch về mạnh hoạch về đến trại trước hết phục quân đao phủ ở dưới trướng sai người tâm phúc đến trại đồng trà na a hội nam nói dối rằng khổng minh sai sứ đến lừa cho hai người lại rồi đem giết đi quảng thây xuống suối đoạn sai người thân tín giữa chắc cửa ải tự mình dẫn quân ra chỗ giáp núi định đánh nhau với mã đại nhưng đến nơi không thấy bóng một người nào gọi thổ dân ra hỏi họ nói đêm qua quân thục đã chuyển vận lương thảo qua sông Lư Thủy về trại bên kia rồi. Hoại trở về động, bàn với em là mạnh yêu rằng đồn trại của khổng minh hư thực thế nào, ta biết cả rồi, em nên sang bên ấy, cứ thế này, thế này, mà làm cho anh. Mạnh yêu tuân lệnh, dẫn hơn 100 quân, khiêng vác vàng bạc, châu báu cùng các thứ ngà voi, sừng tê, qua sông Lư, định đến thẳng trại khổng minh. Vừa qua sông, bỗng nghe mé trước nổi sóng, rồi có một toán quân giàn ra đại tướng đi đầu là mã đại yêu sợ quá đại hỏi đến có việc gì rồi ngăn lại cho người vào báo với khổng minh bấy giờ khổng minh đang ngồi trong trướng bàn việc bình man với mã tốc lã khải tưởng uyển, phi vĩ chợt có người vào báo mạnh hoạch sai em là mạnh yêu lại dâng đồ vật quý khổng minh ngoảnh lại bảo với mã tốc rằng người có biết ý nó lại đây ra làm sao không tốc bẩm tôi không dám nói lộ ra xin viết vào một mảnh giấy trình thừa tướng, xem có hợp ý ngài chăng. Khổng Minh ưng lời, mã tóc viết xong dâng lên. Khổng Minh xem qua, vỗ tay cười ầm lên, nói mẹo của ta bắt mạnh hoạch đã định sẵn đâu vào đấy cả rồi. Người nói chính hợp ý ta lắm. Liền gọi Triệu Vân vào trướng, ghé tay dặn nhỏ mấy câu. Lại gọi Ngụy Diên, Vương Bình, Mã Trung, quan sách mỗi người dặn mẹo mực vài câu. Ai nấy cùng vâng lệnh đi ra. Khổng Minh mới cho đòi mạnh yêu vào chướng. Yêu lại, rồi nói rằng anh tôi cảm cái ơn của thừa tướng tha chết cho, không biết lấy gì báo được. Này gọi là có chút của quý, xin đem đến tạm làm đồ khao quân, sau này sẽ xin có lễ vật khác để tiến cống thiên tử. Khổng Minh nói, anh ngươi bây giờ ở đâu? Mạnh yêu nói, bẩm anh tôi đội ơn to của thừa tướng, hiện còn phải ra núi ngân hàng nhặt nhạnh ít nhiều quý vật, lát nữa thế nào cũng lại đây. Khổng Minh nói, người đem quân mã đến đây nhiều hay ít, yêu nói, bẩm không dám đem nhiều, chỉ có hơn 100 người đi theo, toàn là phu tải đồ cả. Khổng Minh cho gọi vào trong trướng, quả nhiên toàn là những người mắt xanh, mặt đen, tóc vàng, dâu đỏ, tay đeo vòng vàng, đầu tóc bù xù, chân không giày dép gì cả, người nào cũng to lớn lực lưỡng. Khổng Minh cho ngồi xếp hàng trên chiếu, sai các tướng khẩn khoản mời rượu, mạnh hoạch ở nhà, trực đợi tin tức. Một lát, có hai người về, hoạch gọi vào hỏi. Hai người nói, khổng minh nhận cả lễ vật rồi, lại gọi cả vào trong trướng, giết châu bò, làm tiệc thiết đãi. Đệ nhị đại vương sai chúng tôi về báo với đại vương, canh hai đêm hôm nay, trong ứng ngoài hợp, chắc xong việc. Mạnh hoạch mừng lắm, lập tức điểm ba vạn quân, chia làm ba đội, gọi các tù trưởng đến dặn rằng quân sĩ phải đem đồ phóng hỏa, đêm hôm nay đến chạy tục, đốt lửa làm hiểu ta thân đến đánh vào trung quân để bắt ra cát lương. Các tù trưởng vâng lệnh, chiều vàng vàng mặt trời, quân man lẻn qua sông Lư Thủy, mạnh hoạch dẫn các tướng tâm phúc, hơn 100 người, đến thẳng trại khổng minh. Dọc đường không thấy một người nào ngăn chờ, hoạch tế ngựa sốc thẳng vào, té ra là một trại bỏ không. Hoạch sấn vào trong trung quân thấy đèn đuốc sáng choang, mà mạnh yêu và bọn quân man đều say lửa, nằm ngổn ngang cả đấy. Nguyên là khổng minh sai mã tốc, Lã Khải trông coi tiết đãi bọn ấy, có phường trèo mua hát, ân cần mời rượu, trong rượu bỏ thuốc mê sẵn, cho nên người nào cũng mê mệt như người chết. Mạnh hoạch gọi hỏi ra làm sao, trong bọn ấy có người tỉnh, chỉ lấy tay chỉ vào mồm chứ không nói được. Hoạch biết bị mắc mưu, vội vàng cứu được một số đứng dậy toan chạy về, bỗng đầu tiếng reo nổi lên ầm ầm, lửa bốc đỏ rực, quân thục đổ lại, đi đầu là đại tướng Vương Bình. Hoạch giật mình, vội chạy sang đội tả lại thấy lửa sáng rực trời toán quân của ngụy diên ập tới hoạch quay đầu chạy về đội hữu lại gặp phải triệu vân ba mặt đánh dồn cả vào hoạch phải bỏ cả quân sĩ độc một mình trốn thoát ra được bờ sông trông ra thấy có vài mươi quân man đang bơi một chiếc thuyền nhỏ trên sông hoạch gọi vào gần bờ rồi đem cả ngựa xuống thuyền vừa bước xuống đến nơi bỗng đâu tiếng hiệu nổi lên quân trong thuyền trói nghiến ngay mạnh hoạch lại nguyên đấy là mã đại lĩnh mẹo của khổng minh, giả làm quân man, bơi thuyền ngoài sông để lừa bắt mạnh hoạch. Khổng minh chiêu an, quân man về hàng nhiều lắm, khổng minh đều lấy lời khuyên dụ không giết một ai. Một lát, mã đại giải mạnh hoạch vào, triệu vân điệu mạnh yêu đến, ngụy diên, mã trung, vương bình, quan sách dẫn các tù trưởng lại. Khổng minh trò vào mạnh hoạch, cười nói, người sai em đem lễ lại trá hàng, che mắt ta thế nào được. Phen này đã chịu chưa? Hoạch thưa, đó chỉ vì em ta tham ăn, tham uống, chúng phải thuốc độc, bởi thế lỡ việc. Nếu ta đến mà để cho em ta đi tiếp ứng bên ngoài thì chắc xong việc. Đó là trời không tựa ta, chớ không phải ta có dạy dột gì. Đành chết thì chết, chớ ta vẫn chưa chịu. Khổng Minh nói, người đã phải bắt ba lần rồi, sao vẫn chưa phục? Hoạch cúi đầu không nói gì. Khổng Minh lại cười, nói, ta lại tha cho ngươi về lần nữa thì sao? mạnh hoạch nói nếu thừa tướng tha cho anh em ta về lần này xin thu xếp thủ hạ đánh nhau một trận to nữa bấy giờ mà lại bắt được ta ta sẽ dốc lòng theo hàng khổng minh nói nếu ta bắt được lần nữa quyết không tha nữa đâu ngươi phải suy nghĩ cho chín xem lại sách thao lược dùng người thân tín nghĩ lấy mẹo hay chớ để hối hận về sau liền sai võ sĩ cởi trói tha cho mạnh hoạch mạnh yêu và bọn tù trưởng về bấy giờ quân thục đã sang qua cả sông Lưu Thủy rồi. Bọn mạnh hoạch trở về, vừa sang khỏi sông, đã thấy quân thục đóng đập cả trên bờ, tinh kỳ phấp phới. Hoạch đến trước cửa trại, mã đại ngồi ngất nghều trên địch lâu, trỏ gươm ra quát rằng, phèn này bắt được nữa, quyết không tha đâu. Hoạch về đến trại cũ thì trại đã bị Triệu Vân cướp mất từ lâu rồi. Vân ngồi dưới lá cờ đại, chống gươm bảo rằng thừa tướng sự tử tế như thế, chớ có quên ơn nhé. Hoạt giả giả luôn mấy tiếng rồi đi, vừa ra đến một chai núi ở đầu cõi, lại thấy Ngụy Diên dẫn một nghìn tinh binh đóng trên gò, kìm ngựa thét to lên rằng: Ta này vào đến tổ nhà ngươi, cướp hết các nơi hiểm trở rồi, sao còn u mê mà kháng cự mãi? Phen này tóm được ngươi lần nữa thì xả thây làm muôn mảnh, quyết không tha đông. Mạnh Hoạch ôm đầu lùi thủi, đi miết một mạch về đồng người sau có thơ khen khổng minh rằng trời hạ cầm quân tới cõi man sương mù nghi mút buổi chưa tan nghĩ ơn tam cố mong đền báo dám quản công trình mấy khổ gian khổng minh cất quân sang qua sông lư hạ trại đâu đấy khao thưởng ba quân rồi hội các tướng lại dưới trướng bảo rằng mạnh hoạch bị bắt lần thứ hai ta cho xem tình hình cả dinh trại là cốt để cho hắn cướp trại của ta ta biết hắn cũng võ vẽ binh pháp nên mới khoe khoang lương thảo khí giới để hắn thấy rõ ràng tất nhiên dùng mẹo hỏa công. Cho nên hắn mới sai em đến trá hàng, định làm nội ứng đó thôi. Ta bà phen bắt được mà không nỡ giết, đó là muôn hắn tâm phục, chớ không muốn giết cả giống loài hắn làm gì. Ta bảo rõ cho các ngươi biết, các ngươi nên hết lòng giúp nước, chớ có quản công khó nhọc. Các tướng đều bái phục, nói thừa tướng đủ cả trí, nhân, dũng, dỗ tử nha, từ phòng ngày xưa cũng không bằng. Khổng Minh nói ta đâu dám mong bằng cổ nhân cũng đều nhờ sức các ngươi, cùng nhau làm nên công nghiệp đó thôi. Các tướng nghe lời khổng minh, ai nấy cùng vui mừng, hả dạ. Đây nói mạnh hoạch bị bắt ba lần nhục nhã, căm tức trở về động ngân hàng, sai người tâm phúc mang đồ kim ngân, châu báu vào tám vùng phiên, 93 điện, cùng các bộ lạc man phương khác, mượn đủ 10 vạn quân hung tợn, dùng toàn mục và mạ tấu, kéo đến như kiến nghe mạnh hoạch điều dụng. Quân do thám về báo, khổng minh cười, nói ta cốt muốn cho quân man đến đông đủ, để chúng biết tay ta một thể. Nói đoạn, trèo lên một chiếc xe nhỏ, sai lính kéo đi xem địa thế. Ấy là, không có chúa man nhiều thế mạnh, biết đâu thừa tướng bậc cao tay, chưa biết được thua ra sao, xem hồi sau sẽ hiểu. Hồi 89, võ vương hầu bốn phen dùng mẹo, nam man vương năm lượt vào trong, lại nói khổng minh ngồi chiếc xe nhỏ, dẫn vài trăm kỵ binh đi lên phía trước xem địa thế ở đây có một con sông gọi là tây nhĩ hà nước chảy tuy không xiết mấy nỗi nhưng chẳng thấy một chiếc thuyền bè nào đi lại khổng minh sai dẫn gỗ đóng bè thả xuống sông nhưng vừa thả xuống bè đã chìm khổng minh mới hỏi lã khải khải nói tôi nghe trên thượng lưu sông này có một trái núi tre mọc như rừng có lắm cây to nên sai người dẫn xuống bắc cầu cho quân mã qua sông khổng minh lập tức sai ba vạn quân vào núi chặt vài vạn cây tre thuận dòng thả xuống, tới chỗ khúc sông nhỏ hẹp, bắc một dịp cầu rộng hơn 10 trường. Rồi điều đại quân suốt dọc bờ sông, hạ một dãy trải, lấy ngay sông làm hào, cầu làm cửa trải, đất lũy làm thành trì, cho quân sang mé bên kia sông, hạ ba cái trại to nữa để đợi quân man. Nói về mạnh hoạch dẫn vài chục vạn quân, hầm hầm kéo đi, gần đến bờ sông, hoạch đem một vạn quân đao mộc tới thẳng cửa trại khiêu chiến. Khổng Minh đầu đội khăn lượt, mình mặc áo cánh bạc, tay cầm quạt lông, ngồi trên xe bốn ngựa kéo. Các tướng xuống quanh tả hữu đi ra, khổng minh trông sang bên kia, thấy mạnh hoạch mình mặc áo giáp da tê, đầu đội mũ trỏm sơn đỏ, tay tả cầm mục, tay hữu cầm đao, cưỡi trâu đỏ, miệng đang chửi mắng làm nhàng. Quân thủ hạ múa may đao mộc, hung hăng sông sáo. Khổng minh kịp rút quân về trại, bốn mặt cửa đóng chắc chắn, không cho ra đánh. Quân man cởi trần chuồng đến thẳng cửa trại chửi mắng, các tướng giận lắm, vào bẩm với khổng minh, xin ra quyết một trận tử chiến. Khổng minh không nghe, các tướng cố nằn nỉ mãi, khổng minh bảo rằng quân dự không tuân vương hóa, chuyến này lại đây, thế đang hung tợn, chưa nên đánh vội, hãy dự vững vài ba hôm, thế hung tợn giảm đi, ta khắc có mẹo phá được. Vài hôm sau, khổng minh trèo lên gò cao xem nhìn thấy quân man đã ra dáng trễ nải mới hội các tướng lại hỏi rằng, các người có dám ra đánh không? Các tướng hớn hở xin đi. Khổng Minh trước hết gọi Triệu Vân, Ngụy Diên vào trướng, ghé tai giận dò mẹo mực. Hai người lĩnh kế đi trước, lại gọi đến Vương Bình, Mã Trung lĩnh kế ra đi. Rồi gọi Mã Đại dặn rằng, sau khi quân ta lui rồi, trong trại phải đốt đèn lửa cho nhiều. Mạnh hoạch biết tin, tất đem quân đuổi theo, người nên lẻn ra mặt sau mà chặn đường. Trương Dực nhận kế lui ra, Khổng Minh sai quan sách hộ xe, rút hết quân mã, nhưng trong trại đèn đuốc vẫn đốt sáng choang. Quân màn thấy vậy không dám xông xáo, sáng hôm sau, Mạnh Hoạch dẫn quân đến, thấy ba trại không có quân mã gì cả, bỏ lại hơn 100 xe lương thực khí giới. Mạnh yêu nói, ra cát lượng bỏ trại mà chạy, hoặc là có mẹo gì chăng? Mạnh Hoạch nói, ra cát lượng bỏ cả xe lương mà chạy thế này, chắc trong nước có việc gì khẩn cấp phi ngô sâm, tất ngụy cướp, cho nên phải đốt đèn đó để làm nghi binh mà đi cho thoát đây. Ta phải đuổi gấp, không nên để lỡ mất cơ hội. Bởi thế, mạnh hoạch cầm quân đi trước, đến sát bờ sông Tây Nhĩ Hà, trông sang bên kia thấy tinh kỳ vẫn chỉnh tề như trước, đỏ ối một góc trời. Quân màn không dám tiến sang nữa. Hoạch bảo yêu rằng đây hẳn là ra cát lượng sợ quân ta đuổi theo, cho nên còn tạm đóng quân lại đây, chỉ vài ngày nữa tất phải rút hết bèn đóng quân ở bờ sông sai vào núi chặt tre đóng bè sửa soạn sang sông rồi bắt những tên can đảm rời đến ở trước trại nhưng quân man không biết quân thục đã vào tận tổ mình từ lâu rồi bữa ấy gió nổi to bốn phía lửa cháy nghi ngút trống khua inh ỏi quân thục kéo đến quân man xô đầy lẫn nhau mạnh hoạch vội vàng dẫn họ hàng đánh mở đường trở về trại cũ bỗng đâu một toán quân ở trong sông ra đó là triệu vân Hoạch vội vàng lèn chạy vào phía khe núi, lại gặp một toán quân đánh ra, đó là Mã Đại. Hoạch chỉ còn vài mươi tên quân đi theo, chạy chúi vào trong hang núi. Hoạch trông ra ba mặt tây, nam, bắc, chỗ nào cũng bụi bay lửa cháy, vì thế không dám tiến nữa, phải quay chạy về phía đông. Hoạch vừa qua khỏi cửa núi, trông ra mé rừng trước mặt, thấy vài mươi người đang đẩy một cỗ xe, Khổng Minh ngồi chễm chệ ở trên, cười khanh khách, mà rằng: "Màn Vương mạnh hoạch trời làm thua đến thế này, ta đợi ở đây đã lâu rồi. Hoạch nổi giận, ngoảnh lại bảo tả hiểu rằng ta mắc phải quỷ kế người này, chịu nhục đã ba phen rồi, nay lại gặp nhau ở đây, chúng mày phải cố sức sấn vào, băm nhỏ xe lẫn người như cám cho ta. Quân man tràn sang, mạnh hoạch hò hét đi đầu, khi gần đến nơi, bỗng nhiên đánh ầm một tiếng, quân man lăn nhào cả xuống hố. Ngụy Diên dẫn vài trăm quân ra, trói giáo lại không chừa một người nào. Khổng Minh về chạy trước, chiêu an quân man và tù trưởng các động, cho ăn cơm uống rượu, đem lời ngọt ngào dỗ dành, tha cho đâu về đấy. Ai ném đều cảm tạ bụng Khổng Minh, một lát trương rực giải mạnh yêu vào, Khổng Minh trách rằng anh ngươi ngu dại, ngươi nên cản ngăn mới phải, nay bị ta bắt bốn phen rồi, còn mặt mũi nào trông thấy người ta nữa không? Mạnh yêu hổ thẹn quá, lại phục xuống đất xin tha tội. Khổng Minh nói ta chưa giết vội, hãy tha cái mạng ngươi để về mà anh em khuyên bảo nhau. Rồi sai cởi trói thả mạnh yêu về, yêu khóc lại ra đi, một lát, ngụy Diên giải mạnh hoạch đến. Khổng Minh hầm hầm quát rằng lần này lại bị ta bắt, ngươi còn nói gì nữa? Hoạch nói ta lỡ mắc phải mẹo lừa, dẫu chết cũng không nhắm được mắt. Khổng Minh quát võ sĩ lôi ra chém, hoạch không chút sợ hãi, ngoảnh lại bảo Khổng Minh rằng nếu lại tha cho ta về, ta phải quyết trả thù được bốn phen phải bắt này. Khổng Minh cười rộ, sai cởi trói cho hoạch cho uống rượu tử tế rồi để nghỉ ngơi trong chướng. khổng minh hỏi rằng ta bốn lần đãi ngươi tử tế cớ sao ngươi vẫn không chịu phục hoạch nói ta tuy là người dợ mỏi nhưng không chuyên dùng quỷ kế như thừa tướng cho nên ta chưa phục khổng minh nói ta lại tha cho ngươi về còn dám đánh nhau nữa thôi hoạch nói chuyến này thừa tướng cho ta về nếu lại bắt được ta nữa ta xin dốc lòng hàng phục dâng hết cả cuộc cải trong động thể không dám làm phản nữa khổng minh liền cười tha cho hoạch vui vẻ lại tả về tụ tập được vài ngàn quân các động kéo xuống phía nam đang đi bỗng gặp một toán quân mã kéo đến té ra mạnh yêu yêu định thu nhặt tàn quân đến đánh báo thù cho anh hai anh em ôm lấy nhau mà khóc kể lể việc trước yêu nói quân ta thua luôn quân thục được mãi thế này khó lòng chống lại được ta chỉ nên ẩn lánh vào nơi động sâu không ra nữa Quân thục không chịu được nóng nực, tất nhiên phải rút về. Hoạch nói, có chỗ nào ẩn lánh được không? Yêu nói, từ đây đi về mé Tây Nam, có một động gọi là động Thiếu Long. Chúa động tên là Đóa Tư Đại Vương, chơi thân với anh lắm, nên sang đấy mà ẩn. Hoạch sai mạnh yêu đến nói chuyện trước với Đóa Tư Đại Vương. Đóa Tư gội dẫn quân ra đón mạnh Hoạch vào động, chào hỏi nhau xong. Hoạch thuật lại chuyện trước, Đóa Tư nói, Đại Vương quan tâm chớ ngại nếu quân xuyên đến đây, một mống cũng không sống được mà về đến làng, ngay cả gia cát lượng cũng sẽ phải chết ở xứ này mà thôi. Huệ mừng lắm, hỏi đoá tư xem có mẹo gì hay thế. Đoá tư nói, ở động này chỉ có hai con đường vào được, một con về mé đông bắc, tức là con đường đại vương đi đến đây. Đường ấy địa thế phẳng phiêu, đất lành nước ngọt, người ngựa đi lại dễ dàng. Nếu lấy đa gỗ chặn lấp cửa động, thì dẫu có trăm vạn quân, cũng không sao vào lọt. Còn một con đường ở mé tây bắc, núi non hiểm ác, đường xá hẹp hòi, lại lắm rắn dữ, rét độc, mỗi ngày về buổi chiều, trường khí bốc lên, đến mãi trưa hôm sau mới tan, chỉ trong giờ thân, giờ dậu mới có thể đi lại được. Nước không uống được, ngựa người khó đi lắm, lại có bốn ngọn suối độc, một là A Toàn, nước tuy ngọt, nhưng uống phải thì không nói được, chỉ 10 ngày là chết. Hai là Diệt Toàn, nước nóng như đun sôi, nhớ ai động phải thì ra thịt ruộng ra, thâu đến xương mà chết. Ba là hoắc toàn, nước hơi trong, ai rúng phải thì chân tay đen cả ra mà chết. Ở xứ này đến con chim, con sâu cũng không có. Trước kia chỉ có quan phục ba tướng quân nhà Hán đến đây một lần, từ đấy, không ai dám qua nữa. Này chặn lấp đường Đông Bắc, đại vương cứ ở yên trong động tôi. Quân thục thấy vậy, tất phải đi theo con đường mé Tây. Qua đó, uống phải nước suối thì dẫu trăm vạn quân cũng không sao về được. Can gì phải đánh chắc cho mệt, mạnh hoạch mừng lắm, giơ tay lên chán, nói, nay mới có chỗ ở yên đây, lại trỏ sang mặt bắc, nói, tha hồ cho ra cát lượng mưu thần mẹo thánh cũng chẳng làm cho gì. Chỉ bốn ngọn suối này cũng đủ báo thù được bốn phen ta thua trước. Từ đó, mạnh hoạch, mạnh yêu cả ngày chỉ cùng với đóa tư uống rượu ăn yến. Lại nói khổng minh mấy hôm không thấy mạnh hoạch tiến ra, liền truyền lệnh cho quân rời Tây Nhĩ Hà, kéo xuống phía nam. Bấy giờ, đang tháng 6, trời nắng trang trang, nóng hơn lửa đốt. Người đời sau vịnh cây nóng phương nam như sau, núi đầm đều khô cháy, lửa nóng tựa vầng dương, biết đâu ngoài trời đất nóng bức thực khôn lường, khổng minh dẫn quân đang đi. Chợt có tiểu mã về báo rằng, mạnh hoạch ẩn trong động thửu long, chặn lấp mất cửa động, cho quân canh giữ, chôn ấy núi non hiểm hóc, không thể tiến lên được khổng minh đòi la khải đến hỏi khải nói tôi từng nghe động này có một con đường nhưng không rõ thế nào tưởng uyển nói mạnh hoạch bốn lần bị bắt đã sợ mất vía còn dám ra gì nữa huống lúc này tiết trời nóng nực quân đã mệt mỏi đánh cũng vô ích thả đem quân về còn hơn khổng minh nói về thì chúng phải kế của mạnh hoạch rồi quân ta rút lui hắn tất thừa thế đuổi theo đã đến đất này lẽ đâu ta chịu về không Bèn Sai Vương Bình mang vài trăm quân làm tiền bộ, bắt quân man dẫn lối, tìm con đường nhỏ mé Tây Bắc đi vào. Quân mã đến một ngọn suối, đang khát tranh nhau xuống múc nước uống. Vương Bình tìm được đường rồi, định về báo với Khổng Minh. Nhưng về đến trại thì thấy quân sĩ không ai nói được, chỉ lấy tay chỏ vào mồm ra hiệu. Khổng Minh giật mình, biết là trúng độc, mới cưỡi chiếc xe nhỏ, dẫn vài mươi tên quân đến xem, thấy một vũng nước trong suốt đến tận đáy trong mà dùng mình không ai dám lội xuống. Khổng Minh xuống xe lên cao đứng ngắm thấy bốn phía núi cao chót vót, lặng mắt như tờ, không có tiếng chim chóc gì cả. Khổng Minh trong bụng lấy làm nghi lắm. chợt thấy trên đỉnh núi có một tòa cổ miếu, Khổng Minh liền vịn cành níu dây, mon men trèo lên tận đỉnh, thấy một pho tượng tướng quân ngồi uy nghi ở giữa, cạnh miếu có một tấm bia đá, xem ra là miếu quan phục ba tướng quân mã viện khi xưa đánh man qua đây, người bản xứ lập miếu thờ, khổng minh bèn vào lại và khấn rằng tôi là lượng, vâng lời tiên đế ủy thác con tôi, này phụng thánh chỉ đến đây bình man. Tôi muốn dẹp xong man phương, quay về đánh ngụy, diệt ngô, đem lại giang sơn nhà Hán. Quân sĩ không tường địa lý, lỡ uống phải nước độc, nói không ra tiếng. Xin tôn thần nghĩ đến ân nghĩa bản triều thông linh hiển thánh cứu cho ba quân. Khấn xong, ra ngoài cửa miếu xem có người nào qua lại thì hỏi bỗng thấy một ông cụ già từ trái núi bên kia đang chống gậy đi lên, hình dung kỳ lạ. Khổng Minh mời cụ già ấy vào miếu, chào hỏi xong, ngồi chơi trên tảng đá. Khổng Minh hỏi tên tuổi, cụ già nói, lão phu này nghe danh thừa tướng, may được bái kiến ở đây. Người man phương này, được đội ơn thừa tướng tha tội cho cũng nhiều, đều có bụng cảm ơn lắm. Khổng Minh hỏi đến suối độc, cụ già nói, quân của thừa tướng uống phải suối câm chỉ vài ngày là chết ngoài suối ấy ra lại có ba ngọn suối nữa gọi là diệt toàn nhu toàn hắc toàn bốn suối ấy toàn là khí độc tụ lại không thuốc gì chữa được hơn nữa trương khí bốc lên chỉ trong vài giờ mùi giờ thân giờ dậu là qua lại được còn đi vào giờ khác đều nhiễm phải trương khí mà chết liền khổng minh nói nếu thế phương man không thể bình được phương man không bình xong đánh sao được ngô ngụy nữa mà đem lại giang sơn cho nhà Hán, há chẳng phải mất việc phó thác của tiên đế du. Ta sống nữa cũng vô ích, sao bằng chết đi cho rành. Cụ già nói, thừa tướng đừng lo, lão phu xin chỉ dẫn một chỗ có thể cứu vãn được. Khổng Minh nói, lão trưởng có cao kiến gì, xin chỉ bảo ngay cho. Cụ già nói, tự đây đi thẳng mé tây vài dặm, có một hang núi, vào trong hang đi hai trăm dặm nữa, đến một cái khe, gọi là khe vạn an. Ở đó có một cao sĩ gọi là vạn an ẩn giả đã vài mươi năm nay người ấy không rời khỏi khe sau nhà ông có một cái suối gọi là suối ba lạc ai chúng phải độc uống nước suối ấy khỏi liền hoặc người nào sinh ghẻ nhiễm phải trương khí tắm nước suối ấy tự nhiên không việc gì trước nhà có một thứ cỏ gọi là giới diệp vân hương ngậm lá cỏ ấy trong mồm thì trương khí không nhiễm vào được thừa tướng nên đến đấy mà cầu cho mong Khổng Minh lại tả, nói, may nhờ trường giả rủ lòng cứu mệnh, ghi nhớ không bao giờ dám quên. Xin trường giả cho tôi được biết tên tuổi, cụ già nói, ta là thần núi ở xứ này, phụng mệnh quan phục ba tướng quân, lại chỉ bảo giúp ngài. Nói đoạn, quát một tiếng, cửa đá trong miếu tự nhiên mở ra, ông cụ bước vào rồi biến mất. Khổng Minh lấy làm lạ, vào miếu lại tả, rồi tìm đường cũ lên xe về trại. Hôm sau, Khổng Minh đem hương hoa lễ vật dẫn Vương Bình và bọn quân câm, theo lời thần chỉ, lần mò kéo đi, vào một hang núi, đi hai mươi dặm nữa, thấy thông to, bách cổ, trúc lạ, hoa thơm, rườm rà xung quanh một khu nhà. Sau bức rào, có mấy gian nhà tranh, mùi hoa ngào ngạt. Khổng Minh mừng lắm, bước tới gõ cửa, một tiểu đồng đi ra, Khổng Minh toan hỏi, thì lại thấy một người đội nón nan, đeo dép cỏ, áo bảo trắng, dây lưng thâm mắt biếc tóc vàng, hớn hở bước tới, hỏi ngay rằng có phải hán thừa tướng đến đó không? Khổng Minh nói, cao sĩ sao lại biết tôi thế? Ẩn giả nói, lâu nay nghe thừa tướng sang Nam Trinh, sao lại không biết? Bèn mời Khổng Minh vào nhà chơi. Khổng Minh nói, tôi chịu lời ủy thác của chiêu liệt hoàng đế, nay lại phụng trì tự vương, dẫn quân đến đây, dẹp yên cõi dở, cho theo về vương hóa. Không ngờ, mạnh hoạch ẩn lấp trong động này, quân sĩ lỡ uống phải suối câm. Đêm qua, nhờ có phục ba tướng quân hiền thánh, bảo rằng cao sĩ có suối thuốc chữa được. Vậy xin cao sĩ rộng lượng cho ít nước thần, để cứu vớt cây sống thừa của ba quân. Ẩn giả nói, Lão Phu là người quê kịch ở chốn núi rừng, thừa tướng lọ phải uổng công đến đây. Suối này ở ngay sau nhà, xin cứ việc ra mà uống. Ẩn giả mới sai tiểu đồng đưa Vương Bình và quân lính ra suối lấy nước. Uống xong, quân lính đều liền thổ ra giải độc, rồi nói được ngay tiểu đồng lại đưa cả bọn đến khe vạn an tắm táp. Ẩn giả ở trong nhà pha chè hạt bách, thiết đãi khổng minh, và nói, ở xứ này lắm rông rắn dữ, rết độc, hoa liễu bay vào trong khe, nước không sao uống được phải đào giếng mới xong. Khổng minh xin hỏi tên họ, Ẩn giả cười, nói, chẳng giấu gì thừa tướng, tôi là mạnh tiết anh ruột mạnh hoạch đây. Khổng minh ngạc nhiên, Ẩn giả nói, thừa tướng chưa nghi, tôi xin nói rõ, cha mẹ tôi sinh được ba người con, Tôi là trường, thứ hai là mạnh hoạch, thứ ba là mạnh yêu. Cha mẹ chúng tôi mất sớm, hai em tôi cứng đầu, cứng cổ, không tuân vương hóa. Tôi can bảo chúng nó không nghe, nên phải đổi tên, ẩn giật ở đây. Này em tôi làm phản, để thừa tướng phải khó nhọc, đến xứ bất mau này. Tội tôi thật đáng muốn chết, bởi thế, xin thú tội với thừa tướng trước. Khổng minh than rằng, thế mới biết việc đạo trích với Liễu Hạ Huệ thời nay cũng có bèn bảo mạnh tiết rằng tôi xin tâu với thiên tử cử ông lên làm vua xứ này có được không tiết nói tôi vì ghét công danh nên trốn ra đây còn bụng nào tham phú quý nữa khổng minh bèn lấy vàng lụa ra tạ mạnh tiết cố từ chối không chịu lấy khổng minh cảm phục từ biệt ra về có thơ khen rằng thảnh thơi cho một túp lều tranh suối mát hoa thơm cảnh cũng thanh cổ thụ um tùm người vắng ngắt hãy còn khói biếc khóa non xanh khổng minh về đến trại Sai quân đào giếng lấy nước, đào sâu hơn hai mươi trường, không thấy một giọt nước nào, mười chỗ đào đều thế cả, quân sĩ nhau cả lên. Nửa đêm hôm ấy khổng minh đốt hương, kêu khấn trời rằng lượng bất tài, ngẩng đầu mang ơn phúc nhà đại Hán, phụng mã khao khát cả. Trời vĩ bằng chưa tuyệt nhà Hán, xin cho ngay suối ngọt chảy ra, nếu khi số nhà Hán đã hết, lượng cũng xin chết tại xứ này. Khổng minh khấn xong, đến sáng ra giếng nào cũng đầy ẩm áp nước ngọt có thơ rằng, vì nước đem binh tới cõi man, rời hè, đất sỏi, giếng khô khan, lòng thành Âu có thần minh chứng, khấn khứa vừa xong nước chảy gian, quân sĩ được suối ngọt, ăn uống thỏa thuê, mới theo đường tắt đến thẳng trước động thiếu long hạ trại Quân man dò thấy, về báo với mạnh hoạch rằng, quân thục không nhiễm phải trương khí, mà cũng chẳng thấy khô khát gì cả, các suối độc là thế mà không nhiễm. Đóa từ đại vương không tin, cùng mạnh hoạch trèo lên núi đứng xem thấy quân thục quả nhiên yên ổn như thường, kẻ gánh thùng to, người sách thùng nhỏ, tranh nhau lấy nước về thổi cơm và cho ngựa uống. Đóa tư dợ tóc gáy, ngoảnh lại bảo mạnh hoạch rằng đây chắc là thần binh, hoạch nói, hai anh em tôi, xin liều đánh nhau với quân thục một trận, dù chết ngay cũng đánh, chớ đâu ngồi bó tay chịu trói. Đóa tư đại vương nói, nếu quân đại vương thua, thì vợ con tôi cũng nguy cả. Vậy phải giết trâu, mổ bò, khao thưởng quân động để chúng cố sức lăn xả vào trại thục mà đánh may ra mới thắng được bèn mở đại tiệc khao quân lúc quân man sắp khởi hành sự có tin báo chúa động ngân giã là dương phong ở mé tây sau động này dẫn ba vạn quân lại giúp mạnh hoạch mừng rỡ nói quân láng giềng giúp ta phen này chắc đánh được quân thục bèn cùng đoá từ đại vương ra đón tiếp dương phong vào phong nói tôi có ba vạn tinh binh đều mặc thiết giáp giỏi nghề trèo non vượt suối có thể địch được quân thục trăm vạn. Tôi lại có năm con tinh thông võ nghệ, xin đem lại giúp đại vương. Nói rồi, gọi năm con ra lại, người nào cũng mình beo dáng hổ, tướng giữ sức mạnh. Mạnh hoạch mừng lắm, mở tiệc khoản đãi cha con Dương Phong. Rượu nửa chừng, Phong nói trong quân không có gì làm vui, tôi đã đem theo bọn gái man, múa đao che mộc cực giỏi, xin cho ra giúp vui một chút. Hoạch mừng rỡ, ưng lời, một lát vài ba chục cô gái man, người nào cũng xõa tóc, đi chân không, từ ngoài trường múa minh đi vào. Bọn man vỗ tay ca hát, hòa theo nhịp múa, Dương Phong lại sai hai con dâng chén chúc mừng mạnh hoạch, mạnh yêu. Hai người đỡ chén toàn uống, Phong bèn quát to một tiếng, hai con bắt ngay mạnh hoạch, mạnh yêu chói nghiến lại. Đóa tư tuân chảy, bị Dương Phong bắt nốt, bọn gái man đứng giản ở ngoài trướng, không ai dám đến gần khỏi bảo dương phong, thỏ chết, cao thương, vật còn biết sót đồng loại huống chi ta với ngươi đều là chúa các động, xưa nay không thù hằn gì nhau, tại sao ngươi trực hại ta làm vậy? Phong nói, anh em con cháu ta, đều đội ơn gia cát thừa tướng tha tội, không biết lấy gì báo đền. Này ngươi làm phản, nên ta bắt đem nộp cho thừa tướng đây. Quần màn các động, tan chạy đâu về đấy cả. Dương Phong giải mạnh hoạch, mạnh yêu, đoá tư đến trại khổng minh khổng minh đòi vào phong lại ở dưới trướng thưa rằng con cháu chúng tôi đều được đội ơn đức thừa tướng cho nên bắt bọn mạnh hoạch lại nộp khổng minh trọng thường cho dương phong rồi sai điệu mạnh hoạch vào khổng minh cười nói phen này ngươi đã chịu chưa hoạch nói ta bị bắt là không phải do tài của ngươi vì người trong động ta hại lẫn nhau mới đến nỗi này muốn giết thì giết chớ ta vẫn chưa chịu khổng minh nói ngươi lừa ta vào nơi không có nước lại đem bốn suối độc hại quân ta. Thế mà quân ta không việc gì, chẳng phải là lòng trời ư. Sao người u mê làm vậy? Hoại lại nói, tổ ta ở núi Ngân Hàng, ở đó có ba con sông hiểm trở, hai từng ải vững bền. Nếu người đến tận đấy mà bắt được ta, thì chẳng những là ta phải phục, mà đến đời con đời cháu ta cũng dốc lòng phụng thờ nữa. Khổng Minh nói, ta tha cho ngươi lần này, về thu nhặt quân mã, quyết sống chết một trận nữa với ta nếu ta tóm được mà ngươi còn không chịu ta sẽ giết cả chín họ nhà ngươi đi đó liền quát tả hữu cởi trói cho mạnh hoạch hoạch lại từ ra về khổng minh lại sai cởi trói cho mạnh yêu đoá tư và cho uống rượu hoàn hồn hai người sợ run cầm cập không dám ngẩng mặt lên nhìn khổng minh cho ngựa và sai người đưa về đó là cõi hiếm sông pha nào việc dễ mẹo kỳ bày đặt cũng khôn thay chưa biết mạnh hoạch được thua thế nào xem hồi sau phân giải hồi 90, đuổi thú mạnh, sáu chuyên phá quân man, đốt giáp mây, bảy lần bắt mạnh hoạch, lại nói, khổng minh tha xong bọn mạnh hoạch, phong quan tước cho cha con Dương Phong, và trọng thưởng cho quân sĩ các đồng. Dương Phong lại tả trở ra, bọn mạnh hoạch ngày đêm đi miết về động ngân hàng, ngoài động ấy có ba con sông, là sông Lư, sông Cam Nam, sông Tây Thành, hợp làm một, gọi là Tam Giang. Mé Bắc động 200 dặm, địa thế phẳng phiêu, nhiều sản vật mé tây động 200 dặm, có giếng muối, mé tây nam 200 dặm, đến thẳng sông Lư, sông Cam. Mé chính nam 300 dặm, là động Lương Đô, trong động có núi diễu quanh, trên núi có mỏ bạc, cho nên gọi là ngân hàng. Trong núi ngân hàng có nhiều cung điện, lâu đài, chính là chỗ xảo huyệt vua man. Có một miếu thờ tổ gọi là gia quỷ, bốn mùa giết trâu, mổ ngựa cúng tế, gọi là bốc quỷ mỗi năm có lệ bắt người nước thục hoặc người làng khác giết thịt tế thần. Người có bệnh không dùng thuốc thang, chỉ mời đồng cốt cầu cúng, gọi là thuốc quỳ. Ở đó không có hình pháp gì, hễ ai phạm tội là chém. Có con gái lớn, cho ra tắm ngoài suối, rồi trai gái tùy ý kén chọn lấy nhau. Cha mẹ mặc lòng không cấm, gọi là học nghề. Mỗi năm hai vụ, nước nuôi điều hòa thì rồng thóc lúa. Năm mất mùa, giết thịt rắn nấu canh và ăn thịt voi trừ bữa. Trong từng thung, nhà nào trần thế hơn cả gọi là chúa động, hạng thứ nhì gọi là tù trường. Mỗi tháng, ngày mồng một và ngày rằm, có họp chợ trong thành Tam Giang, mua bán đổi chác gì cứ đến cả đấy. Mạnh hoạch ở trong động ấy, tụ tập hơn một nghìn tông đảng và bảo rằng ta nhiều lần bị nhục với quân thục, thể báo thù kỳ được mới nghe. Các người có mẹo giỏi nào không? Em vợ Mạnh Hoạch hiện đang làm trưởng bộ bát phiên, gọi là chúa động đái lai bước ra thưa rằng, tôi xin cử một người đủ phá được ra cát lượng, hoạch vội hỏi người nào, đái lai động chúa thưa rằng, từ đây ra mé Tây Nam, có chúa động bát nạp là mục lộc đại vương, cao tay phù phép, thường hay cưỡi voi, biết phép hô gió gọi mưa, hổ, báo, sói, lợn lòi, rắn dữ, rết độc thường đi theo, thủ hạ lại có ba vạn thần binh, rất là khỏe mạnh. Đại vương nên viết thư và kiếm đồ lễ vật tôi xin thân đến cầu người ấy, nếu được thì lo gì quân thục nữa. Mạnh hoạch mừng rỡ, sai đái lai động chú mang thư đi. Một lát, sai đoá tư đại vương giữ thành Tam Giang, để phòng thủ mé trước mặt. Lai nói, khổng minh dẫn quân đến thẳng Tam Giang, thành này ba mặt giáp sông, chỉ có một đường bộ đi vào. Liền sai ngụy diên, triệu vân dẫn một toán quân đi mặt bộ đánh vào. Khi quân thục đến gần, cung nỏ trên mặt thành bắn xuống như mưa. Nguyên là người dợ thạo nghề bắn cung nỏ, mỗi cái nỏ bắn ra 10 phát tên một lúc. Trên đầu tên lại tầm thuốc độc, ai chúng phải tên, da thịt nát ruỗng ra, thấu đến ngũ tạng rồi chết. Triệu Vân, Ngụy Diên đánh không đổ, trở về ra mắt Khổng Minh, thuật chuyện tên thuốc độc. Khổng Minh ngồi trên chiếc xe nhỏ, đến gần dưới thành xem hư thực ra sao, rồi trở về sai lui quân vài dặm hạ chạy. Quân màn thấy quân thục đi xa rồi, cười ầm cả lên, ai nấy mừng mừng rỡ rỡ tưởng là quân thục nhát sợ phải lui. Bởi thế đêm hôm ngủ yên, tuần phòng trễ nải, khổng minh từ khi rút quân về, đóng cửa trại không ra luôn năm ngày, tịnh không hiệu lệnh gì cả. Một hôm, về buổi chiều, hơi phe phầy gió, khổng minh truyền lệnh rằng mỗi tên quân phải chữ sẵn một cái vạt áo, hẹn đến canh một kiểm điểm, ai không có, lập tức chém đầu. Các tướng không hiểu ý thế nào, quân sĩ cứ phải tuân lệnh dự sẵn. Đến canh một, lại truyền lệnh rằng mỗi tên quân phải bọc một cái vạt áo đất, hễ sai không có thì chém. Quân sĩ cũng chẳng hiểu thế nào, cứ bảo sao làm vậy. Khổng Minh lại truyền lệnh quân sĩ mang bọc đất, đến cả dưới thành Tam Giang vứt xuống, ai đến trước sẽ có thương. Quân sĩ được lệnh, mang bọc đất tranh nhau chạy đến dưới thành. Khổng Minh sai đắp đất làm bậc, trèo lên thành, và truyền ai trèo lên trước thì được công đồng. Bởi thế, hơn 10 vạn quân thục và hơn một vạn quân hàng đổ đất xuống chân thành, chỉ một lúc đất cao tầy núi, ngang với mặt thành. Trong quân nổi một tiếng ám hiệu, quân sĩ kéo ùa vào cả thành. Quân man vội vàng bắn nỏ ra thì nhiều người đã bị trói cả rồi, những tên khác thấy thế nguy, bỏ thành ù té chạy hết. Đóa từ đại vương chết trong đám loạn quân, tướng thục đốc quân chia đường đuổi đánh, khổng minh hạ được thành tam giang, bao nhiêu đồ vàng bạc, châu báu bắt được đều đem thưởng cho ba quân. Quân man thua trận, trốn về ra mắt mạnh hoạch, kể lại chuyện đoá tư đại vương từ trận, và mất thành tam giang. Hoạch cuống quýt cả lên, bỗng ở sau bình phong, một người bước ra, cười ha hả mà rằng, đã là đàn ông sao không có mưu mẹo, tôi tuy là một người đàn bà cũng xin ra đánh giúp chàng phen này. Hoạch trông lại, té ra vợ mình là Trúc Dông Phu Nhân. Phu Nhân vốn người Nam Man, con cháu họ Trúc Dông khi xưa, có tài tung đao, phóng đâu tin đấy mạnh hoạch đứng dậy cảm tạ. Phu nhân hớn hở lên ngựa, dẫn hơn trăm viên mãnh tướng trong tông đảng và năm vạn quân động, ra khỏi ngân hàng, địch nhau với quân thục. Vừa qua cửa động, gặp ngay một toán quân thục kéo đến, tướng đi đầu là trương ngực. Quân thấy vậy, dàn ra hai bên, chúc dòng phu nhân gài năm mũi dao nhọn ở sau lưng, tay cầm dao dài, cưỡi ngựa lông quân sắc đỏ. Trương ngực thấy tấm tắc khen lạ kỳ, hai bên tế ngựa vào giao phong được vài hiệp phu nhân quay ngựa chạy. Trương ngực sấn sổ đuổi theo, bỗng một nắm dao ở trên không rơi xuống, ngực vội vàng giơ tay lên đỡ, bị một lưỡi dao đâm vào cánh tay trái, ngã nhào xuống ngựa. quân man reo ầm, xô vào bắt trương ngực trói nghiến lại. Mã Trung thấy thế, vội xông ra cứu, quân man lại xô cả vào vây bọc Mã Trung. Trung hăm hở xốc tới đánh trúc rong phu nhân, quân man quăng dây ra giật chân ngựa, Trung ngã, lại bị bắt nốt. Chúc dòng dài cả hai tướng về động ra mất chồng hoẹ mừng rỡ Mở tiệc ăn mừng Phu nhân quát đao phủ lôi chương ngực Mã trung ra chém Hoẹn ngăn lại mà rằng Gia Cát Lượng tha cho ta những năm lần Nếu ta giết ngay tướng của hắn Thì chẳng hóa ra bất nghĩa lắm du Hãy đem giam lại Đợi khi bắt được Gia Cát Lượng sẽ giết luôn một thể Cũng chưa muộn gì Phu nhân nghe lời Uống rượu, cười nói hả hê lắm Quân thục thua trận về ra mắt khổng minh và thuật truyền lại khổng minh lập tức gọi mã đại triệu vân ngụy diên dặn dò mẹo mực rồi cho người nào người nấy dẫn quân đi hôm sau quân man báo tin vào động là có tướng thục triệu vân đến thách đánh phu nhân lên ngựa ra địch hai bên đánh nhau chưa được vài hiệp vân quay ngựa chạy phu nhân sợ có quân phục quất ngựa trở về ngụy diên lại tiếp quân ra thách đánh phu nhân tế ngựa xốc vào đánh đang hăng ngụy diên bỏ chạy phu nhân cũng không đuổi theo hôm sau triệu vân lại dẫn quân đến phu nhân cũng mang quân địch hai bên vừa mới giao phong vân đã giả đò thua chạy phu nhân cầm vững ngọn côn toan thu quân về ngụy diên lại dẫn quân ra chửi mắng rầm rĩ cả lên phu nhân vội quay lại đánh thì diên đã chạy liền phu nhân tức giận đuổi theo diên rẽ vào đường nhỏ sườn núi bỗng thấy huỵch một tiếng cực to diên ngoảnh lại xem đã thấy phu nhân ngã lăn trên mặt đất nguyên là mã đại phục sẵn ở đó chờ ngựa phu nhân đến liền quăng dây ra giật ngã cả người lẫn ngựa rồi trói nghiến cả lại giải về trại các tướng man xuống lại cứu đều bị triệu vân đánh cho một trận tơi bời khổng minh đang ngồi trong trướng thì mã đại giải trúc dong phu nhân vào khổng minh vội sai võ sĩ cởi trói mời ở riêng một trướng khác cho uống rượu áp kinh rồi sai người sang chạy mạnh hoạch xin đem phu nhân đánh đổi hai tướng trương ngực, mã trung. Hoạch lập tức tha cho hai tướng về, khổng minh cũng sai người đưa phu nhân về động. Mạnh hoạch tiếp phu nhân vào, nửa mừng nửa lo, chợt có tin báo chúa động bát nạp đã đến. Mạnh hoạch ra nghênh tiếp, thấy người cưỡi voi trắng, mình khoác mang to tết vàng và hạt trâu, lưng đeo hai mũi đại đao, dẫn một toán quân và các giống hùm beo, lục tục kéo vào, hoạch lại lục, kể lể sự tình mộc lộc đại vương hứa trả thù giúp mạnh hoạch mừng lắm mở tiệc khoản đãi hôm sau mộc lộc đại vương dẫn quân sĩ và những giống mãnh thú ra trận triệu vân ngụy diên đem quân giàn thành thế trận hai tướng dòng cương đứng sững trước trận trông sang bên này thấy tinh kỳ khí giới của quân man đều khác cách cả quân sĩ nhiều người không mặc áo sống trần chuồng như nhộng, mặt mũi đen xì, mình đeo bốn con dao nhọn trong quân không đánh trống chỉ dung chuông làm hiệu, mục lục đại vương lưng đeo hai thanh gươm báu, tay cầm chuông con, cưỡi vòi trắng, từ dưới lá cờ lớn đi ra. Triệu Vân bảo với Ngụy Diên rằng, chúng ta cả đời đi trận mạc, chưa thấy lạ lùng thế này bao giờ. Hai người còn đang trò chuyện đã thấy mục lục lầm nhầm trong mồm, niệm chú mấy câu, tay dung quả chuông. Bỗng dưng gió thổi đùng đùng, sỏi đá bay rào rào như mưa to. Lại nghe thấy rúc một tiếng còi, rồi hổ, báo sói gấu lợn lòi rắn rết to tầy cột lướt theo gió ùa đến con thì nhe nanh con thì múa vuốt tràn sang trận thục quân thục khiếp sợ chưa đánh đã vỡ xô nhau chạy toán loạn quân màn đuổi đánh đến giáp đường tam giang mới rút về triệu vân ngụy diên thu nhặt tàn quân về ra mắt khổng minh xin chịu tội và thuật lại tình hình thua trận khổng minh cười nói đó không phải là tội hai người khi ta chưa ra khỏi nhà đã biết Nam Man có thuật nghe hổ báo. Hiện trong thục đã chữ sẵn đồ phá trận đem theo đây. Hiện trong quân ta có 20 cỗ xe, còn phong kín cả. Này hãy dùng một nửa, còn một nửa để dành vào việc khác. Liền gọi tả hữu lấy ra 10 cỗ xe, chứa đầy hòm sơn đỏ, đem đến dưới trướng. Còn 10 cỗ sơn đen thì để dành lại, các tướng chưa hiểu ra sao. Khổng minh sai mở ra thì toàn là các giống thú to làm bằng gỗ, có các thứ nhung dạng ngũ sắc bọc ngoài làm da đồng sắt làm nanh vuốt mỗi con thu gỗ có thể ngồi được 10 người khổng minh kén một nghìn quân tinh tráng giao cho một trăm con con nào cũng chưa sẵn đồ khói lửa giấu trong xe hôm sau khổng minh kéo quân ra dàn ngoài cửa động quân màn báo tin cho mộc lộc đại vương mộc lộc đại vương tưởng chừng không ai địch nổi lập tức cùng với mạnh hoạch dẫn quân ra khổng minh đội khăn lượt mặc áo phù thủy, tay cầm quạt lông, ngồi chính diện trên xe. Mạnh hoạch trò sang bảo rằng người ngồi xe kia là Gia Cát Lượng đấy, nếu bắt được hắn thì việc lớn ắt xong. Mộc lộc đại vương mồm niệm thần chú, tay rung chuông. Một lát, gió to ảo ảo nổi lên, các giống mạnh thú xông đến. Khổng Minh cầm quạt lông phẩy một cái, ngọn gió liền thổi tạt trở lại. Các thú gỗ trong trận tục bấy giờ mới ùa sang, những giống thú ấy bên trận man, thấy các giống lớn bên tục nghiệm lè ra lửa, mũi thở ra khói, trên mình chuông kêu len keng, dơ nanh mua vuốt, nên không dám đến gần, cong đuôi chạy trở về, giày xéo quân man, chết hại rất nhiều. Khổng minh thúc quân ùa vào, chống, tù và vang lừng, đuổi đánh cực giác mộc lộc đại vương chết trong đám loạn quân. Mạnh hoạch, đái lai bỏ cả cung biển, trèo non vượt núi chạy trốn. Khổng minh chiếm được động ngân hàng, hôm sau, Khổng Minh sắp sửa sai quân đi tầm nã Mạnh Hoạch, chợt có tin báo rằng em vợ Mạnh Hoạch là đái lai động chúa, khuyên Hoạch đầu hàng, Hoạch không nghe. Bởi thế đã bắt Mạnh Hoạch và vợ là Trúc Dòng Phu Nhân cùng tòng đảng hơn trăm người trói cả lại đem nộp thừa tướng. Khổng Minh nghe báo, lập tức gọi Trương Ngực, Mã Trung vào dặn dò mẹo mực. Hai tướng lĩnh kế dẫn hai nghìn quân tinh tráng phục sẵn hai bên hành lang, rồi sai tướng mở cửa cho chúng vào. Đái Lai dẫn quân đao phủ giải bọn mạnh hoạch quỳ lại dưới sân. Khổng Minh quát to lên rằng, quân đông, bắt trói cả bọn này lại cho ta, quân phục hai bên đổ ra, cứ hai ba người bắt một người, trói nghiến lại, không ai chạy thoát. Khổng Minh cười nói, thứ quỷ kế của các người lừa thế nào được ta, người thấy hai lần trước người trong động bắt đem nộp, ta không nợ giết, tưởng chuyến này cũng thế, cho nên lại trá hàng, để giết ta ở trong động này phải không? liền quát võ sĩ khám quả nhiên trong mình người nào cũng dắt một con dao găm rất sắc. Khổng Minh hỏi mạnh hoạch rằng, trước ngươi bảo có đến tận nhà ngươi mà bắt được ngươi thì ngươi mới chịu, này nghĩ sao? Hoạch thưa, chuyện này thực là tự chúng ta đem thịt đến miệng hùng chớ không phải là tài của ngươi, chết thì chết, chứ ta vẫn chưa chịu. Khổng Minh nói, ta bắt được ngươi sáu lần rồi, sao chưa chịu, còn đợi đến bao giờ? Hoạch nói, hễ lần thứ bảy mà lại bắt được nữa thì ta mới dốc lòng quy phục thể không dám làm phản nữa. Khổng Minh nói, sao huyệt của người ta đã phá hết rồi, còn phải lo gì? Lập tức sai võ sĩ cởi trói cho mạnh hoạch rồi nạt rằng nếu ta tóm được một lần nữa mà còn nói lôi thôi thì quyết không tha nữa đâu. Bọn mạnh hoạch lùi thùi trở về, lại nói hơn nghìn quân man bị thương mất quá nửa, đang chạy trốn, gặp được mạnh hoạch thu nhặt quân tàn, trong bụng hơi mừng, bàn với đái lai động chúa rằng này động phủ của ta đã bị quân thục chiếm mất rồi biết tìm chỗ nào an thân được. Đái Lai nói chỉ còn một nước có thể phá được quân thủ, huệ mừng lắm, vội hỏi nước nào. Đái Lai nói tự đây ra phía đông năm bảy trăm dặm có nước ô qua, vua nước ấy tên là một đột cốt, mình dài hai trưởng, không ăn thóc gạo, chỉ ăn toàn những giống rắn độc, tên bắn không vào. Quân thủ hạ toàn mặc áo giáp mây, dây mây mọc ở trong khe núi, leo bám vào vách đá, người sư ấy lấy tẩm vào trong dầu nửa năm mới vớt ra phơi khô phơi rồi lại tầm hơn 10 lượt rồi đem chế làm áo giáp mặc vào mình lội xuống nước không chìm tên bắn dao chém cũng không thấu bởi thế gọi là quân giáp mây đại vương nên đến đấy mà cầu sẽ bắt được ra cát lượng dễ như bỡn vậy mạnh hoạch mừng lắm mới sang tận nước ô qua vào ra mắt một đột cốt ở đây không có nhà cửa mọi người ở cả trong hang núi mạnh hoạch vào động van lại kêu cầu một đột cốt ưng lời cất ba vạn quân giáp mây và sai hai tướng là sĩ an và hề nê cất quân kéo về phía đông bắc khi đến một con sông gọi là đào hoa hai bên bờ toàn là cây đào lâu ngày lá rụng xuống nước người nơi khác uống phải thì chết ngay chỉ người ô qua uống vào lại khỏe thêm ra một đột cốt sai hạ trại ở cửa bến đợi quân thục tới nói về khổng minh sai người đi dò thám biết sự thể làm vậy liền kéo vệ quân đến thẳng sông đào hoa trông sang bờ bên kia thấy quân man mặt mũi kỳ dị hình thù quái gở mới gọi thổ dân ra hỏi thì họ nói hiện nay lá đảo đang rụng nước ở đây không sao uống được khổng minh liền rút quân lui về năm dặm để ngụy diên ở lại giữa trại hôm sau một đột cốt dẫn một toán quân giáp mây qua sông đánh quân thục chiêng trống vang trời ngụy diên dẫn quân ra địch quân man kéo ổ đến quân thục bắn không thùng được áo giáp tên rơi tua tủa xuống đất gươm giáo đâm chém cũng không thống. Quân man đều dùng mã tống, quân thục không địch nổi, phải bỏ chạy. Quân man không đuổi theo, Ngụy Diên quay lại đuổi mãi đến bến đỏ, thấy quân man mặc cả áo giáp, lội xuống nước bơi đi. Tên nào mệt mỏi lắm thì cởi áo giáp, thả xuống nước, rồi ngồi lên trèo đi. Ngụy Diên vội vàng về chạy lớn bẩm với Khổng Minh. Khổng Minh hỏi Lã Khải. Khải thưa rằng tôi vẫn nghe vùng này, có nước ô qua, ở đấy không có luân lý gì, có áo giáp mây hộ thân, khó lòng phá nổi. Và lại, có nước lá đào rất độc, thổ dân uống vào thì khỏe ra, mà người sư khác uống phải là chết. Phương man như thế, dẫu lấy được cũng vô ích, chi bằng rút quân về cho sớm. Khổng Minh cười, nói ta không phải dễ dàng mà đến được đây, lẽ đâu về ngay được. Ngày mai ta khắc có mẹo phá xong, bèn sai triệu vân hiệp sức với ngụy diên giữ trại và dặn không nên kinh động. Hôm sau, Khổng Minh ngồi một chiếc xe nhỏ, sai thổ dân đưa đường, đến mãi một nơi núi hẻm ở mé bắc bến đào hoa, xem xét địa lý. Gặp chỗ núi cao đường hẹp, xe không đi được, Khổng Minh xuống đi bộ. Chợt đến một chai núi, trông thấy có cửa hang, vòng vèo như hình con rắn dài, hai bên vách đá dựng đứng, không có cây cối, có một con đường cái đi thông ở giữa. Khổng Minh hỏi, hang này gọi là hang gì? người bản xứ thưa rằng, ở đây gọi là hang bàn xà, ra khỏi cửa hang tức là con đường lớn thành Tam Giang. Trước hang có một thung lũng gọi là điện tháp lang, khổng minh mừng, nói, trời cho ta thành công ở chỗ này đây. bèn theo lối cũ, lên xe về trải, gọi mã đại đến dặn rằng, ta giao cho ngươi 10 cỗ xe hòm sơn đen, phải dùng đến hàng ngàn gióng tre, mở hòm ra cứ y kế mà làm. Lại phải dẫn quân bản bộ chặn giữ hai đầu hang bàn xà, hạn cho ngươi nửa tháng phải xong đâu vào đấy, và phải giữ gìn cẩn mật, nếu để lộ ra ngoài sẽ trị tội theo quân pháp. Mã đại lĩnh kế ra đi, lại gọi Triệu Vân đến dặn rằng người ra phía sau hang bàn xà, cửa đường Tam Giang, cư y phép. Mà giữ gìn, nội vật gì dùng đến, phải sắm sẵn trước cho đủ. Triệu Vân lĩnh kế ra đi, lại gọi Ngụy Diên đến dặn rằng người dẫn quân bản bộ ra bến đào hoa hạ trải. Nếu quân man qua sông sang đánh thì bỏ trại mà chạy thẳng đến chỗ cắm cờ trắng hạn trong nửa tháng phải thua luôn 15 trận, bỏ 7 cây trại. nếu mới thua 14 trận, thì chớ đến ra mắt ta vội. Ngụy Diên lĩnh mệnh, trông mặt có dáng không vui tiêu nhiều trở ra. Khổng Minh lại gọi Trương Dực, sai dẫn một toán quân, cứ trò chỗ nào thì lập trại chỗ ấy. Lại sai Trương Ngực, mã trông dẫn Trương nhìn hàng binh, cứ y mẹo mực mà làm. Các tướng ai nấy lĩnh kê kéo đi. Mạnh Hoạch bàn với Ngột Đột Cốt vua ô qua rằng: Ra cát lượng thật lắm quỷ kế, nhất là hay dùng quân mai phục. Ta có đánh nhau phải dặn quân sĩ, hễ chỗ nào rừng rú thì chớ nên khinh tiến. Ngột Đột Cốt nói: Lời Đại Vương rất phải. Tôi đã biết người Trung Nguyên chỉ tài những mẹo lừa đảo. Từ nay ta phải cẩn thận. Tôi đi trước tiến vào đánh, ngài đi sau trông nom quân sĩ. Hai người bàn định đâu đấy, sực thấy quân thục Lập chạy bến đào hoa một đột cốt lập tức sai hai tướng tù trưởng dẫn quân giáp mây sang đánh nhau với quân thục. Hai bên giao chiến được một lát, Ngụy Diên thua chạy. Quân Man sợ có mai phục, không dám đuổi theo. Hôm sau, Ngụy Diên lại đi lập doanh trại, quân Man biết tin liền qua sông sang đánh. Diên ra địch, được vài hiệp lại thua chạy. Quân Man đuổi theo hơn 10 dặm ngắm xem bốn mặt thấy không có gì, mới đóng quân ở trong trại thục. Hai tù trưởng mời ngột đột cốt đến trại, thuật lại công việc ngột đột cốt dẫn quân tràn lên đuổi đánh ngụy diên một trận nữa quân thục bỏ cả giáp quẳng cả giáo mà chạy ngụy diên cứ trông chỗ nào cắm cờ trắng thì đến đến nơi đã có một trại lập sẵn rồi diên liền đóng quân ở đó ngột đột cốt thúc quân đuổi tràn đến diên lại bỏ chạy quân man lại chiếm được trại nữa hôm sau quân man kéo đến diên đánh vải ba hiệp lại chạy cứ về đến chỗ có cắm cờ trắng thì đã có sẵn một trại rồi Diên vừa đánh vừa chạy, trước sau thua luôn 15 trận, bỏ mất 7 trại. Một đột cốt đi đầu, nội chỗ nào có cây cối um tùm, là cho người dò xem, quả nhiên thấy tinh kỳ thấp thoáng trong bóng cây, mới bảo Mạnh Hoạch rằng đại vương nói quân thục hay dùng kế mai phục, quả nhiên không sai. Mạnh Hoạch cười ầm lên, mà rằng phen này ra cát lượng bị ta biết rõ mẹo rồi. Đại vương mấy bữa nay được luôn 15 trận, cướp được 7 trại, quân thục nghe tiếng gió đã phải chạy thế thì đủ biết ra cát lượng sức đã kiệt rồi. Ta chỉ đánh một trận nữa là xong việc. Ngột đột cốt mừng lắm không coi quân thục ra mùi gì nữa. Đến hôm thứ 16, ngụy Diên dẫn tản quân lại chống nhau với quân giáp mây. Ngột đột cốt cưỡi voi trắng đi trước, đầu đội mũ nhật nguyệt, mình mặc áo kim châu, mai vây dưới nách lộ cả ra ngoài, mắt nhấp nhánh như ánh chớp, trỏ tay sang ngụy Diên mà mắng. ngụy Diên liền quay ngựa chạy, quần màn kéo bừa sang đồi đánh. Diên dẫn quân chạy vào trong hang bàn xa, ngột đột cốt thúc quân đến cửa hang, trông lên núi đá trơ trụi chắc không có mai phục mới vững dạ đuổi theo. Vào đến trong hang, thấy có hơn 10 cỗ xe sơn đen chất ở giữa đường đi. Quân man bảo rằng đây hẳn là đường vận lương của quân thục, nhân thấy quân đại vương đến đây, cho nên bỏ cả xe lương mà chạy. Ngột đột cốt mừng lắm thúc quân cắm cổ đuổi miết, phi gần ra khỏi cửa hang, thì không thấy quân thục đâu chỉ có đá gỗ trồng chất ngổn ngang lấp cả lối đi. Một đột cốt sai quân dọn đường, bỗng nhiên, các cỗ xe phía trước mặt, toàn chứa củi khô cỏ ráo, lửa ở đâu bốc cháy đùng đùng. Một đột cốt vội vàng rút quân về, lại thấy hậu quân nhốn nháo cả lên, nói cửa hang đằng sau cũng bị củi cỏ chặn lấp cả rồi, trong củi toàn là thuốc súng nổ tứ tung. Một đột cốt thấy không có cây cối gì, còn hơi vững dạ, sai tìm đường chạy bỗng đầu lửa ở hai bên sườn núi ném ra, lửa bay đến đâu, địa lôi ở dưới đất nổ tung đến đấy. Trong hàng đỏ rực toàn lửa, hơi lém vào áo giáp mây là cháy. Ngột đột cốt và ba vạn quân ôm nhau chết thui cả trong bàn xa. Khổng Minh ngồi trên núi trông xuống, thấy quân man bị đốt, kẻ thì co quắp, người thì quằn quại, quá nửa bị pháo đạn bắn, vỡ đầu, sứt má, xương thì tan tành, chết rụi trong hang, mùi khét lẹt bốc lên không sao chịu được. Khổng Minh ứa nước mắt, than rằng ta tuy có công với nước, nhưng sẽ chắc tổn thọ. Tướng sĩ ai lấy đều thương cảm, khi ấy Mạnh Hoạch đang ngồi trong trại, mong đợi tin tức, bỗng thấy hơn nghìn quân man, gieo mừng lại ở trước trại nói rằng quân ô qua đánh nhau với quân thục to lắm, đang vây được ra cát lượng ở trong hang bàn xà, xin mời đại vương đến tiếp ứng. Chúng tôi là người bản động, bất đắc dĩ phải hàng thục, nay nghe đại vương ở đây, nên đến đánh giúp. Mạnh Hoạch mừng rỡ lập tức dẫn bọn tông đảng và quân phiên kéo đi, sai quân man đưa đường đến hang bàn xa. Gần đến nơi, thấy lửa sáng rừng rực, hoạch biết mắc mẹo, vội vàng rút về, thì đã thấy trương ngực, mã trung hai mặt đổ ra. Hoạch toàn xông vào đánh, bỗng đâu trong đám quân man có tiếng reo ầm ầm, té ra trong đám này già nửa là quân thục, ăn mặc giả làm quân man, bắt gọn cả bọn tông đảng và quân phiên trói lại. Mạnh hoạch còn chưa một mình, một ngựa, thoát được ra ngoài, Nhằm theo con đường tắt trong núi mà chạy Đang chạy, lại gặp một toán quân súng xít đẩy một cái xe Trong xe có một người ngồi chỉnh trên Đầu đội khăn lượt, tay cầm quạt lông Chính là Khổng Minh Khổng Minh quát lên rằng Phản tặc mạnh hoạch Phen này nghĩ sao? Hoạch vội quất ngựa chạy Bên cạnh, một tướng xông ra chặn đường Té ra là mã đại Hoạch trở tay không kịp bị đại bắt sống Bây giờ, bọn Vương Bình Trương Dực đã dẫn quân sấn vào trong chạy man bắt nàng trúc rong và cả nhà mạnh hoạch già trẻ lớn bé điệu đi. Khổng Minh về đến trại, lên trướng ngồi đâu đấy, rồi bảo các tướng rằng ta này bất đắc dĩ phải dùng đến mẹo này, thực là tổn âm đức. Ta biết giặc đoán ta hay dùng quân mai phục ở trong rừng rú, nên những chỗ cây cối, ta sai cắm tinh kỳ, cho giặc đâm nghi, thật ra không có quân mã gì cả. Ta lại sai ngụy Văn Trường thua luôn 15 trận, cốt để cho giặc vững bụng ta thấy trong hang bàn xà chỉ có mỗi một lối đi, hai bên sườn toàn đá, trên không có cây cối gì, dưới thì đất cát. Vì thế sai mã đại đem 10 cỗ xe sơn đen, bày ở trong hang, trong xe toàn những quả pháo ta chế sẵn ở nhà, gọi là địa lôi. Mỗi quả pháo lớn chưa chín cái pháo con, cứ cách 30 bước chôn một quả, dùng ống tre để dẫn thuốc. Pháo nổ ra thì núi phải sạt, đá phải vỡ, ta lại sai triệu từ long dự sẵn xe cỏ cỗ đá, để ngoài cửa. Rồi mới cho Ngụy Diên dử bọn một đột cốt vào cả trong hang, đợi Ngụy Diên ra xong, thì lấp cửa hang mà đốt. Ta nghe nói, phàm vật gì đã lợi về nước, tất không lợi về lừa. Áo giáp mây tuy dao, tên không đâm thấu được, nhưng nó là đồ tẩm dầu, hễ gặp lửa là cháy. Quần màn ngang ngạnh như thế, phi hỏa công thì đánh làm sao được. Nhưng để cho người ô qua chết hết cả giống, đó thực là tội lớn của ta. Các tướng bái phục nói, thừa tướng mưu kế, quỷ thần cũng không biết đâu mà lường. Khổng minh sai giải mạnh hoạch vào, hoạch quỳ dưới chướng, khổng minh sai cởi trói cho hoạch, dẫn ra chỗ khác ăn uống cho hoàn hồn. Rồi gọi người bếp vào, dặn nhỏ vài câu, như thế, như thế. Mạnh hoạch, chúc dòng phu nhân, mạnh yêu, đái lai động chúa và cả bọn tông đảng đang ăn uống. Chợt có một người vào báo với mạnh hoạch rằng, thừa tướng xấu hổ không muốn trông thấy mặt ông nên sai tôi đến tha ông về, để thu nhặt quân mã quyết một trận thắng phụ, ông nên đi ngay. Mạnh hoạch khóc, nói, từ xưa đến nay, chưa có ai đánh giặc, bảy lần bắt được mà bảy lần tha bao giờ. Tôi tuy là người mọi giờ, cũng hiểu chút đôi chút lễ nghĩa, có đâu mà lại mặt dày mãi thế được. Nói đoạn dắt díu vợ con, anh em, họ hàng, cởi trần ra khốm núm vào quỳ cả dưới trướng, tạ tội rằng, thừa tướng thực là thiên oai người phương Nam tôi không dám làm phản nữa. Khổng Minh nói, ông này đã chịu rồi à, mạnh hoạch khóc, nói, con con cháu cháu tôi cũng được đỏ ấy ơn sinh thành thừa tướng, dám đâu không phục. Khổng Minh mời mạnh hoạch lên trướng, mở tiệc yến ăn mừng, rồi lại cho làm chúa các động như trước. Lại trả lại cho mạnh hoạch tất cả đất đai đã chiếm được. Mạnh hoạch và tông đảng cùng quân man, ai nấy đều đội ơn, mừng rỡ, khoa chân múa tay đời sau có thơ khen khổng minh rằng quạt lông khăn lượt ngọn cờ vàng mưu mẹo cao sâu phục chúa man khe động nay còn nhờ đức trạch nhìn thu hương hòa đỉnh cao cương quan trường sư phí vĩ vào can rằng thừa tướng thân cầm binh mã vào sâu đất bất mau này đã hàng phục được vua man rồi sao không đặt quan lại để cùng với mạnh hoạch cai trị có được không khổng minh nói nếu như thế sẽ có ba điều khó một là để quan ở lại tất phải để quân quân sẽ không có gì ăn hai là sứ man này tàn phá chết hại rất nhiều để quan mà không để quân tất sinh vạ ba là người dợ thường giết lẫn nhau mang lòng ngờ vực để quan ở lại tất cũng không tin nhau này ta không phải đề người mà cũng phải vận lương đôi bên cùng yên ổn không rắc rối gì chẳng hay hơn ư ai cũng chịu là phải bởi thế quân man cảm ơn đức mới lập đền thờ sống khổng minh bốn mùa cúng tế và gọi là cha hiền ai nấy tranh nhau đem tiền đồ vàng bạc, châu báu, son, sơn, thuốc men, châu cầy, ngựa chiến, để giúp việc quân nhu và thề không bao giờ làm phản nữa. Thế là phương Nam Bình xong, khổng minh khao quân đâu đấy, rốt quân về thục, sai ngụy diên dẫn quân bản bộ đi tiên phong. Vừa đến sông Lư Thủy bỗng dưng mây đen bốn mặt tối sầm lại, gió lạnh nổi lên, cát sỏi bay vù vù, quân mã không sao tiến được ngụy diên quay trở lại báo với khổng minh khổng minh mời mạnh hoạch ra hỏi đó là giặc man ngoài cõi vừa yên ổn mà quỷ bên sông lại dở trò chưa biết mạnh hoạch nói ra làm sao xem hồi sau phân giải